Điểm này Dương Nghị Vân thực vừa lòng, nhìn qua là cái trung thành người. Hắn thích. Đứng lên đi thuận miệng nói. Thổ Tinh Nguyên lúc này mới bỏ dậy, bất quá ngẫm lại lúc sau, một trương miệng, lại là hộc ra một viên hạch đào lớn nhỏ ngũ sắc hạt châu, cầm trong tay cung cung kính kính đưa tới Dương Nghị Vân trước mặt nói, chủ nhân đây là huyễn linh thần châu, dùng nguyên thần thao tác, nhưng huyễn hóa ra hư thật chi gian ảo cảnh ảo giác thế giới, đây là Vu Vương thành thành chủ ban cho tộc của ta trọng bảo, còn thỉnh chủ nhân nhận lấy. Dương Nghị Vân ánh mắt sáng lên, nhìn Thổ Tinh Nguyên trong tay đưa qua huyễn linh thần châu, thật sự thực tâm động, nhưng lại không tiếp. Hắn trong lòng rõ ràng, này viên huyễn linh thần châu ở trong tay hắn chưa chắc là có thể phát huy ra lớn nhất công hiệu tới. Đương nhiên nếu nói Thổ Tinh Nguyên không có thần phục hắn, như vậy hắn sẽ không chút khách khí thu này viên huyễn linh thần châu, nhưng hiện tại Thổ Tinh Nguyên đều đã thần phục hắn, hắn nếu là nhận lấy này nhưng huyễn linh thần châu, chẳng phải là cùng cấp cướp đoạt cấp dưới bảo vật. Lại nói trên người hắn không thiếu bảo vật, ngược lại là Thổ Tinh Nguyên hiện tại tu vi tăng lên, này viên huyễn linh thần châu như cũ để lại cho Thổ Tinh Nguyên có thể phát huy ra lớn nhất công hiệu tới, vốn dĩ mà nhân tộc liền nghiên cứu sử dụng vô số năm, nhất quen thuộc huyễn linh thần châu tác dụng, như thế nào mới có thể phát huy lớn nhất công hiệu, phối hợp thượng mà nhân tộc trời sinh thao tác bùn đất thiên phú, uy lực tự nhiên bất phàm. Ở trong tay hắn đã có thể chưa chắc. Ngươi lưu lại đi, bổn chủ nhân không thiếu bảo vật, vẫn là câu nói kia, hảo hảo làm việc. Dương mẫu nhân rốt cuộc không muốn. Bảo vật nhiều, chưa chắc đối thu hành hảo. Điểm này hắn rõ ràng. Thổ Tinh Nguyên sửng sốt, không nghĩ tới chủ nhân sẽ không cần. Giờ khắc này Thổ Tinh Nguyên trong lòng mạc danh chấn động, cũng tặng khẩu khí. Đích xác huyễn linh thần châu tuy rằng là Vu Vương thành chủ ban cho bọn họ nhất tộc bảo vật, nhưng chung quy ở bọn họ mà nhân tộc truyền thừa vô số năm tháng, thật muốn là giao ra đi, hắn trong lòng tự nhiên sẽ có tiếc nuối. Hiện giờ toàn bộ mà nhân tộc liền dư lại hắn một người, này nhưng huyễn linh thần châu cũng coi như là bọn họ mà nhân tộc niệm tưởng, có thể giữ lại trụ, tự nhiên là trong lòng vui mừng. Cũng đồng thời trong lòng đối Dương Nghị Vân cảm kích, âm thầm nói, như thế ngày sau chắc chắn đối chủ nhân trung tâm hiệu lực. Đa tạ chủ nhân, lần này Thổ Tinh Nguyên không có dư thừa tỏ thái độ, ghi lại trong lòng. Hảo, mang chúng ta đi Vu Vương thành thần dược viên nhìn xem đi, ta nghe nói Vu Vương thành thần dược viên. Có các người nhất tộc lấy nào đó thần vật sản xuất mà người nhướng, nhưng có vật ấy. Thổ Tinh Nguyên nói, chủ nhân lại là có, nhưng không nhiều lắm, vẫn là trước kia bảo lưu lại tới, mà người nhướng chính là thần dược viên hơn 1000 loại thần dược sản xuất, hơn nữa là tộc của ta nhiều nhân tài có thể sản xuất mà thành, một mình ta vô pháp sản xuất, bảo lưu lại chỉ có 9 bình, có thể nói đã tuyệt tích. Chính là toàn bộ văn minh toàn bộ vĩnh hằng thần giới mà Nguyên Tinh Hoa, cùng Hồng Hoang Đại Thần. Đại địa tổ thần thần phủ nhân sâm quả tề danh, bất quá, nhân sâm quả là nhằm vào nguyên thần thần vật, mà chúng ta mà nhân tộc sở nhưỡng mà người nhưỡng chính là chủ tu thân thể chi dùng. Từ từ, ngươi là cái gì? Đại địa tổ thần nhân tham quả. Dương Nghị Vân nghe Thổ Tinh Nguyên nói chuyện, tức khắc trong đầu toát ra hiện lên, địa tiên thủy tổ trấn nguyên tử tới. Lại là không biết có hay không việc này. Nếu có, như vậy thế giới này đã có thể có ý tứ. Đối với nhân sâm quả đại danh, Dương Nghị Vân làm người địa cầu có thể nói là như sấm bên tai, Tây Du Ký Trung nổi tiếng nhất tiên quả sinh vật, so với vương mẫu nương nương bản đào đều danh khí đại. Mà nhân sâm quả ở Tây Du Ký Trung, ngũ trang quan địa tiên chi tổ trấn nguyên tử có một gốc cây, Tây Du Trung Tôn Ngộ Không vì ăn vụng nhân sâm quả chính là ở trấn nguyên tử trên tay ăn qua lỗ nặng. Dương Nghị Vân không nghĩ tới Thổ Tinh Nguyên trong miệng. Nghe tới ở vĩnh hằng thần giới cư nhiên cũng có một cái đại địa tổ thần thủ chung cũng có nhân sâm quả, mà người nhưỡng cư nhiên cùng chi tề danh. Như thế nào nghe đều như là địa tiên chi tổ trấn nguyên tử đâu. Chẳng lẽ vĩnh hằng thần giới thực sự có nhân vật như vậy? Thổ Tinh Nguyên sửng sốt, nhìn qua chủ nhân phản ứng có chút đại, nhưng vẫn là vội vàng nói, đúng vậy, đại địa tổ thần có nhân sâm quả, tương truyền đại địa tổ thần ra đời với khai thiên thời đại, thành danh với hồng hoang, không trời cao. Không vào mà, chiếm cứ một phương thần sơn, một mình tiêu dao, được xưng đại địa tổ thần, thần phủ bên trong nổi tiếng nhất thần vật chi nhất đó là nhân sâm quả, ăn một viên nhân sâm quả, nguyên thần liền có thể tiến nhanh một cái đại cảnh giới nhiều, chư thần đều vì này thèm nhỏ dãi. Thật là có như thế nhân vật A Dương Nghị Vân nói thầm một tiếng. Ngay sau đó lại hỏi, người cũng biết kia cái gì đại địa tổ thần hiện giờ ở đâu? Thổ Tinh Nguyên cười khổ nói, chủ nhân tiểu thần cũng chỉ là nghe trong tộc trưởng bối nói đến quá, nói là đại địa tổ thần nơi ở, chính là vĩnh hằng thần giới trấn Nguyên Sơn, nhưng đó là thần sơn nơi, ai cũng tìm không thấy.
Dương Nghị Vân ngẫm lại cũng là đồ thổ tinh nguyên vẫn luôn ở đóng giữ Vu Vương thành thần dược viên, sợ là chưa từng có rời đi quá, biết nói một chút sự tình, phần lớn đều là trong tộc truyền thừa, có thể biết được có nhân sinh quả như vậy chuyện này đã không tồi, nói gì cho hắn biết đại địa tổ thần ở địa phương nào đâu. Đối Dương Mẫu Nhân tới nói, có thể biết được có như vậy một sự kiện là được. Tiếp tục trở lại phía trước đề tài, Dương Nghị Vân nói, đi thôi, vừa đi vừa lưu, mang chúng ta đi thần dược viên. Chúng ta yêu cầu mà người nhướng, cái này không thành vấn đề đi. Thổ Tinh Nguyên gật đầu, ở phía trước dẫn đường nói, tự nhiên không thành vấn đề, dù sao Vu Vương Thành đều không còn nữa, ta thủ nơi này, kỳ thật cũng là không chỗ để đi. Vu Vương Thành thần dược viên nội còn có hay không cái gì bảo vật? Dương Nghị Vân thuận miệng hỏi. Thổ Tinh Nguyên cười khổ lắc đầu nói, kỳ thật toàn bộ thần dược viên sớm tại đại kiếp nạn dưới cũng thành phế tích, chỉ có tộc của ta giấu đi chín bình mà người nhướng mới còn ở. Nói xong lúc sau, nghĩ nghĩ Thổ Tinh Nguyên lại bổ sung nói, bất quá, ta có một chỗ địa phương, lại là vẫn luôn là cấm địa nơi, nếu toàn bộ thần dược viên, còn có cái gì bảo vật nói, nghĩ đến chỉ có nơi nào, nhưng là ta cũng chưa tiến vào quá, bên trong có hay không bảo vật thật đúng là khó mà nói. Cái dạng gì địa phương? Dương Nghị Vân hỏi. Thổ Tinh Nguyên nói, là một chỗ sơn bụng trong vòng, cũng là tộc của ta xào huyệt nơi, nhưng là cái nào địa phương sớm tại tộc của ta phía trước liền tồn tại. Nghe tộc nhân nói nơi đó là thành chủ đại nhân nghiêm lệnh cấm địa, kỳ thật cùng với nói ta Vu Vương thành chủ làm tộc của ta bảo hộ thần dược viên, hiện tại ngẫm lại, còn không bằng nói là bảo hộ nơi đó. Dù sao ta trước nay liền không có gặp qua trong tộc có người đi vào, lịch đại tộc trưởng cũng không có, càng là có tổ quy bất luận cái gì mà nhân tộc không được đi vào. Dương Nghị Vân nghe Thổ Tinh Nguyên nói như thế, trong lòng ngược lại càng thêm tò mò lên, nghĩ đảo mau chân đến xem. Vừa đi vừa lưu. Bất chỉ bất giác trung Thổ Tinh Nguyên mang theo Dương Nghị Vân cùng Ngọc Lả lướt hơn nữa đằng xà đi ra tượng đá khu vực, lúc sau xuyên qua một mảnh rừng rậm, ở lúc sau đó là một mảnh trống trải nơi, bất quá nhìn qua một mảnh cháy đen, cái hố không ngừng, thực rõ ràng như là bị nào đó cực nóng lực lượng phá hủy quá. Quả nhiên nghe Thổ Tinh Nguyên nói, nơi này đó là thần dược viên, đáng tiếc đều thành phế tích, một gốc cây thần dược cũng chưa bảo lưu lại tới, hiện tại từ thảo đều không sinh. Thổ Tinh Nguyên nói chuyện chung cũng tràn ngập một cổ bi thương, rốt cuộc nơi này tuy rằng là Vu Vương thành thần dược viên lâm, nhưng chung quy là bọn họ mà nhân tộc bảo hộ vô số năm tháng nơi, cuối cùng càng là rất nhiều tộc nhân đều ngã xuống ở nơi này, nói không thương tâm đó là giả. Dương Nghị Vân thực sự nhìn không được nói, Vu Vương thành rốt cuộc tao ngộ cái gì đại kiếp nạn. Thổ Tinh Nguyên cười khổ nói, chủ nhân nói thật ta thật không biết, ta là bị tộc nhân bảo hộ lên duy nhất một cái mà nhân tộc, chờ ta tỉnh lại ra tới thời điểm. Phát hiện sở hữu tộc nhân đều đã chết, thần dược viên cũng hủy diệt, lại đi ra ngoài xem thời điểm, phát hiện toàn bộ Vu Vương thành cũng thành phế tích một mảnh, là cái gì lực lượng hoặc là nói sinh linh phá hủy, ta là chưa thấy qua. Đến, lại một cái cùng đằng xà thứ này giống nhau, đều đối lịch sử không rõ ràng lắm, nhưng lại là đều sống thật lâu nhị hóa. Dương Nghị Vân biết không quản là hắn cùng Ngọc Lả lướt nơi thần giới, vẫn là nơi này vĩnh hằng thần giới, bất luận cái gì thần linh thọ nguyên làm trò là vô hạn. Trừ phi bị giết, nếu không thần giới chính là vĩnh hằng bất hủ thọ nguyên. Đối này Dương Nghị Vân cũng không hỏi, về nơi này phát sinh quá chuyện gì, kỳ thật với hắn mà nói không có gì quá đại ý nghĩa, với hắn mà nói hữu dụng đơn giản chính là có thể tìm kiếm đến bảo vật, rồi sau đó tới tăng lên thực lực của chính mình, đem tu vi tu luyện cảnh giới cao nhất, bước vào đứng đầu thần linh cường giả hàng ngũ đối hắn mới là trọng điểm. Mặt khác hết thảy đều không sao cả. Thổ Tinh Nguyên vẫn luôn mang theo bọn họ về phía trước đi đến, suốt đi rồi ước chừng mấy chục dặm, mới xem như đi ra cháy đen cái hố thần dược viên. Mà nơi này như cũ là hai sườn vách núi hình thành sơn cốc địa thế, Vu Vương thành tuyển ở chỗ này đào tạo thần dược đảo cũng là cái không tồi lựa chọn. Phía trước tới rồi cuối, sơn cốc cuối. Nơi này là một tòa cao vào đám mây cơ hồ là vuông góc 90 độ, như gương mặt giống nhau ngọn núi, ở toàn bộ sơn cốc kết thúc. Thổ Tinh Nguyên nói, chủ nhân phía trước ngọn núi này gọi là Mà Người Sơn, là tộc của ta hang ổ nơi. Đây là một tòa tuyệt bích chi sơn sao đằng xà nói thầm một tiếng. Dương Nghị Vân cùng Ngọc Lả lướt cũng không thấy ra ngọn núi này lại cái gì bất đồng chỗ, khắc văn không có trận pháp không có, năng lượng dao động cũng không có, ngay cả một cái sơn động đều không có, hoàn toàn nhìn không ra có xảo huyệt bộ dáng. Thổ Tinh Nguyên lại là cười cười nói, chủ nhân chúng ta mà nhân tộc trời sinh có thể thao tác bùn đất đại địa, trong đó cũng bao vây kim thạch, sơn thể trong vòng là trống không, môn hộ đối chúng ta địch mà nhân tộc tới nói là thiên nhiên tồn tại,
thả tùy tiểu thần tiến đến đó là. Nói chuyện chung, thổ tinh nguyên đi tới sơn thể phía trước, vươn ngắn nhỏ bàn tay đặt ở vách núi phía trên, ngay sau đó Dương Nghị Vân xem như khai một lần tầm mắt, hắn không nghĩ tới ngũ hành chi lực còn có thể như thế diệu dụng. Cảm thụ chung phát hiện thổ tinh nguyên trong cơ thể xuất hiện một cổ thuần tịnh đến bạo thổ thuộc tính lực lượng, theo bàn tay tiến vào sơn thể phía trên, tức khắc toàn bộ vách núi như là nước chảy giống nhau hòa tan mở ra, nháy mắt công phu, xuất hiện một cái 1 mét đường kính tả hữu cửa động. Dương Nghị Vân lần này cảm thụ rõ ràng, thổ tinh nguyên trong cơ thể một cổ tinh thuần vô cùng thổ thuộc tính lực lượng ở cường đại nguyên thần chi lực bao vây lôi kéo hạ tùy tâm sở dục giống nhau mở ra vách núi chi động. Trước kia hắn cho rằng pháp lực chính là pháp lực chi dùng, hiện tại mới hiểu được, pháp lực vì phụ trợ, nguyên thần chi lực là chủ đạo, cư nhiên còn uy lực tăng gấp bội, hiệu quả lộ rõ. Như thế nghĩ đến ngũ hành chi lực đều có thể như vậy sử dụng. Đương nhiên trọng điểm là thổ tinh nguyên trong cơ thể có một cổ trời sinh thổ thuộc tính lực lượng, so với hắn trong cơ thể tinh thuần quá nhiều quá nhiều. Hắn tự nhiên chính mình đạo chủng nói thụ chi lực đã vô cùng tinh thuần, không nghĩ tới thổ tinh nguyên thuộc tính chi lực so với hắn còn muốn tinh thuần mấy lần thậm chí càng nhiều. Bất quá thổ tinh nguyên lực lượng hữu hạn, rốt cuộc thổ tinh nguyên này đây tu luyện nguyên thần là chủ. Trong lòng nghĩ, xem ra chính mình trong cơ thể lực lượng còn cần không ngừng đi tu luyện đến càng thêm tinh thuần nông nỗi mới được. Lúc này thổ tinh nguyên thu tay lại nói, chủ nhân còn thỉnh. Lời này một chỗ, đằng xa lập tức liền mắng nói, tiểu chú lùn ngươi đầu không hảo xử a, ngươi cái gì cái đầu, chủ nhân cùng là lướt pháp thần cái gì cái đầu. Tiểu tử ngươi làm chủ nhân bò đi vào a liền sẽ không đem cửa động khai đại điểm. Ngạch thổ tinh nguyên bị đằng xa mắng, lại là chút nào không dám cãi lại, sắc mặt một chút còn đỏ, đằng xa dỗi hắn, hắn không hề phản bác, vội vàng nói, là thuộc hạ sơ sẩy, chủ nhân chờ một lát, lập tức khai đại. Nói chuyện chung thổ tinh nguyên lần thứ hai phất tay, 1 mét chi cảnh cửa động nháy mắt biến lớn đến 3 mét tả hữu, lúc này mới dừng lại. Dương Nghị Vân lại là cười cười nói, không cần khẩn trương, không sao. Hắn biết thổ tinh nguyên đúng vậy theo bản năng hành vi, đều không phải là cố ý, bất quá đằng xà mắng cũng đúng, phía trước 1 mét cửa động, tổng không thể làm hắn cùng Ngọc Lả lướt bò đi vào không phải. Hiện tại hảo, 3 mét tả hữu cửa động, trực tiếp liền đi vào đi. Đoàn người đi vào thổ tinh nguyên sáng lập ra tới sơn động. Tiến vào lúc sau thổ tinh nguyên một dậm chân, toàn bộ cửa động lại một lần hà tất, kín kẽ như là thiên nhiên giống nhau, làm Dương Nghị Vân trong lòng lấy làm kỳ. Sơn động hà tất lúc sau, toàn bộ sơn động sáng lên, một chút đều không cảm giác được tối tăm. Nhìn kỹ đi lại là sơn thể ở sáng lên. Dương Nghị Vân nhìn không được hỏi, sơn thể thạch chính là thần thạch. Hắn biết chỉ có một ít thần thạch kỳ thạch mới có thể tỏa sáng sáng lên, bình thường thạch tài liền tính là thần giới thạch tài cũng là bình thường tầm thường thạch tài. Chỉ nghe thổ tinh nguyên nói, chủ nhân không phải thần thạch, chỉ là thần giới tầm thường thạch tài, ánh sáng là ta đem thạch tài trung khí chi tinh hoa hội tụ tới rồi cùng nhau, như thế mới sinh ra ánh sáng. Dương Nghị Vân gật đầu, thì ra là thế. Kỳ thật cẩn thận quan sát hoặc là đi cảm thụ đảo cũng có thể phát hiện cùng làm được điểm này. Chẳng qua là trước nay không trải qua quá, không đi hướng cái này phương hướng suy nghĩ. Trong óc nhớ tới một câu, đọc vạn quyển sách không bằng hành ngàn dặm đường. Kỳ thật những lời này ở tu hành thượng cũng đồng dạng áp dụng. Hắn nếu là lần này không tới vĩnh hằng thần giới, cũng liền không thấy được này đó. Có đôi khi thường thường một ít chi tiết nhỏ, nhìn như không chớp mắt, nhưng ở trong chiến đấu lại là có thể phát huy thật lớn tác dụng, thậm chí có thể cứu mạng. Hiện tại hắn đảo cũng có thể lý giải, vì cái gì thế gian tu hành hạng người, động bất động liền phải nói ra sơn du lịch. Du lịch có thể tăng trưởng kiến thức uyên bác thời điểm, làm việc tu luyện tự nhiên muốn so người khác cường. Chủ nhân toàn bộ sơn bụng, thông đạo trường đến 3.000 mễ, 3.000 mễ lúc sau đó là tộc của ta hang ổ nơi, mà người nhưỡng liền gửi ở sơn trong bụng tâm. Thổ tinh nguyên vừa đi một bên nói, ân, không nóng nảy, chậm rãi đi chính là. Dương Nghị Vân gật đầu nói chuyện. Kỳ thật hắn vừa đi, cũng một ở một bên quan khán thông đạo hai sườn. Toàn bộ thông đạo trừ bỏ ngay từ đầu cửa động bị thổ tinh nguyên cho rằng mở ra qua uy, 100 mét lúc sau dư lại thông đạo, Dương Nghị Vân nhìn ra được tới, mặt sau hoàn toàn không có sử dụng pháp lực, là dựa vào xuống tay công mở mà ra thông đạo chi lộ. Cùng trong tưởng tượng không giống nhau, nhìn qua toàn bộ thông đạo mở đều là phi thường tinh tế, thậm chí có thể nói là tinh xảo. Mua một tấc nơi đều là nghệ thuật. Hơn nữa cũng phi thường rộng mở, độ cao đạt tới 9 mét, độ rộng ở 6 mễ. Cái này độ rộng,
đối với cái đầu chỉ có nửa thước mà nhân tộc tới nói, hoàn toàn vậy là đủ rồi, phi thường rộng mở. Trọng điểm là Dương Nghị Vân từ này thông đạo mở thượng, nhìn ra mà nhân tộc là cái tay nghề tinh vi vô cùng chủng tộc, đương nhiên cũng hướng về tốt đẹp. Vì cái gì? Bởi vì, thông đạo hai sườn bao gồm đỉnh chóp cùng trên mặt đất, mỗi một tồn mở đều như kích cỡ lượng quá giống nhau, trải qua tân trang cùng mài rũa, ngạnh sinh sinh đem cứng rắn thạch thể mài rũa như gương mặt giống nhau bóng loáng. Hơn nữa điều khắc thượng tinh mỹ vô cùng treo tường. Một vài bức bích họa quả thực muốn sống lại giống nhau. Cái gì sơn xuyên con sông, trời xanh mây trắng, sao trời hạo hải, thiên nhiên có thể có được cảnh tượng, tiếp tục tất cả đều ở một vài bức bích họa phía trên, đương nhiên chủ yếu nhân vật là mà người tổ cùng người khổng lồ vu tộc. Đi ở thông đạo trong vòng, Dương Nghị Vân cùng Ngọc Lả lướt một chút đều không cảm giác được phiền muộn, ngược lại có loại tâm tình sung sướng thả lỏng thoải mái. Cứ việc tiến vào cửa động bị thổ tinh nguyên phong lên, nhưng Dương Nghị Vân cảm giác thông đạo không khí thực lưu sướng, nghĩ đến là chỗ sâu trong thông gió, không ẩm ướt không làm táo càng tốt, không cần thần lực, chính là bình thường tình huống hô hấp đều thực thoải mái. Hành tàu 1000m, có sông ngầm xuất hiện. Bất quá lại là bị mà nhân tộc dùng xảo diệu mở kỹ thuật dẫn lưu tới rồi thông đạo đỉnh chóp chảy xuôi, như là đường núi 18 cong giống nhau, lại còn có hình thành thác nước. Hơi nước vờn quanh, bích họa tinh mỹ, như đi ở ảo cảnh. Thật sự là tiến vào một cái sơn bụng hạ thế giới cổ tích giống nhau. Một đường mà đi đủ loại mở bích họa điêu khắc từ từ, không ngừng xuất hiện, một chút đều không buồn tẻ phiền muộn. Đang ở này chờ mỹ diệu hoàn cảnh chung, thời gian quá chính là nhanh nhất, bất chi bất giác 3000 mễ thông đạo đi xong, thổ tinh nguyên mang theo bọn họ đi tới một phiến trước đại môn dừng lại nói, chủ nhân chúng ta tới rồi. Cao ước 9 trượng. Bề rộng chừng 3 trượng thật lớn cửa đá xuất hiện, mặt trên điêu khắc một nam một nữ hai cái nam nữ trên đầu các mang vương miện mũ phượng, thực hiển nhiên không phải mà nhân tộc, hẳn là người khổng lồ vu tộc. Nam tử uy nghiêm, nữ tử mỹ mạo. Thổ tinh nguyên chắp tay trước ngực, cúi người hành lễ, lúc này mới đứng dậy nói, chủ nhân trên cửa lớn điêu khắc chính là vu vương thành vu vương cùng vương hậu, là tộc của ta chi chủ, đương nhiên khi đó thật lâu trước kia. Là tộc của ta đối bọn họ kính ý mới điêu khắc với đại môn phía trên. Nói chuyện chung thổ tinh nguyên vung tay lên một đạo thần quang đánh ra đi, ngay sau đó đại môn chậm rãi mở ra. Dương Nghị Vân cùng Ngọc Lả lướt, đằng xa ba cái lại là mở ra tại đây một khắc, thấy được một cái sinh cơ bừng bừng không gian xuất hiện. Trong tầm mắt nhìn đến chính là một cái thật lớn không gian, mà cái này không gian còn lại là một cái hình tròn rỗng ruột hình dạng. Đứng ở đại môn ở ngoài. Dương Nghị Vân cùng Ngọc Lả lướt mấy cái đầu tiên nhìn đến đó là phi lưu thẳng hạ thác nước. Bảy màu sặc sỡ thảm thực vật, một tôn tôn sinh động như thật pho tượng, có mấy chục thượng trăm mét cao lớn người khổng lồ pho tượng, cũng có nửa thước cái đầu mà nhân tộc pho tượng. Đi vào đại môn lúc sau, chỗ đã thấy đó là thật lớn thiên hố. Bọn họ vị trí nơi, ở cái này hình tròn không gian giữa sườn núi. Nhìn ra dưới cái này hình tròn không gian đường kính chừng vạn mét bộ dáng, có thể nói phi thường thật lớn. Ngẩng đầu nhìn lại, thẳng tắp mà thượng, có ánh mặt trời chiếu mà xuống, có sung túc nguồn sáng. Nơi đây có khác động thiên. Dương Nghị Vân nhìn trước mắt hoàn cảnh hỏi Thổ Tinh Nguyên nói, nơi này là tự nhiên hình thành sơn bụng không gian. Thổ Tinh Nguyên gật đầu nói, đúng vậy chủ nhân dựa theo tộc của ta tiền bối lời nói, nơi này thật là thiên nhiên hình thành, tộc của ta nhập trú là lúc cái này không gian liền tồn tại, sau lại trải qua tộc của ta lịch đại mở, mới hình thành hiện giờ hoàn cảnh như vậy. Thần nguyên lực sung túc, thượng thông thiên tế, hạ xuống đất trong bụng, có sơn có thủy, thật sự là một phương thần cảnh động thiên. Ngay cả Ngọc Lả lướt cũng nhìn không được cảm thán. Thật là một phương thần cảnh, đáng tiếc đã cảnh còn người mất. Thổ tinh nguyên ngữ khí trầm thấp, hai tròng mắt chung có sương mù lập lòe. Với hắn mà nói, nơi này là hắn ra tiếng tu luyện địa phương, là bọn họ mà nhân tộc sinh sống vô số tuế nguyệt nơi, nhưng hiện tại tộc nhân đều không còn nữa. Sở nguyện trung thành vu vương thành cũng trở thành lịch sử. Nhìn vật nhớ người. Thổ tinh nguyên đã thật lâu không có tới hang ổ, hắn sợ nhớ tới tộc nhân. Dương Nghị Vân cùng thổ tinh nguyên chi gian chủ tớ cảm ứng rất sâu, giờ phút này cảm nhận được thổ tinh nguyên cảm xúc hạ xuống lại là nửa ngồi xổm xuống, ở thổ tinh nguyên trên vai chụp một phách nói, tránh thoát đi, chúng ta nhân tộc có câu nói là, người phải hướng trước xem, người là mà nhân tộc cuối cùng một người, càng thêm yêu cầu hảo hảo sinh tồn. Nỗ lực tu luyện thành vị trí cường giả, mới có thể không làm thất vọng tộc nhân của ngươi. Ân, đa tạ chủ nhân, ta sẽ hảo hảo tu luyện. Thổ tinh nguyên nội tâm cảm kích,
không nghĩ tới chủ nhân còn sẽ an ủi hắn, ngay sau đó mới nói, chủ nhân xin theo ta đi thôi, mà người nhưỡng gửi nơi cấm địa nơi ở ngoài. Hảo, dẫn đường đi. Dương Nghị Vân gật đầu. Thổ Tinh Nguyên về phía trước đi đến, có một cái 3 mét khoan con đường, xoay quanh trực tiếp thông hướng về phía cái này thật lớn thiên đáy hố bộ. Đoàn người hành tẩu đến nông nỗi ước chừng dùng hết 3 cái canh giờ. Như thế ở thiên đáy hố bộ, lại xuất hiện một cái cửa đá, nhưng là cái này cửa đá là mắt thường nhìn không ra tới, bọn họ đi xuống thời điểm chỉ có thể nhìn đến đây là vuông góc sơn thể, không có bất luận cái gì điêu khắc chi vật, hết thảy đều là thiên nhiên. Mà nơi này cũng đúng là phi lưu thẳng hạ thác nước nơi ở. Thiên đáy hố bộ hình thành chính là thật lớn vô cùng nước sâu hàn đàm, màu trắng sương mù lượn lờ, kết thành băng sương. Theo này tiểu đạo trực tiếp xuyên qua thác nước, dừng lại ở vừa ra 100 mét bình phương tả hữu ngôi cao sau, Thổ Tinh Nguyên phất tay ở vách đá, lúc sau thật lớn môn hộ xuất hiện. Lúc này đoàn người đi vào đi, bên trong đen nhánh vô cùng. Thổ Tinh Nguyên thi pháp lúc sau, thần quang đại tác phẩm. Tức khắc một cái thật lớn thạch động đại sảnh xuất hiện. Nửa cái sân bóng rổ thật lớn, cao khoan đều có 100 trượng có thừa. Nơi này lại là không có bất luận cái gì mở dấu vết. Thổ Tinh Nguyên mang theo Dương Nghị Vân 3 cái trực tiếp tới rồi tận cùng bên trong chính phía trước dừng lại, ở chỗ này mọi người xem tới rồi một khối vuông vức cự thạch, trường khoan 9 mét. Nhìn qua càng như là một cái thật lớn thạch dương. Chủ nhân mà người nhướng liền tại đây khẩu thạch dương trong vòng, thiết chờ một lát ta mở ra. Thổ Tinh Nguyên mở miệng nói. Dương Nghị Vân gật đầu, quả nhiên là một ngụm thạch dương. Ong! Thổ Tinh Nguyên đôi tay đặt ở thạch dương phía trên, tức khắc ầm ầm vang lên. Từng đạo khắc văn ở thổ hoàng sắc thạch dương thượng lưu động. Toàn bộ cục đá dương nhìn qua kín kẽ, giống như là thiên nhiên thành thực cự thạch. Nhưng ở Thổ Tinh Nguyên đôi tay đặt ở mặt trên thi pháp lúc sau, ở rung động chung mở ra. Tức khắc bên trong tản mát ra nhu hòa vầng sáng, đủ mọi màu sắc. Dương Nghị Vân nhìn lại là không nhiều không ít, vừa lúc chín như ngọc giống nhau sắc thái cái chai. Kỳ thật nói cái chai đã không thích hợp, ở Dương Nghị Vân trong mắt. Chính là chín chỉ lu nước, chẳng qua là có cái chai tạo hình. Mỗi một con màu sắc rực rỡ cái chai đều là 1 mét chi cao, bình thường thùng nước thô tráng. Trong tưởng tượng ở Thổ Tinh Nguyên phía trước nói là 9 bình thời điểm, Dương Nghị Vân tưởng chính là 9 đan dược bình giống nhau lớn nhỏ. Hiện tại nhìn đến vật thật lúc sau, Dương Nghị Vân mới biết được chính mình sức tưởng tượng vẫn là quá thiếu thốn, đây là 9 chỉ lu nước, đó là cái gì cái chai? Nhịn không được nói thầm nói, đây là lu nước a. Thổ Tinh Nguyên nói, chủ nhân nói là cái chai cũng không sai, bởi vì đây là người khổng lồ vu tộc sử dụng khí cụ, ở bọn họ trong mắt chính là bình nhỏ. Dương Nghị Vân sửng sốt, lúc này mới phản ứng lại đây, như vậy vừa nghe, đích xác cũng là, người khổng lồ tộc thân cao đều ở hơn 30 mễ phổ biến, đích xác như vậy tưởng tượng, chính là bình nhỏ. Nói như vậy mà người nhưỡng là chuyên môn vì người khổng lồ vu tộc sản xuất. Đăng Xa hỏi. Thổ Tinh Nguyên trả lời, thật là cấp vu tộc sử dụng luyện thể thần thủy, mỗi một cái người khổng lồ vu tộc ở thành niên phía trước, đều sẽ dùng để mà người nhưỡng rèn luyện lễ rửa tội, một lần mà người nhưỡng rèn luyện thân thể, nhưng trực tiếp làm một người vu tộc từ thần chi thân thể, bước vào hồng hoang đỉnh thân thể đi, vô cùng cường đại tôi thể thần thủy. Dương Nghị Vân vừa nghe đôi mắt tỏa sáng nói, có biết người khổng lồ vu tộc như thế nào rèn luyện lễ rửa tội thân thể? Là trực tiếp dùng để uống. Vẫn là có cái gì đặc thù pháp môn. Nghe được Thổ Tinh Nguyên như thế vừa nói, Dương Nghị Vân nội tâm không bình tĩnh. Cư nhiên có thể trực tiếp làm thân thể từ thần chi thân thể bước vào hồng hoang đỉnh đi. Phải biết rằng đây chính là 30 mét cao lớn người khổng lồ vu tộc chi thân, nếu là hắn này nhân tộc thân thể dùng để rèn luyện đâu. Có thể đạt tới cái gì trình tự. Dương Nghị Vân ngẫm lại đều kích động. Ở thế giới này hiểu biết đến thân thể tu luyện tứ đại cảnh giới lúc sau. Dương Nghị Vân tự nhiên cũng biết tu thân thể độc đáo cùng cường đại, trong lòng nghĩ hắn nếu là có thể đem thân thể tu luyện đến đỉnh tiêm, ở tu pháp lực thần hồn, cho đến lúc này tất nhiên sẽ có nghiêng trời lệch đất thực lực. Cái này dụ hoặc đối Dương Nghị Vân tới nói rất lớn. Thổ Tinh Nguyên vừa thấy Dương Nghị Vân cái này chủ nhân lửa nóng ánh mắt, liền biết chủ nhân có ý tưởng, nghiêm túc nói, chủ nhân người khổng lồ vu tộc này đây thuốc tắm phản vệ rèn luyện lễ rửa tội, hơn nữa muốn phối hợp tương ứng độc đáo tu luyện pháp môn. Như thế mới có thể hoàn thành rèn luyện lễ rửa tội, đáng tiếc người của ta tộc là không biết pháp môn. Dương Nghị Vân trong lòng mất mát, nhưng cũng biết này chờ rèn luyện tất nhiên cũng là có bí pháp. Đáng tiếc Dương Nghị Vân tự nói.
Thổ tinh nguyên có thể cảm nhận được chủ nhân Dương Nghị Vân cảm xúc tiếc nuối, theo bản năng nhìn thoáng qua đại sảnh một góc, nghĩ nghĩ vẫn là nói chủ nhân có lẽ. Có lẽ cái kia cấm địa trong vòng có người khổng lồ vu tộc rèn luyện thân thể manh mối đi. Dương Nghị Vân hai tròng mắt bỗng nhiên lập lòe nhìn chằm chằm Thổ tinh nguyên nói, lời này nói như thế nào? Thổ tinh nguyên trầm ngâm nói, chủ nhân kỳ thật ta cũng chỉ là một cái suy đoán, liền ở đại sảnh Đông Nam Giác, nơi nào có cái môn hộ. Cũng là ta phía trước nói qua cấm địa, tộc của ta lịch đại tộc trưởng nghiêm lệnh không được tiến vào, liền tính là cái này đại sảnh kỳ thật cũng là bằng không tộc nhân tiến vào. Mà ta sở dĩ biết cái này địa phương, là bởi vì ta là tộc trưởng chi tử, năm đó đại kiếp nạn dung chuyển thời điểm, ta kỳ thật còn rất nhỏ, đã bị cha mẹ đưa tới nơi này tham thiết, hoặc là nói đem ta phong ấn tại cục đá trong vòng. Sau lại ta thức tỉnh lúc sau, liền phát hiện ở chỗ này, cũng nghĩ đến nơi này đó là tộc của ta cấm địa. Là Vu Vương thành chủ chân chính ý nghĩa thượng làm tộc của ta bảo hộ địa phương, chính là cái này đại sảnh. Mà toàn bộ đại sảnh duy nhất có thể địa phương đó là Đông Nam Giác cái kia sơn động, ta cảm thụ quá, có phi thường cường đại năng lượng hơi thở, hơn nữa có nguy hiểm cảm giác, dù sao nơi đó ta nghe tộc trưởng cũng chính là ta phụ thân thời trẻ nói qua một câu nơi nào là cấm địa, là Vu Vương thành quan trọng nhất địa phương, bất luận cái gì một cái mà nhân tộc không được đi vào, tự có thể bảo hộ. Ta suy nghĩ nếu là như thế quan trọng địa phương, như vậy bên trong có thể hay không có Vu Vương thành bí mật. Mà Vu Vương thành lớn nhất bí mật, đó là thành chủ phủ vương tộc đệ tử thành niên lễ rửa tội. Cái này lễ rửa tội đó là lấy mà người nhưỡng rèn luyện thân thể, nhưng ta chưa từng có nghe nói qua, vương tộc lễ rửa tội ở Vu Vương thành cử hành quá. Lễ rửa tội vốn chính là trọng trung chi trọng, là người khổng lồ vu tộc, hoặc là nói là Vu Vương thành vương tộc lớn nhất bí mật. Như vậy ta ở tiên, nếu là bí mật. Như vậy liền tự nhiên là bí ẩn, có thể hay không lựa chọn ở cái này cấm địa bên trong. Phải biết rằng nơi này hạ sơn bụng thật lớn vô cùng, cấp người khổng lồ vu tộc lựa chọn một cái bí ẩn nơi, tự nhiên yêu cầu một cái đại không gian, nơi này hoàn cảnh phi thường phù hợp điều kiện, hơn nữa mà người nhưỡng quá trình cũng phức tạp bí ẩn, chỉ có tộc của ta tham dự, mỗi một lần sản xuất hoàn thành, ta đều biết bị ta phụ thân từ bên ngoài đưa vào tới, cuối cùng biến mất, sau lại ta mới biết được mà người nhưỡng bị đưa đến nơi này. Năm đó ta tỉnh lại lúc sau, liền phát hiện chỉ có 9 bình ở chỗ này. Cho nên ta có lý do hoài nghi, bên kia cái kia sơn động chi trong động có lẽ sẽ có người khổng lồ vu tộc đại bí mật, trong đó có lẽ liền có rèn luyện thân thể lễ rửa tội bí pháp tồn tại. Dương Nghị Vân nghe Thổ Tinh Nguyên như vậy vừa nói, suy nghĩ một chút nhưng thật ra thực sự có khả năng, nhìn về phía Ngọc Lả Lướt nói, Lả Lướt tỷ tỷ ngươi thấy thế nào? Ngọc Lả Lướt nhìn Thổ Tinh Nguyên liếc mắt một cái nói, ta cảm thấy Thổ Tinh Nguyên suy đoán có khả năng, chúng ta có thể qua đi nhìn xem. Như thế tốt nhất Dương Nghị Vân này xem như được đến Ngọc Lả Lướt duy trì, hắn nội tâm tự nhiên là muốn đi xem. Nhìn thật lớn thạch dương trong vòng 9 trang mà người nhưỡng thật lớn cái chai, Dương Nghị Vân vung tay lên trực tiếp đem 9 cái chai thu vào càn khôn hồ không gian, hắn cũng không sốt ruột xem mà người nhưỡng là cái là bộ dáng. Chỉ là phía trước nghe Thổ Tinh Nguyên nói qua là trạng thái dịch thần thủy, thu hồi tới liền hảo, thành chính mình đồ vật cũng chạy không được, hắn đối Thổ Tinh Nguyên sở giảng cấm địa sơn động là thực cảm thấy hứng thú. Tưởng đi trước nhìn kỹ hãng nói. Đi, chúng ta qua đi nhìn xem, thu hồi chín mình mà người nhưỡng sau, Dương Nghị Vân liền phải hướng về Thổ Tinh Nguyên nói bên kia đi đến. Nhưng là lúc này, Thổ Tinh Nguyên cùng Ngọc Lả Lướt lại là đồng thời mở miệng. Từ từ. Ngạch làm sao vậy? Dương Nghị Vân nhìn về phía hai người. Thổ Tinh Nguyên vội vàng đối Ngọc Lả Lướt nói, Lả Lướt pháp thần ngài trước nói. Ngọc Lả Lướt trực tiếp mở miệng nói, này khẩu thạch dương cũng mang theo đi, không nhìn lầm nói, tài chất chính là ngọc thạch chi tinh, dùng để luyện chế phong kín loại hình thần khí khí cụ là thượng phẩm tài liệu, như vậy một khối to, đặt ở thần giới cũng là giá trị liên thành. Dương Nghị Vân sửng sốt, phản ánh lại đây sau, cười hắc hắc nói, ta sợ ý. Thứ tốt tự nhiên muốn lấy đi, ha ha. Nói chuyện chi gian, lại lần nữa quay đầu, thật lớn thạch dương cũng thu vào càn khôn hồ. Hắn biết Ngọc Lả Lướt có thể coi trọng đồ vật tự nhiên sẽ không kém, hơn nữa nói luyện chế phong kiến tính thực hảo khí cụ chi vật, như đan dược bình, chính là một trong số đó, mà hắn luyện đan tự nhiên yêu cầu đại lượng đan dược bình dùng để trang đan dược. Thân là luyện đan sư, tự nhiên biết càng là thượng thừa đan dược bình, dùng để trang đan dược đối đan dược bảo tồn chỗ tốt. Thu hồi tới sau, Dương Nghị Vân nhìn về phía Thổ Tinh Nguyên nói, người có cái gì vấn đề nói thẳng. Thổ Tinh Nguyên nhìn Dương Nghị Vân, chân thành nói, chủ nhân ta. Ta cảm giác bên kia cấm địa rất nguy hiểm,
Kỳ thật mà người nhưỡng trực tiếp dùng để rèn luyện cũng là có thể, đồng dạng có hiệu quả, thuộc hạ cảm thấy chủ nhân không cần thiết mạo hiểm. Dương Nghị Vân ha ha cười nói, đừng lo lắng, nghĩ tới đi xem lại nói mà người nhưỡng nếu có thể phát huy lớn nhất công hiệu, chúng ta cũng không cần thiết trực tiếp sử dụng mà lãng phí không phải. Nếu người khổng lồ vu tộc đều trở thành lịch sử, chúng ta đây hiện tại đi bọn họ cấm địa nhìn xem, cũng không có gì không tốt, người nếu là ngại với tộc quy có thể ở bên ngoài chờ chúng ta, không cần đi vào. Chủ nhân minh giám, thuộc hạ cũng là lo lắng chủ nhân an ủi, vì vậy kiến nghị, nếu chủ nhân muốn vào đi, kia thuộc hạ chắc chắn vì chủ nhân mở đường, tuyệt đối không dám có tư tâm. Thổ Tinh Nguyên còn tưởng rằng Dương Nghị Vân sinh khí, vội vàng thành khủng tỏ thái độ. Dương Nghị Vân dở khóc dở cười nói, được rồi, ta không trách người ý tứ, một khi đã như vậy, đại gia liền cùng nhau vào xem. Là, thuộc hạ dẫn đường Thổ Tinh Nguyên lần này không nói hai lời ở phía trước dẫn đường. Vài trăm thước ở ngoài một góc, chờ Dương Nghị Vân qua đi lúc sau, quả nhiên thấy được có một cái sơn động, nhưng là không có bất luận cái gì môn hộ, chính là một cái tương đối rất nhỏ sơn động, chỉ có 2 mét cao bộ dáng. Chủ nhân đích xác cảm giác có sợi quỷ dị. Đằng xa ở sơn động vị bị một chút nói. Bên trong thoạt nhìn đen nhánh một mảnh, cũng không biết cái này sơn động đi vào sẽ có bao nhiêu sâu bao lớn, dù sao đen nhánh một mảnh cảm giác, đích xác nhìn làm người thực không thoải mái. Mặt khác Dương Nghị Vân cùng Ngọc Lả Lướt cũng cảm nhận được một cổ hơi thở từ cái này sơn động chỗ sâu trong hướng ra phía ngoài phát ra. Lả Lướt tỷ tỷ ngươi có cái gì phát hiện sao? Dương Nghị Vân hỏi Ngọc Lả Lướt ý kiến. Rất khó nói, như là nào đó trận pháp lực lượng. Nhưng có cảm giác không giống, lại như là có cái gì đáng sợ tồn tại sinh linh sợ phát ra hơi thở. Ngọc Lả Lướt nghĩ nghĩ mở miệng nói. Ta cũng cảm giác được, tựa hồ không giống như là vật còn sống, nếu đều tới rồi, chúng ta đơn giản vào xem lại nói ngươi nói đi. Dương Nghị Vân trưng cầu Ngọc Lả Lướt ý kiến. Ngọc Lả Lướt gật đầu nói, nhưng... Dương Nghị Vân trong lòng vui vẻ, hắn biết Ngọc Lả Lướt một khi nói có thể, vậy không thành vấn đề. Đừng nhìn Ngọc Lả Lướt hiện tại sẽ ở khôi phục tu vi kỳ, nhưng nói đến cùng nàng như cũ là pháp thần tồn tại, hơn nữa nàng hóa giải trong cơ thể hỗn độn sương mù là không có lúc nào là ở một chút hóa giải. Dựa theo nàng nói, này đối nàng tới nói cũng là một loại tu luyện, nói cách khác Ngọc Lả Lướt tu vi ở không có lúc nào là tăng lên chung, hoặc là nói ở tùy thời tùy chỗ giải phong chung. Liền kia hiện tại tới nói, Dương Nghị Vân đều nhìn không thấu nàng. Như thế chỉ có thể thuyết minh, Ngọc Lả Lướt có nắm chắc đi vào. Thổ Tinh Nguyên dẫn đường, Dương Nghị Vân trực tiếp hạ lệnh. Là chủ nhân, lần này Thổ Tinh Nguyên không có bất luận cái gì do dự trực tiếp đi vào sơn động. Kỳ thật ở Thổ Tinh Nguyên sâu trong nội tâm, hắn lòng hiếu kỳ cũng thúc đẩy hắn tưởng đi vào nhìn một cái này làm cho bọn họ mà nhân tộc bảo hộ vô số năm tháng cấm địa. Thân là huyết nhục chi thân sinh linh, kỳ thật bất luận cái gì một cái đều là hiếu kỳ. Điểm này Thổ Tinh Nguyên cũng không ngoại lệ. Hắn rất sớm liền nghĩ tới đi vào tìm tòi đến tột cùng, nhưng tộc quy đè ở trên đầu, chỉ có thể chịu đựng. Nhưng hiện tại, thuộc về bị động tình huống, Phu Vương Thành không có, tộc nhân không có, hơn nữa tuy rằng còn sống, khá vậy trở thành Dương Nghị Vân người hầu, Dương Nghị Vân hiện tại là hắn chủ nhân, đối với bực này tình huống, hắn nhưng không có biện pháp. Hướng về sơn động đi đến thời điểm, Thổ Tinh Nguyên trong lòng âm thầm mà nói thầm nói, lịch đại tộc nhân trở lên, Phu Vương tại thượng. Không phải ta muốn phá tổ huấn, mà là bị bất đắc dĩ mà làm chi. Mang theo một chút phức tạp tâm tình, Thổ Tinh Nguyên bước vào sơn động. Đến nỗi Dương Nghị Vân ba cái cũng không biết Thổ Tinh Nguyên trong lòng có ý nghĩ như vậy, đối với bọn họ ba cái tới nói, chỉ hy vọng chính là có thể thuận lợi đi vào, có khác cái gì nguy hiểm tồn tại. Đương nhiên Dương mẫu nhân để ý chính là, có thể ở người khổng lồ vu tộc cấm địa bên trong có thể tồn tại rèn luyện thân thể bí pháp. Làm hắn có thể tăng lên thực lực, đây mới là hắn lớn nhất tâm nguyện. Với Ngọc Lả Lướt tới nói, lại làm sao không phải như thế. Bọn họ hai cái xông vào không biết nơi, cái này vĩnh hằng cổ xưa thần giới, tên là tìm kiếm càn khôn thần điện thời không pháp thần, nhưng chân chính mục đích lại là có thể tăng lên tu vi, đây mới là căn bản. Cho nên hiện tại đụng phải cũng một cái biến mất chủng tộc nơi cấm địa, vô cùng có khả năng tồn tại có thể tăng lên thực lực bí pháp tồn tại nơi. Dương Nghị Vân cùng Ngọc Lả Lướt sao có thể sẽ bỏ qua. Thổ Tinh Nguyên ở phía trước, đằng xa ở phía sau, Dương Nghị Vân cùng Ngọc Lả Lướt sóng vai mà đi. Đương nhiên chủ yếu là Ngọc Lả Lướt theo đi lên cùng hắn sóng vai mà đi, điểm này làm Dương mẫu nhân trong lòng cực kỳ cảm động, bởi vì hắn biết đây là Ngọc Lả Lướt phải bảo vệ hắn hành vi.
Xoang mũi trung truyền đến ngọc là lướt mùi thơm của cơ thể, làm Dương Mẫu Nhân tâm viên ý mã. Hắn cùng ngọc là lướt chi gian hiện tại hình thành một loại phi thường thì tốt hơn quan hệ, rất khó nói đến rõ ràng, đây là một đường đi tới cộng hoạn nạn lúc sau kết quả. Đương nhiên Dương Mẫu Nhân xuân tâm là nhộn nhạo quá, chẳng qua hắn ở ngọc là lướt trước mặt không dám biểu hiện ra ngoài. Bởi vì ngọc là lướt pháp thần khí chàng thực sự làm hắn tâm khiếp. Nhưng đồng thời cũng làm hắn vì này mê muội. Hơn nữa ngọc là lướt luôn là mang theo khăn che mặt, liền càng là làm Dương Mẫu Nhân luôn là muốn nhìn một chút nàng khăn che mặt dưới trông như thế nào. Nói đến cùng chung quy là thần nữ, không hiếu kỳ bất động đãng mới là việc lạ. Tiến sơn động lúc sau một mảnh đen nhánh, bất quá lúc này đằng xa lại là toàn thân thần quang lóng lánh dựng lên, mỗi một mảnh lân giáp đều bộc phát ra ánh sáng, lập tức chiếu sáng phạm vi 5 đến 60 mét, trở thành một cái siêu cấp bóng đèn. Dương Nghị Vân thấy vậy tức khắc vui vẻ. Cười nói, hành a đằng xà, không nghĩ tới người còn có bóng đèn công năng, không tồi không tồi. Đằng xà tuy rằng không hiểu chủ nhân Dương Nghị Vân trong miệng bóng đèn là cái gì, nhưng là nghe được khen, vẫn là thật cao hứng, hắc hắc một chút nói, chủ nhân thấy hiệu quả, đây là tiểu đạo nhi, không đáng giá nhắc tới. Có tiến bộ, tiếp tục bảo trì, Dương Mẫu Nhân cười nói. Được rồi đằng xà to lớn vang dội trả lời, ngay sau đó kích động cánh chim lại là bay lên. Như thế chiếu sáng càng thêm rõ ràng sáng ngời, cũng chiếu xạ xa hơn. Toàn bộ sơn động trong vòng độ cao ở 3 mét tả hữu, đối bọn họ tới nói đảo cũng rộng mở. Bất quá ở chỗ này trong sơn động, sơn thể thạch tài lại là đen nhánh chi sắc, hiện tại đảo cũng có thể lý giải phía trước vì cái gì nhìn đen nhánh một mảnh, từ căn tử thượng liền không có ánh sáng. Cũng may bọn họ có đằng xà đương bóng đèn, nhưng thật ra không chịu ảnh hưởng. Đương nhiên liền tính là đôi mắt nhìn không thấy. Bằng bọn họ tu vi cảm giác mà đi cũng đủ. Này sơn động lúc trước nhìn lại, thẳng vào sơn bụng, hiện ra hơn 30 độ nghiêng xu thế, vẫn luôn kéo dài mà đi. Mọi người đều biết đến đây là tiến vào ngầm chỗ sâu trong đi bộ dáng, bất quá cũng không có gì, tiến đều vào được, tự nhiên muốn xem cái đến tột cùng mới được. Mà phía trước cảm nhận được kia cổ hơi thở, lại là như cũ ở sơn động chỗ sâu trong. Sau nửa canh giờ, Dương Nghị Vân cảm giác hành tẩu có hơn 1.000 mét xa, nhưng lại là như cũ là một con đường đi tới cuối bộ dáng. Không khỏi trong lòng có chút bực bội. Giờ phút này Ngọc là lướt tựa hồ cảm nhận được trên người hắn phát ra khác thường, nhẹ giọng mở miệng ngữ điệu dễ nghe nói, kia cổ hơi thở cảm giác mãnh liệt rất nhiều, hẳn là sắp đi đến cuối, bảo trì hảo tâm thần, đại gia đề cao cảnh giác. Nghe Ngọc là lướt như thế dễ nghe động lòng người trấn an cùng nhắc nhở. Dương Nghị Vân có chút phát táo tâm cũng mạc danh bình tĩnh xuống dưới, phun ra một ngụm chọc khí nói ân, ta đã biết nói xong cũng đối thổ tinh nguyên cùng đằng xà dặn dò nói các ngươi hai cái cũng cẩn thận. Biết chủ nhân, đằng xà cùng thổ tinh nguyên đồng thời trả lời. Ngay sau đó đằng xà lại là kích động cánh nói, chủ nhân kỳ thật ta cảm giác chúng ta không cần thiết quá mức khẩn trương, liền tính là nơi này là người khổng lồ vu tộc cấm địa, kia cũng không nhất định liền tồn tại cái gì nguy hiểm. Rốt cuộc nơi này là Vu Vương thành trung tâm nơi, hơn nữa có địch mà nhân tộc vẫn luôn bảo hộ, hơn nữa này đều tới rồi sơn bụng chỗ sâu trong, hiện tại cái này sơn động càng là trong động chi động, ở vào núi bụng, sau đó trực tiếp lặn xuống dưới nền đất chỗ sâu trong. Chúng ta đi thời gian dài như vậy đều còn không có cái cuối, có thể thấy được nơi đây bí ẩn là cỡ nào biến thái, nếu không có thổ tinh nguyên cái này nội quỷ Nga không, nói sai rồi, là người một nhà, hắc hắc hắc. Nếu không có thổ tinh nguyên cái này người một nhà con đường, hơn nữa từng đạo mở ra sơn thể môn hộ, chúng ta căn bản liền vào không được, hơn nữa ai người nghĩ đến sẽ tại đây chờ nơi có cấm địa. Nói đến cùng lấy cấm địa vì danh, chính là không nghĩ làm mà nhân tộc có điều tiếp xúc, cũng là một cái nhắc nhở trách nhiệm vấn đề, đều nhiều như vậy nghiêm mật bí ẩn, người khổng lồ tộc lại ở cái này sơn động trong vòng an bài cái gì sinh linh bảo hộ, cảm giác chính là điều này nhất cử, ta tuyệt đối này cổ làm chúng ta cảm giác hơi thở nguy hiểm. Không nhất định là cái gì sinh linh bảo hộ, cũng có khả năng là cái gì bảo vật chảy dòng tự nhiên phát ra, cho nên ta cảm thấy chúng ta hẳn là thả lỏng một chút. Ha ha! Hảo hảo đương người bóng đèn, người cái này nhị hóa biết cái gì, tiểu tâm khiến cho vạn năm thuyền biết không? Dương Nghị Vân trừng mắt mắng một câu. Nhưng là nói xong lúc sau, hắn lại bổ sung nói, tuy rằng ngươi thứ này ở nói hưu nói vượt, nhưng cẩn thận tưởng tượng, cũng hình như là có chuyện như vậy, là có cái này khả năng. Ha ha ha, chủ nhân ta dám đánh đố, không có gì nguy hiểm tồn tại. Đằng xà một bên phi hành một bên làm trò bóng đèn cười nói lời nói. Trải qua thứ này như vậy một gián đoạn,
đại gia ở vô hình chung khẩn trương hơi thở lại là tan đi không ít. Đương nhiên đều là tu luyện quá sinh linh nên có cảnh giác nhưng chút nào không thả lỏng. Chủ nhân tựa hồ có tình huống. Lúc này Thổ Tinh Nguyên đột nhiên mở miệng. Dương Nghị Vân vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, trong tầm mắt ước trên dưới 100 mễ ở ngoài địa phương, rốt cuộc có một ít ánh sáng, tạp đi lên là tản ra nhàn nhạt kim quang thứ gì, một đạo, như là treo ở giữa không trung giống nhau dựng. Nhanh hơn bước chân về phía trước đi đi, khoảng cách 30 mét có thừa thời điểm, rốt cuộc thấy rõ ràng là cái gì. Chỉ nghe Thổ Tinh Nguyên mở miệng nói, là người khổng lồ vu tộc khắc văn ghi lại. Chờ tới gần lúc sau lại là phát hiện là một đạo vách tường, hoặc là nói càng như là một cánh cửa. Này thượng khắc văn tản ra nhàn nhạt vầng sáng. Này đó khắc văn cùng phía trước hắn cùng Ngọc Lả lướt tiến vào Vu Vương Thành thời điểm nhìn đến giống nhau. Giờ phút này Thổ Tinh Nguyên lại là cũng nhận được. Chỉ có Dương Nghị Vân cùng Đằng Xà là không quen biết này đó khắc văn, ở bọn họ hai cái trong mắt chỉ là tản ra quang mang khắc văn ký hiệu. Mặt trên viết cái gì? Dương Nghị Vân hỏi Thổ Tinh Nguyên. Thổ Tinh Nguyên nhìn một đám khắc văn nhẹ giọng thì thầm, phù tộc rèn luyện lễ rửa tội thánh địa, âm dương giao hội chi sở tại, thiên địa dựng dục chi thánh trì, thành thánh vỡ lòng, đại đạo khai nguyên, phù tộc một mạch, tổ vu chi nhất phù vương đế giang thành thánh chứng đạo thánh cảnh. Không có, Dương Nghị Vân hỏi. Không có, Thổ Tinh Nguyên nói. Dương Nghị Vân thẳng trợn trắng mắt, ngay từ đầu nghe trong lòng lửa nóng, lúc này lại là thẳng trợn trắng mắt, nói một chuỗi dài. Liền nói xác định là vu tộc rèn luyện lễ rửa tội nơi. Điểm này Thổ Tinh Nguyên nhưng thật ra không đoán sai, quả nhiên nơi này là người khổng lồ vu tộc rèn luyện lễ rửa tội nơi. Đương nhiên cũng có trọng điểm tin tức. Ghi lại chung nói, nơi này là thiên nhiên hình thành âm dương giao hội thánh địa, càng là vu tộc tổ vu đế giang chứng đạo thành thánh địa phương. Tổ vu đế giang, tên này Dương Nghị Vân chính là một chút đều không xa lạ. Tổ vu chi danh càng không phải ai đều đảm đương nổi. Dựa theo Dương Nghị Vân ở địa cầu thần thoại thương truyền, thế gian tổ vu 12, nhưng đều là bàn cổ khai thiên lúc sau huyết nhục biến thành, lại là không biết này tổ vu với chính mình biết thần thoại truyền thuyết có phải hay không một chuyện. Đương nhiên mặc kệ có phải hay không, có một chút có thể xác định chính là, có thể thành thánh giả, tất nhiên là siêu thoát rồi, đủ để thuyết minh thân phận địa vị cùng tu thông thần thông cường hãn. Bất quá cũng có khả năng không phải. Hoặc là nói này chỉ đời thứ nhất tổ vu sở lưu nơi. Phu vương thành thành chủ có lẽ là hậu bối con cháu, nếu là đời thứ nhất thành thánh tổ vu đế giang, liền tính là có thiên địa đại kiếp nạn cũng có thể tránh thoát đi, sao có thể làm vu vương thành biến mất. Dù sao mặc kệ nói như thế nào, nơi này đích xác không giống bình thường. Biến mất khả năng cũng chỉ là đế giang lúc sau mà thôi. Ngẫm lại lúc sau Dương Nghị Vân mở miệng nói, nơi này so sánh với là một cánh cửa đi. Thổ Tinh Nguyên nói ân, thật là, bất quá không biết có thể hay không mở ra. Mặt trên có vu tộc lực lượng tồn tại, nghĩ đến mở ra là không quá dễ dàng. Quản hắn cái gì lực lượng bất lực lượng, ta trực tiếp cho hắn oanh khai đó là. Lại là Đằng Xà thứ này nói mang theo bạo lực khuynh hướng, trực tiếp đối với này đến khắc văn đại môn bỗng nhiên một kích thần long bái vĩ quất đánh qua đi. Không thể. Ngọc Lả lướt thấy vậy vội vàng ra tiếng, nhưng mà có chút quá trễ ngăn trở. Ầm vang. Qua nhà tê. Ngay sau đó lại nghe một tiếng ầm vang vang lên. Đằng Xà kêu thảm thiết. Mà ở Dương Nghị Vân trong tầm mắt, chỉ nhìn thấy Đằng Xà tia chớp một kích quất đánh ở khắc văn môn hộ thượng, lại tại hạ một giây môn hộ phía trên khắc văn ngay lập tức chi gian đại tác phẩm, hình thành một cái thần quang vòng sáng, bỗng nhiên bùng nổ mà ra, trực tiếp dừng ở đằng thân rắn thượng. Nháy mắt công pháp, khắc văn môn hộ thượng thần quang phản vệ so với Đằng Xà thần long bái vĩ càng thêm nhanh chóng, trực tiếp đem Đằng Xà ném đi. Hơn nữa không chỉ như thế chính là khắc văn môn hộ phản vệ xa xa vượt qua Dương Nghị Vân tưởng tượng. Không chỉ có đem Đằng Xà ném đi, lúc sau lại là hình thành vòng sáng đối với hắn cùng Ngọc Lả lướt cùng Thổ Tinh Nguyên ba cái mà đến. Thực hiển nhiên này khắc văn môn hộ phía trên thần quang phản vệ, viễn siêu tưởng tượng. Đằng Xà thứ này quá lỗ mãng, lần này xem như chọc tổ ong vò vẽ. Như thế cường đại phản vệ chi lực, Dương Nghị Vân đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Ở cảm giác chung phát hiện, cái này khắc văn môn hộ thượng lực lượng, hoàn toàn vượt qua hắn tu đạo tới nay đối các loại lực lượng nhận chi. Đây là một loại làm nhân tâm phát run lực lượng. Phi thường độc đáo cảm giác, cổ lực lượng này cấp Dương Nghị Vân cảm giác tương tự cường đại rõ ràng kim loại cảm, bá đạo, cường đại, hỗn loạn huyết khí, như thái dương chi lực cực nóng, hoàn toàn cùng hắn dĩ vãng tiếp xúc lực lượng bất đồng.
còn có chính là hồng hoang hơi thở vô cùng cường thắng, dày nặng đến làm người không thở nổi. Giờ khắc này Dương Nghị Vân trơ mắt nhìn đằng xà bay ngược, cùng thời gian lại là thổ tinh nguyên cùng ngọc lả lướt đồng thời xuất hiện ngăn cản ở hắn trước người, lại đem hai người toàn thân thần quang bùng nổ, hình thành một đạo thần lực chi tường, ngăn cản khắc văn môn hộ lực lượng phản phệ. Oanh! Nháy mắt này đó lực lượng xoay người mà đến. Ở nổ vang chung, Dương Nghị Vân chỉ cảm thấy ngọc lả lướt vươn tay tới lôi kéo hắn nhanh chóng lui về phía sau. Ong! Một tiếng chấn động thanh mà qua. Toàn bộ sơn động đều vì này tối sầm lại. Dương Nghị Vân cảm giác ngọc lả lướt ngừng lại. Khụ khụ! Trong bóng đêm vang lên thổ tinh nguyên ho khan thanh. Dương Nghị Vân bị ngọc lả lướt lôi kéo tay, hắn có thể cảm nhận được ngọc lả lướt tay ở nhẹ nhàng phát run. Thực hiển nhiên này một bước ngăn cản phản phệ, tuy rằng phát đi qua, hoặc là nói bị ngọc lả lướt cùng thổ tinh nguyên cùng nhau ngăn cản xuống dưới, nhưng hai người cũng trả giá một ít đại giới. Lả lướt tỷ tỷ ngươi không sao chứ? Dương Nghị Vân theo bản năng phản cầm ngọc lả lướt mềm mại tay ngọc, hắn tại đây một khắc là thật lo lắng nàng. Chủ động đi bảo hộ Dương Nghị Vân, mà đi kéo Dương Nghị Vân tay, điểm này ở ngọc lả lướt nơi này không có gì cảm giác, nhưng lại bị Dương Nghị Vân trái lại cầm tay ngọc. Loại cảm giác này hoàn toàn bất đồng, nàng có thể cảm nhận được Dương Nghị Vân trong lời nói tràn ngập lo lắng cùng quan tâm. Loại cảm giác này làm ngọc lả lướt tim đập mạc danh nhanh hơn. Sắc mặt cũng bắt đầu không khỏi nóng lên. Cũng may, sơn động trong vòng, đằng xa cái này chiếu sáng đèn bị phản phệ sau mất đi nguồn sáng, hơn nữa khắc văn môn hộ cũng ở nháy mắt ảm đạm đi xuống. Đây là thời điểm bọn họ vị trí hoàn cảnh là một mảnh hắc ám chi sắc, cũng không ai nhìn đến ngọc lả lướt trên mặt đỏ lên. Không, không không có việc gì, ngọc lả lướt tia chớp muốn đi rút về tới bị Dương Nghị Vân phản nắm tay ngọc, mang theo một tia hoảng loạn nói chuyện. Nhưng nề hà giờ khắc này, cũng không biết là Dương mỗ nhân cố ý, vẫn là nói quá mức lo lắng ngọc lả lướt, hắn bắt lấy nhân ra nữ thần tay ngọc lực lượng có điểm đại, cư nhiên làm ngọc lả lướt không có rút về đi. Hảo đi, trong lúc nhất thời không rút về đi, ngọc lả lướt cũng liền không hề dãy dụa, tùy ý Dương mỗ nhân bắt lấy nàng tay ngọc. Chẳng qua trong bóng đêm, nàng tim đập càng mau, sắc mặt càng thêm nóng lên. Đường đường sinh mệnh pháp thần, tu luyện vô số tuế nguyệt, không nói là thần giới thực lực tu vi đứng đầu tồn tại, khá vậy tuyệt đối xem như toàn bộ thần giới cường giả chi lâm nhân vật, một hàng cầu đạo vô số tuế nguyệt, nề hà chưa từng có bị một người nam nhân như thế bắt lấy tay. Nếu không phải nàng rõ ràng Dương Nghị Vân là lo lắng nàng, một cái khác Dương Nghị Vân xem như nàng trên danh nghĩa thần tôn vô thượng, đổi thành những người khác ngọc lả lướt đã sớm một cái tát chụp đã chết. Bất quá, giờ phút này đối nàng tới nói lại cũng là trước nay vô dụng quá một loại khác thường cảm giác. Mà Dương mỗ nhân cũng không phải ngu ngốc, như thế nào sẽ cảm thụ không đến đến từ ngọc lả lướt dẫy dụa. Hắn xem như này nói tay ra đời, cảm giác trong tay tay ngọc một phen dẫy dụa lúc sau, không hề có điều động tác, Dương mỗ nhân tức khắc trong lòng vui vẻ. Kỳ thật hắn mới đầu tự nhiên là đơn thuần lo lắng ngọc lả lướt mới có kế tiếp động tác, nhưng lại không nghĩ tới một cái phản nắm tay ngọc. Làm nữ thần có một nữ nhân nên có khác thường. Dương mỗ nhân theo bản năng hai tay đều cầm chặt ngọc lả lướt tay ngọc, ở cái này dưới đèn hắc hoàn cảnh chung, tựa hồ thực thích hợp nam nữ chi gian cái loại này trong lòng hiểu rõ mà không nói ra giao lưu. Trong lòng ám nhạc, nguyên lai liền tính là cấp bậc pháp thần nữ thần, nói đến cùng vẫn là nữ nhân a. Bất chi bất giác chung Dương mỗ nhân lá gan phì, hai tay nắm chặt qua đi, lại là rõ ràng cảm nhận được ngọc lả lướt đôi tay rất nhỏ run rẩy, nhưng không có dãy dụa cùng phản kháng. Trong bóng đêm Dương Nghị Vân thậm chí nghe được nàng hô hấp đều thô lên. Đến từ ngọc lả lướt trên người độc đáo mùi thơm của cơ thể làm hắn máu cũng nhanh hơn lưu chuyển. Bản năng Dương mỗ nhân tiến lên một bước lại là đem ngọc lả lướt cái này chân chính nữ thần ôm ở hư. Hô! Một tiếng rất nhỏ từ ngọc lả lướt xoang mũi phát ra, nàng cả người đều sớm run lên, muốn đem Dương Nghị Vân đẩy ra. Nhưng có cảm giác chính mình sâu trong nội tâm khát vọng loại này bị một người nam nhân ôm trong ngực cảm giác, phi thường có cảm giác an toàn. Trong lòng âm thầm nói thôi, có lẽ đây cũng là tu hành, âm dương chi đạo vốn là không chỗ không ở, huống chi là người, dĩ vãng ta chưa từng có chú ý quá này nói, hiện tại lại là phát hiện tựa hồ càng không tồi, thiên chi đạo có lẽ cũng sẽ từ giờ khắc này mà mở ra đi. Dương Nghị Vân không biết ngọc lả lướt trong lòng suy nghĩ cái gì, nhưng hắn lại hưng phấn. Nữ thần cư nhiên không có đẩy ra hắn. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh nữ thần cũng là Nhưng Liêu. Nội tâm vô cùng vui mừng. Nhưng là... Dương mỗ nhân vui mừng vừa mới bắt đầu, dây tiếp theo đã bị đánh gãy.
Oa nha, chủ nhân các ngươi không có việc gì đi, nhưng đau chết mất. Đúng lúc này chờ, lại là đằng xà thanh âm từ mấy chục mét ngoại chuyện tới. Ngay sau đó cùng với chính là đằng xà lại lần nữa hóa thân bóng đèn. Lập tức toàn bộ sơn động lại lần nữa sáng lên. Mà giờ khắc này màn hào quang mà đến, Ngọc Lả lướt soát sắc mặt hồng thấu, một chút đem Dương Nghị Vân đẩy ra, vội vàng chuyển qua thân đi. Ngạch! Dương Nghị Vân trong lòng đại hận. Đáng chết đằng xà, người liền không thể chờ một lát sao? Thật muốn lộng chết đằng xà. Chỉ chớp mắt, lại là phát hiện đằng xà bay tới, mà thổ tinh nguyên thứ này liền ở hắn bên người. Nhưng là giờ phút này thổ tinh nguyên lại là ngẩng đầu nhìn sơn động đỉnh chóp, tựa hồ sơn động đỉnh chóp có sao sự huyền bí. Thổ tinh nguyên cái này biểu hiện thực rõ ràng là thấy được hắn cùng Ngọc Lả lướt phía trước đang làm cái gì, cái này làm cho Dương Nghị Vân cảm thấy thực xấu hổ, bất quá cũng may thứ này hoàng xem như có ánh mắt, đem đôi mắt đặt ở sơn động trên đỉnh. Mà đằng xà thứ này lại là thật là cái kẻ lỗ mãng, không chỉ có lại lần nữa ngồi dậy bóng đèn, mấu chốt là còn lại đây. Ngơ ngác hỏi nói một câu, chủ nhân ngươi cùng là lướt pháp thần ở làm gì? Không có gì, ngươi không tàn đi. Dương mẫu nhân mang theo ác ngữ thăm hỏi, không nghĩ tới thứ này EQ như thế phía dưới. Đằng xa là thật sự ở phương diện này không có bất luận cái gì kinh nghiệm, cũng không nghe ra tới Dương Nghị Vân ngữ khí không tốt cùng nguyền rủa, ngược lại liệt miệng nói, không trở ngại, bất quá vừa rồi lực lượng phản vệ đích xác thực muốn mệnh, còn hảo ta thân thể cường đại, nếu không đổi thành thổ tinh nguyên bực này tu nguyên thần. Vừa rồi kia một chút cúp. Xứng đáng, Dương Nghị Vân hừ lạnh một tiếng, làm ngươi lỗ mãng, có thể nhặt về một cái mệnh tính tốt, cho ta nhớ kỹ kế tiếp không ta mệnh lệnh đừng loạn ra tay, ngươi một cái vô ý liên lụy sẽ là chúng ta mọi người. Dương mẫu nhân cùng Ngọc Lả lướt cũng thừa dịp mắng đằng xà hết sức, tiêu hóa vừa rồi trong bóng đêm sở mang đến xấu hổ. Đến nỗi thổ tinh nguyên liền thông minh nhiều, như cũ không có xem Dương Nghị Vân cùng Ngọc Lả lướt. Tuy rằng là mà nhân tộc nhưng lại cũng là một cái sinh sản quần cư chủng tộc, so sánh với đằng xà thật như vậy thẳng xa, thổ tinh nguyên tự nhiên minh bạch vừa mới Dương mẫu nhân cùng Ngọc Lả lướt ôm nhau ngoài ý muốn cái gì, cũng biết như thế nào tị hiềm. Cũng đúng là như thế Dương mẫu nhân mới không có mắng thổ tinh nguyên tạp. Mà đằng xà chính là cái nhị hóa, phá hủy Dương mẫu nhân chuyện tốt còn không tự biết, như cũ tùy tiện nói chuyện, không mắng hắn mắng ai. Đương nhiên lần này cũng thật là đằng xà thứ này hạt ra tay lăn lộn. Không khắc văn chi môn phản phệ, cũng là xứng đáng. Bất quá nói trở về, bất luận cái gì sự đều là có lợi có tệ. Cũng đúng là đằng xà lăn lộn mù quáng ra tay, mới làm đại gia đã biết khắc văn chi môn phản phệ chi lực, ít nhất lúc này Dương Nghị Vân cùng Ngọc Lả lướt đều có thể đã biết này sợi phản phệ chi lực có bao nhiêu cường đại, như thế nối tiếp xuống dưới hành động. Hoặc là nói rất đúng kế tiếp phá giải này nói khắc văn chi môn sẽ là có chỗ lợi. Như thế Dương Nghị Vân tưởng tượng, mới có thể chỉ là mắng đằng xà, nếu không dựa theo Dương mẫu nhân tính tình, đằng xà thứ này phá hủy hắn cùng Ngọc Lả lướt chi gian chuyện tốt, ít nhất đến đánh tơi bởi thứ này một đốn mới bỏ qua. Lúc này đằng xà nghe Dương Nghị Vân tiếng hừ lạnh, rốt cuộc phản ánh lại đây, chủ nhân đây là sinh khí, ngẫm lại vừa rồi xác thật là nó quá mức lỗ mãng, không có trưng cầu chủ nhân ý kiến. Trực tiếp đi tiếp xúc khắc văn chi môn, phản vệ chi lực cũng thiếu chút nữa liên lụy đại gia, cái này nếm thử cổ co rụt lại, nhỏ giọng nói chủ nhân ta sai rồi, ta cũng nhớ kỹ, kế tiếp ta tuyệt đối sẽ không cấp chủ nhân lại chọc phiền toái, thỉnh chủ nhân yên tâm. Tốt nhất như vậy, tự cấp ta ra chuyện xấu, xem ta không nhổ ngươi ra rắn mới là lạ, hừ Dương Nghị Vân hừ lạnh một tiếng. Huấn xong rồi đằng xa hậu, Dương Nghị Vân trực tiếp một chân đá vào như cũ còn ở ngửa đầu xem sơn động đỉnh chóp thổ tinh nguyên. Cười mắng, đỉnh có mỹ nhân vẫn là ngươi đến xương cổ bị bệnh. Xem không xong rồi không thành, chạy nhanh nghĩ cách như thế nào phá giải này đạo môn hộ, người khổng lồ vu tộc thánh địa ta nhất định phải đi vào. Ách, chủ nhân ta chính là tùy tiện nhìn xem, không xương cổ bệnh. Thổ tinh nguyên lúc này cười làm lành, cứ việc hắn không biết cái gì là xương cổ bệnh, nhưng giờ phút này lại là có thể minh bạch Dương Nghị Vân muốn biểu đạt ý tứ. Ngay sau đó còn nói thêm, chủ nhân này nói khắc văn môn hộ, ta. Ta kỳ thật cũng không biết như thế nào phá giải, bất quá chúng ta có lẽ đáng tiếc thử xem máu phương pháp, trước kia ta nghe trong tộc trưởng bối nói qua, người khổng lồ vu tộc tu thân thể, lực lượng cường đại kỳ thật là đến từ máu, máu là có thể tiến hóa, cấp bậc càng cao máu càng là cường đại, hơn nữa người khổng lồ vu tộc thực thích lấy máu tới thi triển cường đại thần thông từ từ, chúng ta có lẽ có thể thử xem. Dương Nghị Vân xem như minh bạch, thổ tinh nguyên đây là không có biện pháp, đến nỗi máu nói đến. Hắn là cảm giác hận không đáng tin cậy,
bởi vì khắc văn chi trên cửa vừa rồi phản phệ lại đây lực lượng quá mức cường hãn, đây là máu có thể giải quyết vấn đề sao? Trợn trắng mắt, Dương Nghị Vân nhìn về phía Ngọc Lả Lướt, lúc này Ngọc Lả Lướt y đưa lưng về phía hắn ở quan khán khắc văn chuyên môn. Lả Lướt tỉ tỉ nhưng biện pháp mở ra này nói khắc văn chi môn. Dương Nghị Vân hỏi một câu. Trải qua Dương Nghị Vân mắng đằng xà một gián đoạn, Ngọc Lả Lướt phập phồng nội tâm cũng dần dần bình tĩnh xuống dưới, mở miệng nói, có lẽ Thổ Tinh Nguyên nói không sai, có thể dùng máu lực lượng thử xem, ta ở một bộ sách cổ chung đã từng cũng nhìn đến quá quan với khắc văn cùng máu chi lực ghi lại, đại đề thượng cùng Thổ Tinh Nguyên cái này cách nói là giống nhau. Đương nhiên cũng không hoàn toàn là máu chi lực, mà là pháp lực cùng thần hồn máu ba người hợp nhất lúc sau, liền sẽ sinh ra lấy máu cầm đầu lực lượng. Ở Hồng Hoang thời đại đích xác có cổ tu hạng người tu máu chi đạo, phi thường lợi hại đáng sợ. Này đến khắc văn chi trên cửa tuy rằng là một ít ghi lại, nhưng lại khắc văn có sắp hàng, hơn nữa xem sắp hàng quỹ đạo, cùng ta xem qua máu sách cổ ghi lại phi thường tương tự, chờ hạ chúng ta thử xem liền biết. Dương Nghị Vân nghe xong gật đầu nói, kia yêu cầu như thế nào thí? Rất đơn giản, chúng ta từng người nếm thử lấy máu nhỏ giọt ở khắc văn thượng, nếu khắc văn 6 chuyển một lần nữa sắp hàng. Đến lúc đó tăng thêm pháp lực thúc đẩy, hẳn là có thể mở ra đại môn. Ngọc Lả Lướt nói. Này còn có chút điểm gen mật mã ý tứ A Dương Nghị Vân nói thầm một câu. Lúc này Thổ Tinh Nguyên mở miệng nói, chủ nhân ta nguyện ý trước thử xem. Cũng hảo, các ngươi nhất tộc cùng người khổng lồ vu tộc gần nhất, có lẽ có thể. Lại là Ngọc Lả Lướt mở miệng. Dương Nghị Vân cũng gật gật đầu nói, vậy ngươi liền thử xem. Đối Thổ Tinh Nguyên lần này biểu hiện thực vừa lòng. Cách đó không xa đằng xà nhỏ giọng nói thầm một câu, vua nịnh nọt. Thứ này lúc này hiện tại không dám mở miệng, sợ lại bị Dương Nghị Vân thu thập. Mà Dương Nghị Vân làm bộ không nghe được đằng xà nói thầm, đối với thủ hạ có ghen ghét chi tâm, điểm này hắn là vui thấy được, lại ghen ghét liền có biểu hiện liền có cạnh tranh, chỉ cần không phải ác ý ghen ghét cùng cạnh tranh, hắn là tán thành. Thổ Tinh Nguyên tiến lên một bước, đứng ở khắc văn đại môn 10 mét chỗ. Lại là đôi mắt một bế, lại mở mắt thời điểm, giữa mày chỗ lại là phi lạc mà ra một giọt tinh huyết, trực tiếp bay về phía khắc văn đại môn. Cùng thời gian Dương Nghị Vân cùng Ngọc Lả Lướt không hẹn mà cùng đứng ở Thổ Tinh Nguyên tả hữu hai sườn, bọn họ hai cái tự nhiên là vì phòng ngừa khắc văn đại môn phản phệ. Cứ việc Thổ Tinh Nguyên là Dương Nghị Vân người hầu, nhưng Dương mẫu nhân ở phương diện này kỳ thật không có chân chính rõ ràng chủ tớ chi phân, đối xuống tay đều trở thành người một nhà, nên bảo hộ cũng yêu cầu bảo hộ. Thổ Tinh Nguyên một giọt tinh huyết chính là bản mạng tinh huyết, cũng coi như là bỏ vốn gốc, ở làm việc thái độ thượng, vẫn là làm Dương Nghị Vân thực vừa lòng. Giây tiếp theo tinh huyết phi lạc tới. Ong! Một tiếng nổ vang vang lên, toàn bộ trên cửa lớn khắc văn bộc phát ra kim quang. Dương Nghị Vân cùng Ngọc Lả Lướt tùy thời chuẩn bị phòng ngự đại môn phản phệ. Đôi mắt gần nhìn chằm chằm nhìn lại. Lại là phát hiện Thổ Tinh Nguyên máu thất bại. Khắc văn lập lòe gần một chút lúc sau. Ở một lần khôi phục bình thường, khắc văn sắp hàng một cái cũng chưa động quá. Chủ nhân ta máu không được, Thổ Tinh Nguyên tiếc nuối nói. Chủ nhân ta tới, thử xem ta máu, ta chính là thần thú đằng xà, huyết mạch có thể so mà nhân tộc cao cách xa vạn dặm. Lúc này đằng xà thứ này rốt cuộc bắt được cơ hội, ở tranh công đồng thời, còn không quên làm thấp đi một chút Thổ Tinh Nguyên. Thổ Tinh Nguyên cái kia khí A, nhịn không được nói, đáng giận trường trùng, mà nhân tộc làm sao vậy? Chúng ta tốt xấu là hình người chi tinh linh nhất tộc, người chính là một cái trùng mà thôi. Đối mặt đằng xà làm thấp đi mà nhân tộc, Thổ Tinh Nguyên không chút khách khí đánh trả đằng xà. Đằng xà giận dữ, hảo ngươi cái tiểu người lùn, cư nhiên dám cùng ra ra nói như thế, ngươi. Hừ Dương Nghị Vân hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đánh gãy đằng xà. Rồi sau đó lạnh như băng nhìn đằng xà cùng Thổ Tinh Nguyên. Người sau hai cái đều là cả người đại run lên, phía dưới đầu đi. Thuộc hạ đáng chết. Hai người đều nhận sai. Ta không hy vọng có lần sau, làm chính sự đi. Dương Nghị Vân ngữ khí không tốt, cho này hai hóa một lần cảnh cáo. Này một vụ qua đi, đằng xà thành thành thật thật tiến lên một giọt tinh huyết bay về phía khắc văn đại môn. Chẳng qua. Phản ứng cùng Thổ Tinh Nguyên không có gì hai dạng. Giờ phút này Thổ Tinh Nguyên cười hì hì nói, xem ra thần thú đằng xà huyết mạch cũng không thể so ta cái này mà nhân tộc cao nhiều ít, ha ha. Người đằng xà chán nản, nhưng là, Dương mẫu nhân ở một bên nó cũng rất khó bão nổi, đích xác nó đằng xà máu không có tác dụng, cái này làm cho đằng xà cảm giác thật mất mặt.
Tiếp được Ngọc Lả lướt nhíu mày nói, ta tới thử xem, cũng không biết có hay không dùng. Dương Nghị Vân vội vàng vuốt mông ngựa nói, ngươi nhất định có thể, ngươi là pháp thần. Ngọc Lả lướt mang theo khăn che mặt mặt nhìn Dương Nghị Vân liếc mắt một cái, một đôi Lả lướt mắt to lập lòe một chút nói, huyết mạch cấp bậc cao thấp, kỳ thật là liên quan đến mệnh hồn, cùng tu vi đạo hạnh không quan hệ, ta trước thử xem lại nói. Dứt lời chi gian Ngọc Lả lướt từ trong cơ thể lấy ra một giọt tinh huyết hướng về Khắc Văn Đại Môn bay đi. Lại là một tiếng nổ vang, kim quang đại tác, đáng tiếc. Lại thất bại, Ngọc Lả lướt mở miệng. Khắc Văn Đại Môn lại một lần khôi phục bình tĩnh. Dương Nghị Vân nhìn Khắc Văn Đại Môn nói, không được nói, chúng ta mấy cái cùng nhau cường công, cũng không tin phá không khai một cánh cửa. Ngọc Lả lướt nói, nếu không có biện pháp nói, cũng chỉ có thể mạnh mẽ phá chi. Nhưng khả năng phản vệ sẽ lớn hơn nữa, chúng ta mấy cái lực lượng cũng không biết thêm lên có đủ hay không, đáng tiếc ta còn cần một ít thời gian mới có thể khôi phục đến đỉnh, nếu không nhưng thật ra không thành vấn đề. Chủ nhân ngươi không phải còn không có thử qua sao? Nếu không ngươi thử xem, nói không chừng chủ nhân ngươi huyết mạch có thể mở ra này phiến phá cửa đâu. Đằng xa những lời này kỳ thật hoàn toàn chính là tìm tồn tại cảm vuốt mông ngựa mà thôi. Nó nội tâm là không tin Dương Nghị Vân cái này chủ nhân một cái thần vương máu có ích lợi gì. Ngươi thử xem. Ngọc Lả lướt cũng nhìn Dương Nghị Vân liếc mắt một cái. Ở nàng nghĩ đến, chính là cùng đằng xà hoàn toàn tương phản kết quả, Ngọc Lả lướt chính là biết Dương Nghị Vân nếu có thể đừng càn khôn thần tôn tuyển vì truyền nhân, kia tất nhiên là thế gian nhất đẳng nhất tồn tại, nhưng tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Đừng nhìn Dương Nghị Vân hiện tại tu vi thượng chỉ là một cái thần vương. Nhưng tương lai có sẽ có gì chờ tu vi đạo hạnh, nàng chính là rõ ràng, ít nhất thần tôn vô thượng vị trí, tất nhiên sẽ danh xứng với thật. Hơn nữa Dương Nghị Vân tu luyện thành trường nàng xem ở trong mắt, thật là bay nhanh giống nhau trưởng thành tốc độ. Kia, ta liền thử xem, nếu ta cũng không được, chúng ta mấy cái liên thủ, trực tiếp phá này nói Khắc Văn Chi Môn. Dương Nghị Vân nói chuyện, trong lòng vừa động một giọt tinh huyết bay về phía Khắc Văn Đại Môn. Hắn máu hồng trung mang tử kim vầng sáng, đây là tu luyện gây ra, dần dần biến thành như vậy, là đạo hạnh tu vi thể hiện. Ngọc Lả lướt nhìn đến Dương Nghị Vân này một giọt bản mạng tinh huyết lại là ánh mắt sáng lên nhẹ giọng tự nói, tử kim huyết mạch, trong truyền thuyết cổ thần chi huyết, tuy rằng không thuần khiết, nhưng cũng đã thực không tồi, giả lấy thời gian tất nhiên thành tựu nổi bật. Những lời này Dương Nghị Vân không nghe thấy, hắn đối chính mình máu ánh mắt thấy nhiều không trách, bởi vì ở tiên giới thời điểm cũng đã là cái dạng này. Nhớ rõ là vài lần rèn luyện lúc sau kết quả. Oanh! Một tiếng vang lớn dựng lên. Ngay sau đó Ngọc Lả lướt, đằng xa, thổ tinh nguyên đều mở to hai mắt nhìn. Bởi vì đương Dương Nghị Vân này đầy đất tinh huyết nhỏ giọt ở khắc văn trên cửa lớn lúc sau, sở hữu khắc văn đều sáu xoay lên. Chính như thổ tinh nguyên phía trước lời nói, khắc văn là nào đó quy luật sắp hàng, chỉ có máu mới có thể một lần nữa mà động. Đại gia thi pháp! Ngọc Lả lướt phản ứng lại đây. Vội vàng ra tiếng, một đạo pháp lực bay vào khắc văn đại môn. Ngay sau đó đằng xà cùng thổ tinh nguyên bao gồm Dương Nghị Vân cũng bắt đầu đánh vào pháp lực ở đại môn phía trên. Ầm ầm ầm, nặng nề tiếng động vang lên, lại là khắc văn ở Dương Nghị Vân máu dưới một lần nữa sắp hàng sau, đại gia liên thủ thi pháp độ nhập pháp lực, rốt cuộc chậm rãi mở ra này phiến khắc văn chi môn. Khai! Khai! Đằng xà cùng thổ tinh nguyên đều dị thường hưng phấn. Hô! Dương Nghị Vân phun ra một hơi, hắn không nghĩ tới chính mình máu thật đúng là mở ra khắc văn chi môn. Giờ khắc này hắn đôi mắt tuy rằng đại môn chậm rãi mở ra nhìn lại. Mù sương sương mù vần quanh một cái không gian xuất hiện, nhưng lại không biết cái này không gian có bao nhiêu đại. Nhìn qua như là một cái tiên khí vần quanh mật thất giống nhau. Đi, vào xem. Dương Nghị Vân mở miệng trực tiếp về phía trước đi đến, hắn không có cảm giác được cái gì nguy hiểm. Phía trước tiến vào thời điểm nguy hiểm hơi thở kỳ thật liền tới tự với khắc văn đại môn, lúc này đại môn mở ra lúc sau, này cổ hơi thở cũng biến mất không thấy. Mà đại môn lúc sau xương trắng vần quanh, thật đúng là không biết là cái địa phương nào, nhưng lại không cảm giác có cái gì nguy hiểm tồn tại, cho nên Dương Nghị Vân trực tiếp đi qua. Cũng không biết là ảo giác vẫn là cái gì, Dương Nghị Vân cảm giác đương đại môn mở ra một khắc, hắn tựa hồ cảm giác nghe được một tiếng triệu hoán, tựa hồ có thứ gì ở triệu hoán hắn giống nhau. Đi vào lúc sau sương mù dần dần giảm bớt, cũng có thể thấy rõ ràng hoàn cảnh, Dương Nghị Vân nhìn đến là một cái bạch ngọc đại sảnh, không gian không lớn, cũng liền trăm bình phương tả hữu, thực rõ ràng là nhân vi kiến tạo mà thành. Có tam gian mật thất tồn tại.
Chính phía trước có một tôn bạch ngọc tượng đắp, lại là một cái trung niên nam tử, lập với ngọc án thượng, tay trái dựng lên ở trước ngực, có cái cổ quái tay quyết tư thế, tay phải ngang hàng, lại là lòng bàn tay bình quán có một phương bạch ngọc hộp. Người này là ai? Dương Nghị Vân trong óc trước tiên đi suy đoán, nhưng hắn không cho rằng là người khổng lồ vu tộc, bởi vì này tôn pho tượng là nhân loại bình thường lớn nhỏ, nơi này không gian cũng liền 6 mễ có thừa, cũng không lớn, hoàn toàn không phù hợp người khổng lồ vu tộc có thể tồn tại không gian. Trừ cái này ra, đại sảnh trong vòng lại vô mặt khác bất luận cái gì vật phẩm. Chỉ có tam gian mật thất cửa nhỏ tồn tại, không biết bên trong có cái gì. Chủ nhân kia tôn pho tượng tựa hồ là người khổng lồ vu tộc thánh chủ tổ tiên. Lúc này Thổ Tinh Nguyên mở miệng nói chuyện, mang theo vô cùng tôn kính thành kính chi ý, đi tới tượng đá trước chắp tay trước ngực đối với tượng đá lễ bái hành lễ. Dương Nghị Vân không quấy dậy Thổ Tinh Nguyên thành kính cúng bái, chờ hắn đứng dậy lúc sau mới hỏi nói, ngươi nhận thức. Thổ Tinh Nguyên nói ân, ở chúng ta nhất tộc gia phả thượng liền nhìn đến quá, chúng ta chung quy là người khổng lồ vu tộc phụ thuộc cấp dưới chủng tộc, đối với người khổng lồ vu tộc một ít nhân vật trọng yếu tự nhiên nếu là phải biết rằng. Này tôn pho tượng ta ở gia phả thượng nhìn đến quá, chính là người khổng lồ vu tộc đời thứ nhất tổ tiên, càng là tổ vu. Không phải đâu, cái này pho tượng thoạt nhìn chính là một người bình thường loại, hơn nữa nơi này không gian điều kiện, cũng không giống như là người khổng lồ vu tộc có thể hoạt động không gian, người xác định này tôn pho tượng là người khổng lồ tổ vu. Dương Nghị Vân hỏi, Thổ Tinh Nguyên cổ quái ánh mắt nhìn thoáng qua Dương Nghị Vân mở miệng nói, chủ nhân kỳ thật người khổng lồ vu tộc là có thể tùy tâm sở dục thân thể lớn nhỏ. Chẳng qua bọn họ tình hình chung không cần thiết thời điểm, chưa bao giờ sẽ thu nhỏ lại thân thể. Nghe được Thổ Tinh Nguyên nói như thế, Dương Mỗ Nhân tức khắc cảm giác sắc mặt đỏ lên, hắn lâm vào lầm khu. Ngẫm lại này đó người khổng lồ vu tộc khá vậy đều là đại thần, tu vi thông thiên hạng người, thân hình lại quá khổng lồ cũng là có thể biến hóa, chẳng lẽ liền không thể thu nhỏ lại sao? Xấu hổ cười nói, ta nhưng thật ra quên này một vụ, hắc hắc. Chủ nhân vu tộc trên tay có bạch ngọc hộp, Thổ Tinh Nguyên cũng biết chủ nhân nhà mình xấu hổ, vội vàng rời đi đề tài. Đãi ta nhìn xem Dương Nghị Vân ngắt lời, tiến lên một bước, thật cẩn thận thi pháp mà đi. Hắn vừa tiến đến liền theo dõi này tôn pho tượng trong tay bạch ngọc cùng hộp, lúc này tự nhiên sẽ không sai quá. Vung tay lên bạch ngọc hộp trực tiếp bay đến trong tay. Chúng ta qua bên kia nhìn xem ngọc lả lướt thật sự là cái lả lướt chi tâm. Mở miệng nói chuyện ý bảo Thổ Tinh Nguyên cùng đằng xà đi mật thất bên kia, mặc kệ kiểu gì bảo vật, tự nhiên này đây Dương Nghị Vân cầm đầu, nàng sẽ không trộn lẫn, để tránh có cái gì không tốt hiểu lầm. Hơn nữa làm sinh mệnh pháp thần, nàng cũng lại là không thèm để ý cái gì bảo vật, nàng duy nhất để ý chỉ có thể là có thể hay không đột phá đến thiên đạo chi cảnh. Dương Nghị Vân cũng biết Ngọc là lướt hảo ý, tưởng nói một câu không quan hệ, đại gia cùng nhau xem, còn không mở miệng. Ngọc là lướt cùng Thổ Tinh Nguyên đằng xà ba cái liền tránh ra, trực tiếp đi tam gian mật thất bên kia. Lắc đầu cười cười cũng không để ý, bản thân hắn chính là không câu nệ tiểu tiết người. Nếu các nàng ba cái cố ý tị hiềm, kia cũng hảo, chính hắn mở ra nhìn xem. Đương bạch ngọc hộp cầm trong tay thời điểm, Dương Nghị Vân trong lòng liền đại động lên, hắn phía trước liền cảm nhận được quá, có thứ gì tiếp đón hắn giống nhau, lúc này lại là có thể xác định, chính là cái này bạch ngọc hộp. Trong lòng vừa động dùng tay đi mở ra. Nhưng mà lại là không có bất luận cái gì hiệu quả, cái này bạch ngọc hộp như là thiên nhiên cục đá, chỉnh thể một khối, căn bản là không chút sức mẻ. Bất quá Dương Nghị Vân biết này tuyệt đối là một cái hộp, chẳng qua khả năng yêu cầu riêng phương pháp mới có thể mở ra, hơn nữa hắn cũng không trông cậy vào một chút liền mở ra. Chung quy có thể xuất hiện ở như thế bí ẩn nơi, xuất hiện ở người khổng lồ vu tộc, thậm chí là tổ vu pho tượng trong tay đồ vật. Tự nhiên không phải là đơn giản chi vật. Ngẫm lại sau Dương Nghị Vân thúc giục pháp lực nếm thử nhìn xem có thể hay không mở ra. Kết quả vẫn là giống nhau. Lại vận chuyển thần hồn chi lực. Vẫn là không chút sức mẻ. Ta còn cũng không tin. Trong miệng nói thầm một câu, Dương Mỗ Nhân nghĩ tới phía trước mở ra khắc văn chi môn tình huống, lần này trực tiếp từ trong cơ thể lấy ra một giọt tinh huyết nhỏ giọt ở bạch ngọc hộp thượng. Ong! Ngay lập tức chi gian liền có phản ứng. Ong một tiếng run minh, toàn bộ bạch ngọc hộp bạch quang đại tác phẩm, cầm trong tay đang rung động. Ngay sau đó Dương Nghị Vân ở quang mang chói mắt chung nhắm mắt, trong tay lại là nghe được một tiếng vang nhỏ. Răng rắc, trong tay bạch ngọc hộp, như là có cơ quan giống nhau phát ra răng rắc một tiếng. Cảm giác quang mang chói mắt tan đi. Hắn lại lần nữa mở hai mắt thời điểm, lại là trong lòng vui vẻ,
phát hiện trong tay bạch ngọc hộp trực tiếp mở ra. Ngoan ngoãn, này người khổng lồ vu tộc quả nhiên cái gì đều phải đổ máu a. Nói thầm một câu, Dương Nghị Vân đôi mắt tỏa sáng, thấy được bên trong hộp có một mảnh thành nhân bàn tay giống nhau thật lớn lân giáp, phi thường đại, quạt hương bổ giống nhau đại. Dương Nghị Vân đôi mắt co rụt lại. Long lân. Hắn gặp qua long lân lân giáp, tự nhiên không xa lạ. Mai tỷ chính là long thân, Dương Nghị Vân đối long lân là quen thuộc, nhưng lại chưa từng có gặp qua lớn như vậy long lân, hơn nữa nhan sắc cư nhiên là tử kim sắc. Tản ra bảy màu vầng sáng, trông rất đẹp mắt. Nhưng ở ánh mắt đầu tiên đẹp đồng thời, cũng cảm nhận được một cổ tử làm hắn tim đập nhanh hơi thở. Đến từ long lân bản thân tự nhiên hơi thở. Bảy màu tử kim long lân. Ập vào trước mặt hơi thở làm Dương Nghị Vân cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Cũng may gần là một cổ hơi thở, không có công kích tồn tại, nếu không hắn sẽ ở trước tiên vứt bỏ hộp. Đương nhiên nếu là thực sự có công kích, hắn cũng không có thời gian vứt bỏ, sẽ ở trước tiên thiệt thòi lớn. Trong tay cầm bạch ngọc hộp, Dương Nghị Vân tâm can đều đang run rẩy. Này tuyệt đối là đến từ cổ xưa thần long lân giáp. Đương nhiên này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn thấy được bảy màu long lân thượng có một đám thật nhỏ khắc văn. Thực hiển nhiên này đó khắc văn mới là trọng điểm, là có người đem khắc văn ký lục ở này một mảnh bảy màu long lân phía trên. Danh tác, thật sự là danh tác. Hiện tại Dương Nghị Vân tin tưởng này tôn tượng đá chính là tổ vu, vô cùng có khả năng là tổ vu đế giang. Quạt hương bổ giống nhau long lân, Dương Nghị Vân rất khó tưởng tượng, này thần long trước người thân hình có bao nhiêu khổng lồ. Mà có thể đem lớn như vậy long lân lấy tới ký lục khắc văn, cái này tổ vu cũng đích xác đáng sợ. Bảy màu long lân chỉ là một cái vật dẫn, mặt trên khắc văn ghi lại mới là chân chính trọng điểm. Dương Nghị Vân tim đập có chút nhanh hơn, hắn có chút đoán được, long lân thượng khắc văn có thể là cái gì. 8/9/10 là người khổng lồ vu tộc rèn luyện thân thể lễ rửa tội bí pháp, hoặc là nói là tu thân thể thành thánh bí pháp đi. Đáng tiếc. Hắn đối này đó cổ xưa khắc văn không quen biết. Vô pháp biết nội dung. Trong lòng nghĩ đi tìm ngọc là lướt cùng thổ tinh nguyên phá giải long lân phía trên nội dung hết sức, lại là cảm thụ một cổ tử khát vọng từ long lân mặt trên truyền đến. Cái này khát vọng Dương Nghị Vân lại là trong lòng đại động. Phi thường kỳ quái. Rõ ràng chính là một loại cảm giác, nhưng hắn lại cảm giác vô cùng chân thật. Cái này cảm giác hoặc là nói khả năng, cư nhiên là long lân tựa hồ muốn uống huyết. Quỷ dị, thậm chí là yêu dị. Trước nay không đụng tới quá loại sự tình này. Tản ra nhàn nhạt bảy màu vầng sáng long lân, tựa hồ tương tự có sinh mệnh giống nhau, là cái vật còn sống, ở nói cho hắn, ta thực cơ khát, yêu cầu uống máu. Cho nên Dương Nghị Vân cảm giác thực quỷ dị, có điểm tà ác a. Càng là nhìn chằm chằm bạch ngọc bên trong hộp long lân xem, loại cảm giác này liền càng là mãnh liệt. Bất chi bất giác Dương Nghị Vân vươn tay đi. Giây tiếp theo hắn tay chạm đến long lân thượng. Tê. Tức khắc chỉ cảm thấy ngón tay tê dần, nhịn không được hít hà một hơi. Lại là phát hiện long lân cắt vỡ hắn ngón tay. Máu tươi nháy mắt nhiễm hồng long lân. Ong ong. Long lân thượng phát ra một tiếng ngâm khẽ. Ngay sau đó hắn tựa hồ nghe tới rồi một tiếng kinh thiên động địa long minh thanh, ngao. Thất thải quang mang đại tác phẩm. Dương Nghị Vân sắc mặt vô cùng trắng bệch lên. Bởi vì hắn cảm giác này một mảnh bảy màu long lân cư nhiên ở uống hắn huyết, thực mau cái loại này. A, à, Dương Nghị Vân kinh hách tới rồi, muốn đi vứt bỏ này một mảnh long lân, nhưng giờ phút này long lân như là lớn lên ở trong tay hắn giống nhau, đều ném không xong. Ngay sau đó Dương Nghị Vân chỉ nhìn đến long lân phía trên khắc văn lóng lánh dựng lên, mà hắn trong đầu lập tức xuất hiện một trận đau nhức, như là có thứ gì chui vào trong óc. Làm hắn nhịn không được phát ra kêu thảm thiết. Ngay sau đó lại là nháo đến vô cùng chướng đau, đột nhiên ở mơ hồ chung hắn tựa hồ thấy được một cái đỉnh thiên lập địa người khổng lồ xuất hiện ở trong đầu, cũng thấy được một cái che trời bảy màu thần long chưa từng tẫn cuồn cuộn biển rộng lao tới, phía trên phía chân trời, mà ở phía chân trời phía trên ẩn ẩn có một đôi thật lớn đôi mắt tồn tại. Cái này đôi mắt bỗng nhiên lại mở, thần long phát ra rên rỉ, một cổ tử hủy thiên diệt địa khí thế bùng nổ. Cũng đúng là giờ khắc này, Dương Nghị Vân đầu đều tạc nứt. Trước mắt tối sầm mất đi ý thức. Lại là trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Mà hắn ngón tay bảy màu long lân còn lại là quang mang chợt lóe, trực tiếp biến mất. Bất quá Dương Nghị Vân cánh tay phải thượng lại là nhiều chỗ một mảnh sinh động như thật lân giáp, như là bớt. Vân tử. Chủ nhân. Giờ phút này ba cái mật thất chung,
ba đạo nhân ảnh chạy như bay mà ra. Lại là nghe được Dương Nghị Vân kêu thảm thiết, Ngọc Lả Lướt cùng Thổ Tinh Nguyên, đằng xa nhanh chóng ra tới, phát hiện Dương Nghị Vân ngã trên mặt đất, mà hắn toàn thân lập lòe bảy màu vầng sáng, mơ hồ chung có một đám khắc văn ở vờn quanh chung. Dương Nghị Vân hôn mê qua đi, toàn thân lập lòe vầng sáng rằng co suốt 300 năm. Này 300 năm chung Ngọc Lả Lướt cùng đằng xa, Thổ Tinh Nguyên phân biệt tiến vào ba cái mật thất tu luyện. Đến nỗi Dương Mẫu Nhân ở Ngọc Lả Lướt quan sát sau tự nhiên là không có gì nguy hiểm, sợ bóng sợ gió một hồi, ngược lại là tiến vào nào đó tu luyện trạng thái giống nhau, là chuyện tốt. Cho nên Ngọc Lả Lướt ba người cũng yên tâm. Dương Mẫu Nhân có một hồi tạo hóa, Ngọc Lả Lướt ba cái tự nhiên cũng không kém. Tam gian mật thất trong vòng, chính là bọn họ ba cái tạo hóa. Này ba cái mật thất bên trong lại là tam đại âm dương giao hội lưỡng nghi tạo hóa nơi. Nhất thích hợp rèn luyện thân thể. Tam đại mật thất âm dương chi lực các không giống nhau, chia làm tam đại cấp bậc, từ nhược đến cường. Đảo cũng vừa vặn thích hợp các nàng ba cái. Thổ Tinh Nguyên tu nguyên thần là chủ, thân thể yếu kém, chỉ có thể tiến vào cái thứ nhất tương đối yếu kém mật thất, đằng xa chủ tu thân thể, tiến vào cái thứ hai chất lượng thường mật thất, cao giai cái nào liền tính là đằng xa cường hãn thân thể cũng vô pháp ngăn cản. Ngọc Lả Lướt thân là pháp thần tự nhiên là thích hợp cái thứ ba mạnh nhất mật thất. Như thế các nàng ba cái đảo cũng các tìm sở cần, bắt đầu rồi lấy trăm năm vì đơn vị tu hành. Mà Dương Nghị Vân còn lại là như cũ nằm trên mặt đất, toàn thân phát ra nhàn nhạt vầng sáng, như là ngủ say giống nhau. Như lúc này gian ở bất chi bất giác trung liền đi qua 300 năm lâu. Này trung gian, cái thứ nhất ra tới là Thổ Tinh Nguyên, hắn ở cái thứ nhất mật thất tu luyện 200 năm, rốt cuộc đến thừa nhận cực hạn, lại là ở thân thể tiến tới một bước. Đương nhiên hắn tu vi cũng đi theo tiến bộ, âm dương giao hội chi lực cố nhiên cường hãn, khá vậy chung quy là thiên địa năng lượng, có thể làm tu vi tăng lên, Thổ Tinh Nguyên tu vi bước vào sơ cấp thần đế cảnh giới. 60 năm sau, cũng chính là 260 năm, đằng xa xuất quan, thân thể ở tiến thêm một bước, đạt tới hồng hoang thân thể trung giai đỉnh, kém một bước chính là hồng hoang cao giai thân thể. Thực lực đạo hạnh có thể so với thần đế sơ giai đỉnh, xem như so Thổ Tinh Nguyên cường một đường. Lại qua 40 năm sau, Ngọc Lả Lướt xuất quan. Giờ phút này thời gian trôi qua suốt 300 năm. Thổ Tinh Nguyên cùng đằng xà đã sớm ở bên ngoài người thủ hộ Dương Nghị Vân cùng Ngọc Lả Lướt ra tới. Này hai hóa tu vi sau khi đột phá, liền ra tới, chính là tưởng tu luyện lại đi tăng lên cũng đã rất khó, cũng không có ở đi đãi ở mật thất cường hành tu luyện. Đương Ngọc Lả Lướt xuất quan lúc sau, đằng xà cái thứ nhất ra tiếng, chúc mừng Lả Lướt pháp thần đạo hạnh tiến nhanh. Thứ này hoàn toàn chính là vuốt mông ngựa, kỳ thật nó cũng không biết Lả Lướt pháp thần tu vi như thế nào, chỉ là nhìn đến Ngọc Lả Lướt xuất quan sau thuận miệng nịnh hót mà thôi. Thổ Tinh Nguyên thấy vậy, cũng chỉ có thể tiến lên nói, chúc mừng pháp thần xuất quan. Tương đối đằng xà phù hoa, Thổ Tinh Nguyên liền ổn định nhiều. Ngọc Lả Lướt dừng tay hỏi, Vân Tử còn không có tỉnh lại. Không đâu, cũng không biết chủ nhân là cái tình huống như thế nào, đến bây giờ liền đều vẫn là cái kia lão bộ dáng. Đằng xà nói, oanh, mới vừa đối thoại hết sức, đại sảnh một góc Dương Nghị Vân trên người phát ra một tiếng nổ vang. Chủ nhân tỉnh. Thổ Tinh Nguyên mở miệng, vèo một chút bay qua đi. Đằng xà cùng Ngọc Lả Lướt đều đi qua. Chi gian Dương Nghị Vân trên người phát ra một tiếng nổ vang lúc sau, hắn ngồi dậy thân mình. Vân Tử ngươi thế nào? Ngọc Lả Lướt mang theo quan tâm nhìn về phía Dương Nghị Vân. Dương Nghị Vân mở hai mắt, giờ phút này lại là mặt mang mỉm cười. Nhìn về phía Ngọc Lả Lướt nói, ta không có việc gì, hảo đến không thể lại hảo, cho các ngươi lo lắng. Hồi tưởng khởi phía trước, Dương Nghị Vân trong lòng lại là có chút thổn thức. Đương hắn máu đụng chạm đến bảy màu long lân lúc sau, xác thật không nghĩ tới sẽ có đại lượng tin tức dũng mãnh vào trong óc bên trong. Hắn cũng thấy được rất nhiều hình ảnh, có bảy màu thần long, có đỉnh thiên lập địa người khổng lồ tổ vu, càng có một đôi thật lớn ma nhãn. Bảy màu long lân chung ghi lại một đoạn lịch sử. Cũng ghi lại một bước tu luyện thân thể vô thượng công pháp. Này đoạn lịch sử lại nói tiếp, cùng thần giới thiên nhân tộc cùng phi thăng giả một mạch đổi nhau phá vì tương tự. Ở bảy màu long lân ghi lại này đoạn trong lịch sử, vĩnh hằng thần giới tao ngộ đại kiếp nạn tựa hồ càng vì thảm thiết, mà cái này đại kiếp nạn thế nhưng là đến từ tam giới ở ngoài sinh linh, ở ghi lại chung xưng là thiên ngoại thiên ma. Vĩnh hằng thần giới chư thần chống đỡ thiên ngoại thiên ma, toàn bộ vĩnh hằng thần giới đều tao ngộ thật lớn bị thương. Thần giới thiên tộc cùng phi thăng giả nhất tộc chi gian đại chiến lại nói tiếp cũng là đại kiếp nạn,
đồng dạng là cuốn tịch toàn bộ thần giới đại chiến, nói có điểm phức tạp, nhưng nói đến cùng vẫn là thiên tộc thu được thiên ma mê hoặc mà tạo thành. Dương Nghị Vân cái thứ nhất nghĩ đến chính là vĩnh hằng thần giới thiên ngoại thiên ma, có lẽ chính là thần giới mê hoặc thiên tộc vực ngoại thiên ma, giữa hai bên quá tương tự, có lẽ chính là như thế, liền tính không phải, cũng thoát không được can hệ. Mà vĩnh hằng thần giới một hồi đánh cướp lúc sau, chung quy là chư thần thắng lợi, lúc sau lại là thiết lập hỗn đản cái chắn, cách ly ra một cái thần giới cùng vĩnh hằng thần giới hai bộ phận. Dương Nghị Vân nghĩ đến cũng là chư thần vì thần hộ mệnh giới cái này trung tâm nơi không bị thiên ngoại thiên ma xâm nhập kết quả. Nói cách khác, ở vĩnh hằng thần giới có lẽ đến nay còn tồn tại một ít thiên ngoại thiên ma tồn tại, nơi này càng thêm nguy hiểm, điểm này cũng là hắn nhìn đến hình ảnh, suy đoán ra tới, nhưng nghĩ đến 89 phần 10 là thật. Nói cách khác, mặc kệ là vĩnh hằng thần giới, cũng hoặc là hắn cùng Ngọc là lướt tiến đến thần giới, đều là thiên giới, đều là thần giới, chỉ là cách ly mở ra, là một loại bảo hộ. Mà địch nhân lớn nhất, lại là thiên ngoại thiên ma. Đến từ chính tam giới ở ngoài, lại có lẽ như hắn trước kia hiểu biết tin tức giống nhau, đến từ chính U Minh sinh linh. Đây mới là toàn bộ tam giới địch nhân lớn nhất. Cũng may cái này ngọn nguồn ở thiên giới, không có lan đến gần nhân giới cùng địa giới. Tóm lại một đoạn này lịch sử hình ảnh làm Dương Nghị Vân có chút trầm trọng. Đương nhiên cũng có tốt một mặt. Tỷ như hắn tu vi trực tiếp bước vào thần vương đỉnh, chỉ kém một bước đó là thần đế. Này tốt ích với bảy màu long lân chi nội lực lượng, đường hắn máu nhỏ giọt ở long lân thời điểm, cổ lực lượng này tiến vào trong thân thể hắn, đối thân thể hắn tới một lần thật lớn rèn luyện lễ rửa tội. Mà lễ rửa tội trong quá trình, Dương Nghị Vân được đến người khổng lồ vu tộc thân thể tu luyện phương pháp. Dựa theo người khổng lồ vu tộc tu luyện công pháp, hắn dùng bảy màu long lân chung lực lượng rèn luyện thân thể, đột phá cực hạn, đạt tới hồng hoang thân thể trung giai thân thể, cảnh giới tu vi cũng là nước lên thì thuyền lên, mượn dùng cổ lực lượng này tu luyện tới rồi thượng vị thần vương đỉnh chi cảnh. Có thể nói lần này thu hoạch thật lớn. Một cái là tin tức phương diện, cho hắn biết thiên ngoại thiên ma tồn tại, 89 phần 10 cùng thần giới vực ngoại thiên ma một cái chiêu số, chẳng qua thần giới tương đối an ổn. Mà vĩnh hằng thần giới lại là vô cùng nguy hiểm, thiên ngoại thiên ma khả năng tùy thời sẽ xâm nhập trạng thái, lúc này mới có hỗn động cái chắn xuất hiện, có thần giới. Có nhân tộc chủ đạo thần giới, nhưng cũng bảo hộ rất nhiều chủng tộc khác kéo dài. Thứ hai còn lại là bảy màu long lân, đây chính là thần long bản mạng long lân chi vật, bị vu tộc được đến ghi lại này đoạn lịch sử, cùng với vu tộc thân thể tu luyện công pháp. Đương nhiên cũng có thể nói là thổ tinh nguyên trong miệng người khổng lồ vu tộc thành niên rèn luyện lễ rửa tội phương pháp, cũng là tiếp theo tam. Này bộ công pháp gọi là tổ vu thành thánh công, đúng là vu vương thành đời thứ nhất thành chủ, cũng là tổ vu đế giang sở lưu công pháp. Ở bảy màu long lân ghi lại chung, này đó đều có ghi lại. Dương Nghị Vân xác minh quá, tổ vu thành thánh công cư nhiên cùng hắn càn khôn tôi thể quyết có tương tự chỗ, như là cùng căn cùng nguyên giống nhau. Điểm này nhưng thật ra làm hắn phi thường ngoài ý muốn. Nhưng hai người một tương đối lúc sau, Dương Nghị Vân lại là biết chính mình lần này kiếm lớn. Dương Nghị Vân cùng chính mình càn khôn rèn luyện quyết đối chiếu quá, vu tộc thành thánh công đích xác giữa hai bên có rất nhiều tương tự thậm chí là tương đồng chỗ. Cái này làm cho Dương Nghị Vân miên man bất định, càn khôn tôi thể quyết cùng càn khôn tạo hóa công, từ lúc bắt đầu đều là càn khôn hổ toát ra tới công pháp, chẳng qua hắn chú trọng tu luyện càn khôn tạo hóa công. Mà càn khôn tôi thể quyết còn lại là có thể tu liền tu, không thể tu không bắt buộc trạng thái, đã đến tiên giới lúc sau trên cơ bản liền không như thế nào chân chính đi nghiên cứu quá càn khôn tôi thể quyết. Sau hai đêm càn khôn tạo hóa công, chính mình nghiên cứu sau đổi thành càn khôn đạo chủng công, đích xác hắn cũng thành công, ít nhất chính mình cho rằng thành công, tu luyện đến nay cũng không xuất hiện quá cái gì vấn đề, trong cơ thể thần hạch đạo chủng xuất hiện 10 đại thuộc tính nói thụ, tuy rằng đều vẫn là cây non trạng thái. Nhưng đại thể lộ tuyến đã xác định, chỉ cần hắn không ngừng tu luyện đi xuống, nói thụ trung quy sẽ trưởng thành vì che trời đại thụ, tới rồi lúc ấy, hắn tu vi cảnh giới sẽ đạt tới cái gì trình tự. Liền chính hắn cũng không biết. Bất quá có một chút có thể xác định chính là, càn khôn đạo chủng công, hắn sửa chữa thành công cũng không có vấn đề. Đến nỗi càn khôn tôi thể quyết, kỳ thật xem như kiêm dung đi vào, nhưng trung quy không xem như chủ lưu, chỉ có thể xem như mang thêm, tu luyện càn khôn nói công thời điểm. Đồng dạng có thể rèn luyện tăng lên thân thể, nhưng lại hữu hạn, hơn nữa hắn cũng không có cố tình đi rèn luyện tu luyện. Thẳng đến thấy được tổ vu thành thánh công sau, Dương Nghị Vân mới lại lần nữa nhớ tới càn khôn tôi thể quyết. Giữa hai bên tương đồng chỗ, còn lại là đồng dạng có khiếu huyệt phương diện rèn luyện.
Nhưng là cùng vu tộc thành thánh công so sánh với, càn khôn tôi thể quyết kém huyết mạch tu luyện, mà người trước càng chuyên nghiệp tinh tế, người sau như là nghiệp dư. Điểm này Dương Nghị Vân cũng lý giải, rốt cuộc tổ vu thành thánh công là trực tiếp tu vi thân thể là có thể thành thánh siêu thoát công pháp, mà càn khôn tôi thể quyết bản thân từ lúc bắt đầu liền bao gồm ở càn khôn tạo hóa cơ sở thượng, tự nhiên vô pháp so. Nhưng càn khôn tạo hóa công cùng tôi thể quyết bị hắn sửa chữa thành càn khôn đạo chủng công lúc sau, biến thành thuần túy nguyên thần pháp lực công pháp, cũng không có tu thân thể công pháp, tôi thể chỉ là thành phụ thuộc phẩm. Tu luyện đạo chủng công gần nhất, Dương Nghị Vân kỳ thật cũng cảm giác luôn là kém một chút cái gì, khá vậy không biết càng không thể nói tới, biết bảy màu long lân chung vu tộc thành thánh công xuất hiện, hắn đối lập dĩ vãng càn khôn tôi thể quyết cùng cải tiến sau càn khôn đạo chủng công sau, rốt cuộc có điều hiểu ra, hắn kém khả năng chính là thân thể tu luyện tăng lên. Có thể tưởng tượng một chút, hắn cải tiến sau càn khôn đạo chủng công có thể nói là nghịch thiên chi công pháp. Vì cái gì? Bởi vì đạo chủng trong vòng 10 đại thuộc tính nói thụ, đây là cải tiến lúc sau tu luyện ra tới bản mạng chi vật, hiện tại hắn cái gì tu vi cảnh giới? Hiện tại đều đã thượng vị thần vương đỉnh, nhưng hắn thần hạch đạo chủng trong vòng 10 đại đạo thụ, lại như cũ còn ở cây non giai đoạn. Nhiều nhất trường tới rồi 5-6 tấc nông nỗi mà thôi. Dựa theo cái này xu thế phát triển đi xuống, hắn nói thụ chung quy có một ngày sẽ trưởng thành vì che trời đại thụ, tới rồi lúc ấy, hắn tu vi cảnh giới lại sẽ là cái gì giai đoạn đâu. Dương Nghị Vân tuyệt đối ít nhất đều sẽ là thiên đạo cấp bậc, thậm chí còn khả năng nói thụ trưởng thành một nửa hắn đều có khả năng tiến vào thiên đạo chi cảnh giới. Nhưng hiện tại vấn đề là, từ tu luyện càn khôn đạo chủng công tới nay, hắn phát hiện mặc kệ chính mình như thế nào tu luyện, trong cơ thể 10 đại đạo thụ trước sau trưởng thành thực thong thả, không biết trong đó cái gì nguyên nhân. Lúc này lại là có chút minh bạch, đây là bởi vì hắn thân thể cường độ theo không kịp, nếu là không giải quyết thân thể vấn đề, Dương Nghị Vân có cảm chung có một ngày, hắn thần hạch đạo chủng sẽ chịu tải không được 10 đạo nói thụ trưởng thành, do đó xuất hiện thất hành, khi đó sợ là hắn sẽ rơi vào vực sâu đi. Hiện tại hảo. Hắn phát hiện tổ vu thành thánh công có thể đền bù thân thể thất hành vấn đề. Ta tổ vu thành thánh công tu luyện thân thể, tu luyện đến cuối cùng nhưng trực tiếp thân thể thành thánh siêu thoát, đạt tới hỗn nguyên. Đương nhiên Dương Nghị Vân nghiên cứu quá, chủ tu huyết mạch chi đạo, nhưng làm máu phát sinh không ngừng rèn luyện, đây mới là này không công pháp lớn nhất bí mật, mà hắn càn khôn đạo chủng công chung bao hàm tôi thể lại là tu khiếu huyệt, giữa hai bên có thể hoàn mỹ kết hợp, cuối cùng có thể thích ứng chính mình tu sĩ. Này 300 năm chung Dương Nghị Vân nằm trên mặt đất tự nhiên không phải bạch nằm, đem tổ vu thành thánh công cùng càn khôn đạo chủng công nếm thử dung hợp tu luyện một chút, là một cái bổ sung cho nhau, lại là phát hiện hoàn mỹ kết hợp. Đây cũng là hắn tu luyện tăng lên nguyên nhân. Dù sao thân thể tăng lên tới hồng hoang thân thể chung giai đỉnh, tu vi thực lực thần vương đỉnh, chân chính bùng nổ Dương Nghị Vân cảm giác chính là sơ giai thần đế hắn cũng có tin tưởng một trận chiến. Thức tỉnh lại đây lúc sau. Có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể hiện tại biến hóa đại kinh người. Vận chuyển tổ vu thành thánh công lúc sau, máu sôi trào vận chuyển ở toàn thân, có thể tự chủ sinh ra một cổ cường đại lực lượng, Dương Nghị Vân cảm thấy đây là hồng hoang chi lực, cùng pháp lực hoàn toàn bất đồng. Nếu đem pháp lực so sánh là âm lực, như vậy thân thể huyết mạch vận chuyển hồng hoang chi lực chính là dương lực. Giữa hai bên có thể có phi thường hoàn mỹ bổ sung cho nhau. Mà toàn thân khiếu huyệt ở vận chuyển thân thể tu luyện thời điểm, thiên địa chi lực hấp thu ước chừng đề cao gấp 10 lần, nội nhưng nhập toàn thân kinh mạch tiến vào thần hạch đạo chủng hóa thành pháp lực, ngoại nhưng du tẩu toàn thân huyết mạch dung với máu hóa thành thân thể hồng hoang chi lực. Cho nên Dương Nghị Vân cảm thấy đây là một lần hoàn mỹ dung hợp. Cũng lại là tại đây 300 năm chung hắn thành công, tương đương hoàn thành một lần chất thoát biến. Tuy rằng này đó cảnh giới tăng lên cũng không có đột phá đến thần đế. Nhưng Dương Nghị Vân lại cảm thấy phi thường thỏa mãn, bởi vì chỉ có chính hắn trong lòng rõ ràng, lần này được đến tổ vu thành thánh công sau hắn ma hợp chính mình càn khôn đạo chủng công, giữa hai bên phát sinh biến hóa, đối với hắn ngày sau tu luyện chi lộ, thần đạo chi lộ có kiểu gì ý nghĩa, nói một câu tiềm lực vô hạn chút nào không khoa trương. Nếu nói trước kia có người nói cho hắn, làm hắn cùng đế tôn tranh đoạt thiên đạo cảnh giới cuối cùng hợp đạo thành tựu thần giới chi chủ. Hắn tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng tâm lý một chút tự tin đều không có. Chỉ có thể là gật đầu trong miệng ân a ứng phó qua đi. Nhưng hiện tại chính hắn trong lòng tự tin rốt cuộc xuất hiện. Có một cổ tử, có dám với thiên tranh cao thấp khí thế. Đây là từ linh hồn bắt đầu lột xác tự tin. Tổ vu thành thánh công mang cho hắn kinh hỉ rất nhiều, càn khôn đạo chủng công biến hóa cũng đã xảy ra một ít không tưởng được tinh huyết,
Dương Nghị Vân biết từ giờ trở đi, hắn hóa điệp. Từ nhập thần giới kia một ngày bắt đầu bị Hỏa Thần Vương đuổi giết, bị Phục Hy Thần Hoàng báo cho, chính mình bị Thiên Tộc Đế Tôn Vô Thượng theo dõi thời điểm, Dương Nghị Vân trong lòng liền tan đi một cổ tử khí, nhưng hôm nay này sợi khí lại một lần trở về, như vương giả coi rẻ thiên địa. Chủ nhân, ta như thế nào cảm giác ngươi thay đổi đâu? Đang lúc Dương Nghị Vân chìm vào ở chính mình biến hóa giữa thời điểm, lại là Đằng Xà mở miệng đánh gãy hắn. Dương Nghị Vân sửng sốt, nhìn Đằng Xà nói, đích xác, nhà ngươi chủ nhân ta từ hôm nay trở đi thoát thay đổi, ha 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 ha. Đằng Xà tâm tư đơn thuần, thứ này cảm giác thượng cường đại mẫn cảm giác Dương Nghị Vân đã xảy ra biến hóa. Dương Nghị Vân lại là tâm tình rất tốt, cất tiếng cười to, cho tới nay đè ở đáy lòng buồn bực cũng theo này một tiếng cười to tan thành mây khói. Chúc mừng xem ra ngươi thầm nghĩ thành công, Ngọc Lả Lướt mở miệng. Cùng vui, ngươi trong cơ thể hỗn độn chi khí cũng tiêu tán hơn phân nửa, xem ra không dùng được bao lâu ngươi là có thể khôi phục đỉnh. Dương Nghị Vân đối mặt Ngọc Lả Lướt lại là liếc mắt một cái thấy được Ngọc Lả Lướt hóa giải hơn phân nửa hỗn độn chi khí, tu vi cảnh giới khôi phục tới rồi thần chủ chi cảnh giới. Ngọc Lả Lướt một trận kinh ngạc, nàng cũng không nghĩ tới Dương Nghị Vân cư nhiên có thể nói ra những lời này tới, như thế chẳng phải là nói Dương Nghị Vân có thể nhìn đến tình huống của nàng. Phải biết rằng Dương Nghị Vân hiện tại vẫn là thần vương cấp bậc, lẽ ra là nhìn không tới nàng hiện giờ thần chủ chi cảnh giới, nhưng cố tình một ngụm nói toạc ra, nàng biết Dương Nghị Vân lần này thu hoạch tất nhiên xa xỉ. Tu vi dù sao đạt tới thượng vị thần vương đỉnh, 300 năm mà thôi, thật sự đáng sợ. Đối Dương Nghị Vân hiện tại trạng thái, Ngọc Lả Lướt cũng cảm giác có rất lớn biến hóa, nói như vậy đâu, tu vi cảnh giới không tính cái gì, nhưng khí chàng phi thường cường đại rồi. Đúng như Đằng Xà lời nói như là thay đổi một người giống nhau, hắn trên người phát ra khí chàng, cũng không biết vì cái gì, làm Ngọc Lả Lướt tim đập lại một lần nhanh hơn. Chủ nhân, mật thất có tam gian, đều có âm dương giao hội chi lực, chính là tu luyện thân thể bảo địa, ngài muốn hay không đi tu luyện một phen. Thổ tinh nguyên tiến lên nói chuyện, luôn là có thể chảo chung trọng điểm. Dương Nghị Vân cười cười nói, đối ta tới là không cần phải, ngắn hạn nội ta thân thể là đột phá không được, các ngươi nếu đều đã tu luyện hoàn thành, cũng đều tiến giai, chúng ta đây kế tiếp liền rời đi nơi này đi. Đối với mật thất chung tình huống, Dương Nghị Vân đã từ bảy màu long lân ghi lại chung được biết, thật là vu tộc rèn luyện lễ rửa tội địa phương, nhưng hắn hấp thu bảy màu long lân chung lực lượng, rèn luyện thân thể có thể so mật thất cường đại nhiều. Cũng biết hiện tại tu luyện tiến vào một cái trạm kiểm soát kỳ, lại đi tu luyện ý nghĩa không lớn. Cùng với ở chỗ này tốn thời gian, không bằng rời đi, đi ngoại giới đi một chút nhìn xem, vĩnh hằng thần giới chung có quá nhiều chuyện vật chờ hắn đi xem, đáng giá hắn đi du lịch. Bảy màu long lân chung ghi lại lịch sử tuy rằng thiếu, nhưng lại có trọng đại ý nghĩa, cách cục tăng lên rất nhiều, cũng biết một ít tân bí, Dương Nghị Vân cảm thấy hẳn là đi đi một chút nhìn xem. Tu luyện chi đạo tăng lên. Chỉ cần bế quan vùi đầu cười khổ là xa xa không đủ. Chuyến này Dương Nghị Vân một hàng xem như thu hoạch thật lớn. Mỗi một cái đều có một phen tạo hóa. Đối bọn họ tới nói, tăng lên tu vi thực lực chính là tạo hóa. Đương nhiên trọng điểm vẫn là Dương mẫu nhân thu hoạch thật lớn, trừ ra bảy màu long lân hết thảy không nói, trước sau thu phục Đằng Xà cùng thổ tinh nguyên cũng đã là đại trợ lực. Này hai hóa hiện tại đều bước vào thần đế cấp bậc, ở thần giới tuyệt đối cũng là nghênh ngang vào nhà. Ngọc Lả Lướt cũng một phen tu luyện cũng thực không tồi, trong cơ thể hỗn độn chi khí hóa giải hơn phân nửa, tu vi khôi phục tới rồi thần chủ cấp bậc. Đến nỗi chính hắn, tuy rằng còn không có bước vào thần đế cảnh giới, nhưng lại liền kém chỉ còn một bước, Dương Nghị Vân tin tưởng chỉ là vấn đề thời gian, phá quan khẩu bế tử quan tu luyện là không được, yêu cầu một ít cơ hội đi ngộ đạo mới có thể. Sở hữu hắn đề nghị rời đi nơi này. Đến nỗi tam gian mật thất âm dương chi khí, thật là thứ tốt. Đáng tiếc dọn không đi, đó là tự nhiên hình thành, bọn họ cũng không có đi phá hư, vẫn là để lại cho ngày sau người có duyên đi. Mà được đến mà người nhướng, Dương Nghị Vân cũng biết như thế nào đi sử dụng, ở bảy màu long lân chung đều có ghi lại, cái này về sau thời cơ chín muồi, hắn sẽ lại đi rèn luyện một lần thân thể, chắc chắn có thể lại tiến thêm một bước. Đoàn người đường cũ phản hồi, xuất hiện ở phế tích một mảnh Vu Vương Thành. Chủ nhân kế tiếp chúng ta đi chỗ nào? Thổ tinh nguyên mang theo kích động chi tâm hỏi, hắn từ sinh ra liền ở chỗ này, chưa từng có rời đi quá, đối với bên ngoài thế giới tự nhiên vô cùng hướng về, chỉ là bởi vì ngại với tổ huấn cùng trong lòng trung thành, hắn không thể rời đi. Hiện giờ lại là tầng này gông xiềng bị Dương Nghị Vân cấp tiếp xúc,
bị động dưới trở thành Dương Nghị Vân người hầu, đối với Tổ Tinh Nguyên tới nói, này không thể trách hắn, chỉ có thể là ý trời, không tính hắn không chịu tổ huấn. Có thể rời đi, từ nội tâm tới nói, hắn so không ai đều phải kích động. Rốt cuộc vô số năm tháng hắn một mình một người bảo hộ Vu Vương thành thần dược viên, liền tính là thần linh cũng sợ cô độc, hiện tại liền phải rời đi, đã không có tộc nhân đã không có vướng bận, Thổ Tinh Nguyên hận không thể lập tức bay ra đi. Dương Nghị Vân nhiều ít có thể hiểu biết một ít Thổ Tinh Nguyên ý tưởng, đối với Thổ Tinh Nguyên vấn đề này, hắn kỳ thật cũng không biết như thế nào trả lời. Bởi vì hắn cùng Ngọc Lả lướt đi vào Vĩnh Hằng thần giới, thật đúng là không có đi qua địa phương khác, Vu Vương thành xem như trạm thứ nhất. Quay đầu nhìn về phía Đằng Xà nói, Đằng Xà ngươi nói chúng ta bước tiếp theo đi chỗ nào. Bọn họ mấy cái chung, thật đúng là cũng chỉ có Đằng Xà thứ này, xem như đối nơi này địa hình tương đối quen thuộc một cái, cứ việc dựa theo Đằng Xà ý tứ, nó cũng ở chỗ này thật lâu, nhưng tuyệt đối không phải sinh ra ở chỗ này. Là từ ngoại giới mà đến, đặt chân ở Vu Vương thành. Tự nhiên không thể nói giải toàn bộ Vĩnh Hằng thần giới, nhưng ít nhất biết một ít địa phương. Quả nhiên Dương Nghị Vân trưng cầu Đằng Xà ý kiến, thứ này thăng thật dài cổ bơi lội một chút thân hình, miệng phun nhân ngôn, mang theo đắc ý chi sắc nói, chủ nhân ngài hỏi ta liền hỏi đúng rồi, bước tiếp theo chúng ta liền hướng về Vu Vương thành phía bắc mà đi đi, ta chính là nghe nói, này đi 8.000 dặm, có một tòa chư thần thành trì, kia chính là ở trên trời thần thành, chỉ cần là có thực lực hạng người, đi kia tòa thần thành đều sẽ bị coi là thượng tân, hưởng thụ hết thảy sinh thành tài nguyên. Nghe nói. Dương Nghị Vân đầy mặt hắc tuyến đánh gãy Đằng Xà. Hắc hắc, chủ nhân ta này không phải cũng không đi qua sao, vẫn là ngàn năm phía trước nghe một con đi ngang qua lão chim sẻ nói, dù sao dùng lão chim sẻ nói, kia tòa thiên thành thần thành thực xuất sắc, đáng giá đi vừa đi. Đằng Xà nói, Dương Nghị Vân như thế nào nghe thứ này nói đều tựa hồ không đáng tin cậy. Nhưng là, hắn cùng Ngọc Lả Lướt cũng đối nơi này không quen thuộc, ngẫm lại dù sao không có gì mục tiêu. Đi liền đi thôi, đều là du lịch. Lả Lướt tỷ tỷ ngươi xem đâu? Dương Nghị Vân hỏi Ngọc Lả Lướt. Ngọc Lả Lướt nghĩ nghĩ nói, đi xem cũng không sao, chúng ta mục đích nói trắng ra là chính là tìm cơ duyên, đều không sao cả. Hành, vậy đi, Dương Nghị Vân lập tức đánh nhịp. 8.000 dặm lộ trình, phi hành nói đối bọn họ tới nói, dễ như trở bàn tay, nhưng Dương Nghị Vân biết tu luyện chi đạo du lịch, một đường phong cảnh không thể bỏ lỡ. Đoàn người đi tới đi, hướng về Vu Vương thành phương Bắc mà đi. Đằng Xà dẫn đường, nó ít nhất đối Vu Vương thành 3.000 dặm trong vòng hoàn cảnh là quen thuộc. Đương nhiên thứ này hoạt động phạm vi cũng liền lớn như vậy. Vượt qua 3.000 dặm ở ngoài, hắn thật đúng là không đi ra ngoài quá. Bất quá dựa theo Đằng Xà nói, không phải nó không nghĩ đi ra ngoài, mà là không dám. Vĩnh Hằng thần giới chính là hồng hoang hoàn cảnh, tồn tại đại thần hải đi. Hoàn cảnh yêu ma, chư thần từ thiên kỳ bách quái tồn tại, mỗi một chỗ cơ hồ đều có hồng hoang sinh linh tồn tại, hoặc là chiếm cứ ngọn núi, hoặc là chiếm cứ ao hồ. Muốn chạy một bước lộ, kia thật đúng là gian nan khẩn. Này đi 8.000 dặm ở ngoài, tìm kiếm một con chim sẻ khẩu thuật không trung thần thành, kỳ thật là Đằng Xà thứ này tư tâm, liền chờ mong đã lâu không đi qua, hoặc là nói là thực lực không cần cần không dám đi. Nhưng là hiện tại nó tu vi thực lực rốt cuộc đạt tới thần đế cấp bậc. Hơn nữa Dương Nghị Vân cùng Ngọc Lả Lướt còn có một cái Thổ Tinh Nguyên, có tiểu đồng bọn có đoàn đội thực lực, Đằng Xà là có gan xông qua 3.000 dặm phạm vi tơ hồng, muốn đi bên ngoài thế giới nhìn xem. Một đường phía trên, ở Đằng Xà dẫn dắt hạ, Dương Nghị Vân cũng coi như là trường kiến thức. Quả nhiên tồn tại các loại thần linh vô số, đều có từng người địa bàn, qua sông có hải yêu, qua sơn có sơn thần, đi rừng cây có tu luyện thành thần mộc yêu chi thần, xuyên thạch đôi có hấp thu thiên địa nhật nguyệt tinh hoa cục đá tinh quái. Bất quá này đó Đằng Xà đều có thể ứng phó, có chút quen biết còn sẽ qua tới kêu một tiếng Đằng Xà thượng thần, đưa lên một ít bảo vật, ở Dương Nghị Vân trong mắt hiển nhiên Đằng Xà thứ này là ngày thường không thiếu khi dễ này đó tiểu thần linh, tương đương là một bá. Nhưng nói trở về, nếu không phải như thế, Dương Nghị Vân tin tưởng đổi thành hắn cùng Ngọc Lả Lướt hai người nói, tuy rằng đối này đó tiểu thần tiểu quái không sợ, nhưng hành tẩu ngàn dặm, tất nhiên cũng là một kiện chuyện phiền toái nhi, không thiếu được muốn phí một phen công phu. Ngàn dặm lúc sau, Đằng Xà kiêu ngạo khí thế dần dần thu liễm một chút, dùng nó nói, hiện tại đụng tới đều là có thực lực thần tiên ma quái chi lưu, tuy rằng không sợ, nhưng chân chính chọc mau đánh lên tới, cũng phiền toái. Không trêu chọc, một đường mà đi, Đằng Xà thả ra hơi thở, đảo cũng không có gì đuôi mù chủ động đi lên, tốt xấu thứ này hiện tại thực lực cường đại rồi,
lại nói trong đội ngũ còn có Ngọc Lả Lướt tồn tại, hơi thở ngoại phóng dưới, tà mị tránh lui. Đương nhiên cũng có một ít không mua chướng, nhưng lại là bị Đằng Xà cùng Thổ Tinh Nguyên liên thủ thu thập một đốn, bỏ trốn mất dạng, dù sao cũng phải tới nói, trước mắt mới thôi, hành tẩu 2000 hơn dặm, cũng không gặp phải mấy cái thượng vị thần đế cấp bậc tồn tại. Thực mau 3000 dặm lộ trình đi xong. Lại quá 300 dặm, một tòa thật lớn núi non xuất hiện. Đằng Xà không có ngay từ đầu nhẹ nhàng bộ dáng, đối mặt tòa sơn mạch này, nghiêm túc mở miệng nói, chủ nhân, tòa sơn mạch này không hảo quá, thả đãi ta đi bái cái sơn, mượn cái nói đi. Dương Nghị Vân sửng sốt, bái sơn mượn đường, hà tất như thế phiền toái, nếu là có cái gì cường đại thần tiên ma quái tồn tại, chúng ta trực tiếp bay qua đi đó là, không cần lãng phí thời gian. Đằng Xà cười khổ nói, chủ nhân có điều không biết ha, tòa sơn mạch này nhưng không đơn giản, tên là bụi gai núi non, nằm ngang mấy ngàn dặm, nhưng cả tòa núi non thượng liền một loại thảm thực vật, kia đó là thị huyết bụi gai, hoặc là nó chính là một gốc cây mà thôi, chính là một tôn khó chơi đại thần, được xưng thị huyết lão tổ. Dây mây bụi gai toàn thiên xuống đất, chúng ta phi bất quá đi, bị hắn dây mây bụi gai thứ một chút kia cũng không phải là đùa giỡn, thực lực thông huyền, sâu không lường được. Chúng ta vẫn là không cần trêu chọc, hảo hảo nói bái cái đỉnh núi mượn cái nói cũng liền đi qua, nếu không mãn sơn bụi gai căn bản là đừng nghĩ qua đi. Nghe Đằng Xà trịnh trọng vô cùng giảng thuật, Dương Nghị Vân cũng không khỏi nghiêm túc lên, hắn biết vĩnh hằng thần giới bất luận cái gì sinh linh đều không thể khinh thường. Cái này cái gì thì huyết lão tổ, nghe tới thật là cái khó chơi nhân vật, nếu là như thế này, kia vẫn là nghe Đằng Xà kiến nghị cho thỏa đáng. Người ý tứ. Thị huyết lão tổ chính là một gốc cây bụi gai. Dương Nghị Vân hỏi, thật là một gốc cây to lớn vô cùng thị huyết bụi gai thụ đắc đạo, chủ nhân kỳ thật vĩnh hằng thần giới đắc đạo sinh linh hơn phân nửa đều là sống vĩnh cửu năm tháng thiên địa vạn vật, cho nên nhân tộc cơ hồ không thấy, hoặc là nói ta đã thấy nhân tộc rất ít, ở vĩnh hằng thần giới tuyệt đối không phải nhân tộc chủ đạo thế giới. Liền nói thị huyết bụi gai đi, bản thể một gốc cây trải rộng toàn bộ bụi gai núi non, nghe nói sở hữu thảm thực vật đều đừng nó cắn nuốt rớt. Bụi gai có thứ, mà thứ còn lại là có độc, nếu như bị bụi gai trừ một chút, chúng độc liền không nói, trọng điểm là muốn mệnh, chỉ cần bị bụi gai quấn lên, một thân máu đều phải bị cắn nuốt sạch sẽ hóa thành bạch cốt. Dù sao ta nghe rất nhiều tiểu thần tiểu quái nói qua, không cần dễ dàng trêu chọc thị huyết lão tổ, đương nhiên muốn lật qua tòa sơn mạch này, liền phải đi chào hỏi, chỉ cần nói tốt, thị huyết lão tổ liền sẽ không khó xử, vẫn là ta đi bái đỉnh núi đi. Đằng Xà nói. Dương Nghị Vân cũng không phải không rõ lý lẽ người, hơn nữa cũng đích xác không cần thiết nhiều sinh sự tình, chỉ cần có thể qua đi liền hảo, bất quá luôn là cảm giác trong lòng không dễ chịu, Đằng Xà một câu bái đỉnh núi, hắn phản ứng đầu tiên chính là muốn giao qua đường phí. Nói trắng ra là chính là bá đạo. Khi dễ người. Thử hỏi có ai nguyện ý bị khi dễ. Dương Nghị Vân như vậy tưởng tượng, trong lòng như cũ khó chịu nói, cái này cái gì thị huyết lão tổ là cái gì tu vi đạo hạnh. Đằng Xà lắc đầu nói, cái này ta cũng không biết, về thị huyết lão tổ nghe đồn ta cũng là nghe nói, đến nỗi là cái gì đạo hạnh, thật đúng là không nghe nói qua, cũng không có cái kia tiểu thần tiểu quái nói lên quá. Vân tử, thôi bỏ đi, khiến cho Đằng Xà đi xem, ta cũng cảm giác này tòa núi lớn không đơn giản, hơn nữa nơi này sinh linh không thể lấy phiến diện cảnh giới đi lý giải, cảnh giới thấp không nhất định đại biểu thực lực thấp có chút sinh linh trời sinh thiên phú lại là đủ để chiến bại cao giai thần ma, phi thường đáng sợ. Thị huyết lão tổ bản thể là một gốc cây bụi gai, nhưng lại có thể bao trùm cả tòa núi non đủ để thuyết minh vấn đề, chúng ta không cần cành mẹ đẻ cành con liền hảo. Lúc này lại là Ngọc Lả Lướt mở miệng, nàng đối Dương Nghị Vân lòng dạ nhi nhiều ít hiểu biết một ít, lúc này mới mở miệng, miễn cho Dương mẫu nhân làm ra cái gì không lý trí quyết định tới, hiện tại Dương mẫu nhân là trung tâm nhân vật. Hảo, vậy nghe Lả Lướt tỉ tỉ. Dương mẫu nhân nghe được Ngọc Lả Lướt như vậy vừa nói. Nội tâm kia sợi không phục tức khắc tiêu tán. Chủ nhân ta đây đi Đằng Xà nói. Dương Nghị Vân mở miệng, đi thôi, hảo hảo giao thiệp. Đằng Xà chớp động sau lưng cánh chim, nháy mắt liền bay về phía mấy ngàn mét nơi núi non. Dương Nghị Vân cùng Ngọc Lả Lướt hơn nữa thổ tinh nguyên tại chỗ chờ đợi. Trong tầm mắt cả tòa núi non đều là xích hồng sắc, phi thường yêu dị. Cũng không biết Đằng Xà qua đi có thể hay không muốn ra một cái nói tới. Dương Nghị Vân híp mắt nói. Cách cây số Dương Nghị Vân nhìn thị huyết núi non, liền cảm giác không thoải mái, hắn có thể ngửi được cả tòa núi non đều tản ra mùi máu tươi, này ý nghĩa cái gì hắn trong lòng biết rõ ràng. Có thể quan lấy thị huyết chi danh, nghĩ đến cũng không phải cái gì thiện ti a.
Chúng ta từ từ xem đi. Ngọc Lả Lướt cũng nhìn phương xa núi non, ngữ khí đạm nhiên. Dương Nghị Vân cười nói, Lả Lướt tỷ tỷ, nếu là đằng xa qua đi nói băng, yêu cầu chúng ta xông vào qua đi, người cảm thấy chúng ta có thể xông qua đi sao? Ngọc Lả Lướt thu hồi ánh mắt, khăn che mặt phía dưới chỉ lộ ra hai tròng mắt nghiêm túc nhìn Dương Nghị Vân nói thật, ta cũng không biết, cứ việc ta hóa giải trong cơ thể hơn phân nửa hỗn độn sương mù, khả năng phát huy ra tới pháp lực chỉ là miễn cưỡng xuất kích thần chủ cấp bậc, nhưng là tòa sơn mạch này cho ta cảm giác còn lại là quỷ dị, nhìn không ra sâu cạn tới. Dương Nghị Vân cái này có chút ngưng trọng, hắn biết Ngọc Lả Lướt chưa bao giờ nói giỡn, cư nhiên liền nàng đều cảm giác không đến thị huyết lão tổ sâu cạn, vậy thuyết minh thật là cái quái vật khổng lồ. Như thế nói, thật đúng là phải cẩn thận điểm. Bất quá nếu là thật đối thượng, hắn cũng không sợ một trận chiến. Chủ nhân đằng xà đã trở lại. Lúc này Thổ Tinh Nguyên nói một câu. Dương Nghị Vân quay đầu lại, quả nhiên, đằng xà hóa thành một đạo tia chớp ngay lập tức tới. Như thế nào, nhưng cho chúng ta mượn đường? Dương Nghị Vân hỏi. Đằng xà cười hắc hắc nói, chủ nhân đương nhiên mượn đường, ta đằng xà tốt xấu là thần thú hạng người. Càng là ở Vu Vương thành phạm vi 3.000 dặm lăn lộn vô số tuế nguyệt tồn tại, điểm này mặt mũi thị huyết lão tổ vẫn là phải cho, ta. Nói tiếng người, Dương Nghị Vân không chút khách khí đánh gãy đằng xà khoe khoang tự bán nói chuyện, hắn hiện tại cũng hiểu biết thứ này là cái gì tính cách, tự nhiên nghe được ra tới, đằng xà chưa nói lời nói thật. Ách, đằng xà xấu hổ nhếch miệng, phi rơi xuống, thấp giọng nói, kỳ thật ta giao ra đi 10 vạn thượng phẩm thần thạch, thị huyết lão tổ khiến cho chúng ta đi qua. Đáp ứng mượn đường. Từ từ ngươi nói cái gì? Dương Nghị Vân thanh âm một chút đề cao 8 độ. Thị huyết lão tổ đáp ứng làm chúng ta qua đi, cho chúng ta mượn đường. Đằng xà có chút đắc ý, ở nó xem ra sự tình làm xong chủ nhân hẳn là khen nó. Không phải thượng một câu, nhiều ít thần thạch, Dương Nghị Vân nói. 10 vạn thượng phẩm thần thạch a, đằng xà không chút nào để ý nói. Dương Nghị Vân khóe miệng một trận trừ trừ. Tức khắc không nhịn xuống đối với đằng xà chính là mang theo pháp lực một cái tát. Oanh! A! À. Một tiếng nổ vang, đằng xà bị Dương Nghị Vân một cái tát đánh nghiêng trên mặt đất. Phá của xà A, 10 vạn thần thạch A, vẫn là thượng phẩm, người như thế nào không nói cho ta ngươi có thượng phẩm thần thạch A. Dương Nghị Vân đối với đằng xà giống giận, hắn là thật không nghĩ tới đằng xà thứ này còn có thần thạch, hơn nữa là thượng phẩm. Vốn dĩ hắn cho rằng vĩnh hằng thần giới không có thần thạch, kết quả phá của đằng xà cư nhiên có. Hiện tại khen ngược, 10 vạn thượng phẩm thần thạch, tất cả đều đưa ra đi. Chủ nhân A, còn không phải là thần thạch sao, ta còn có, tất cả đều cho ngài cầm đi bái, ngài cũng không hỏi qua ta có hay không thần thạch A. Đằng xà ủy khuất vô cùng, bò dậy nhược nhược nói chuyện, há mồm vừa phun một đại đoạn lấp lánh sáng lên thần thạch xuất hiện ở Dương Nghị Vân trước mặt. Cái này Dương Nghị Vân trừng lớn trong mắt. Thứ này quả nhiên giàu có, thuận miệng vừa phun cư nhiên lại là 5-6 vạn thần thạch, hơn nữa tất cả đều là thượng phẩm thần thạch. Vốn dĩ Dương Nghị Vân còn muốn mắng, nhưng là xem ở thần thạch phân thượng, ngạnh sinh sinh nhìn xuống, hừ lạnh một tiếng, vung tay lên không chút khách khí đem đằng xà nhổ ra này đó thần thạch tất cả đều thu vào càn khôn hồ. Nhưng hắn như cũ đau lòng, rốt cuộc suốt 10 vạn thượng phẩm thần thạch, bị đằng xà giao cho thị huyết lão tổ mua tiền mãi lộ. Sớm biết rằng, đánh chết hắn cũng không làm, 10 vạn thượng phẩm thần thạch, ở thần giới cho rằng cái gì hắn chính là biết đến. Ngẫm lại trong lòng đều lấy máu. Nhìn vẻ mặt vô tội đằng xà, Dương Nghị Vân lạnh mặt nói, ngươi có phải hay không không biết thượng phẩm thần thạch giá trị A, 10 vạn thần thạch ngươi liền cấp đi ra ngoài. Chủ nhân A, thần thạch tuy rằng chất chứa năng lượng, nhưng cũng chính là như vậy hồi sự, lưu trữ với ta mà nói không nhiều lắm dùng để mượn đường đảo cũng vật tấn kỳ dụng sao. Đằng xà ủy khuất nói. Đích xác thần thạch đối nó một cái tu luyện thân thể yêu tộc tới nói, tác dụng không lớn, nhưng đối nhân tộc tới nói lại là đồng tiền mạnh, chỉ là đằng xà không biết mà thôi. Dương mỗ nhân bão nổi, đảo cũng bình thường. Người từ nơi nào làm ra thần thạch? Dương Nghị Vân hỏi. Đằng xà nhỏ giọng nói, đều là vô số năm qua, Vu Vương thành phạm vi 3.000 dặm lớn nhỏ thần tiên ma quái hiếu kính mà đến. Dương Nghị Vân xem như minh bạch, cảm tình thứ này cũng là đánh cướp tới thần thạch. Trách không được nó 10 vạn thượng phẩm thần thạch không nháy mắt xem cấp thị huyết lão tổ, nhưng hiện tại quái cũng vô dụng, cấp đều cấp đi ra ngoài, có thể làm sao bây giờ? Ngọc Lả Lướt lúc này mở miệng nói, Vân Tử Tính, đằng xa cũng là không hiểu biết thần thạch giá trị, đối với yêu tộc tới nói, càng thích trực tiếp đơn giản thô bạo, thần thạch giá trị chỉ có bị nhân tộc phát huy tới rồi cực hạn, hình thành tới tài nguyên tiền,
cũng dùng vận ở tu hành các phương diện, trận pháp, tu luyện, giao dịch, con rối, thần khí từ từ, có thể sử dụng thượng tất cả đều dùng tới. Vĩnh hằng thần giới nếu không phải nhân tộc chủ đạo thế giới, đối thần thạch tác dụng liền sẽ không quá coi trọng, hơn nữa xem đằng xà hoạt động phạm vi cũng hữu hạn, cũng khó trách nó không thèm để ý thần thạch. Bất quá nói trở về, nếu 10 vạn thần thạch đã cho thị huyết lão tổ, chỉ cần đối phương đáp ứng chúng ta mượn đường quá sơn, đảo cũng không có gì, ngày sau chúng ta có cơ hội tự nhiên có thể siêu tập thần thạch. Chỉ cần là thiên giới giao diện thượng, thiên địa chi gian tự nhiên có thể dựng dục xuất thần thạch tới, điểm này nhưng thật ra không cần lo lắng, vẫn là đi thôi, qua đi nhìn xem, đối với đằng xà trong miệng không trung thần thành, kỳ thật ta cũng có chờ mong, một cái thiên giới vị diện bị chia làm hai cái thần giới, tự nhiên sẽ có bất đồng kỳ ngộ. Nói không chừng đối chúng ta tới nói là chuyện tốt. Có Ngọc Lả Lướt cầu tình, Dương Nghị Vân tự nhiên sẽ không ở đối đằng xà nói cái gì, hắn nghe Ngọc Lả Lướt phân tích, đảo cũng không kém, là cái này đạo lý. Ngẫm lại cười khổ, chỉ mong đằng xà thứ này 10 vạn thượng phẩm thần thạch không có bạch hoa đi. Đi a, còn không mang theo lộ, Dương Nghị Vân trừng mắt nhìn đằng xà liếc mắt một cái. Đằng xà đối Ngọc Lả Lướt tràn ngập cảm kích, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Nói thật nó đánh tâm nhãn hiện tại sợ hãi Dương mẫu nhân. Đến nỗi thần thạch nó là thật không có gì khái niệm, phản hấp thu lên quá phiền toái, coi như thành tầm thường năng lượng thạch mà thôi, dù sao nó đi chính là thể tu chi lộ, không thế nào coi trọng pháp lực, 10 vạn thần thạch cùng 100 vạn thần thạch ở hắn xem ra cũng chính là như vậy hồi sự mà thôi. Ngay sau đó đằng xa ở phía trước dẫn đường, đoàn người thực mau tới rồi thị huyết núi non chân núi. Kéo dài mấy ngàn dặm núi non. Kỳ thật từ bất luận cái gì một chỗ đi đều giống nhau, trọng điểm là muốn xem thị huyết lão tổ có cho hay không mượn đường. Chờ tới rồi chân núi lúc sau, Dương Nghị Vân hít hà một hơi, trong lòng thầm than, còn đúng là yêu cầu mượn đường a. Xích hồng sắc núi non, quả nhiên như đằng xà giảng thuật giống nhau, đầy khắp núi đồi tất cả đều là một loại thảm thực vật, mang thứ xích hồng sắc bụi gai cây mây, nhìn qua kín không kẽ hở, chính là bụi gai tường thành giống nhau, hơn nữa phi thường cao, vài trăm thước chi cao. Hoặc là phát động pháp lực phá hủy khai đạo qua đi, hoặc là từ không trung bay qua đi. Nhưng này hai loại biện pháp, dùng đằng xa nói, đều được không thông, bởi vì đây là thị huyết bụi gai bản thể, toàn bộ núi non liền một gốc cây thị huyết bụi gai, thực sự là lão yêu quái. Là sống, cũng sẽ không làm nhóm dễ dàng qua đi. Tương đương nói này đó bụi gai dây mây đều là vật còn sống, tất nhiên ngăn trở. Dây mây đỏ đậm, mang theo tam giác lá cây. Từng cây gai ngược dài chừng 10 tấc, rậm rạp, nhìn đều làm nhân tâm tỏa sáng, đằng xà nói có độc, liền tính là không có độc, bị như vậy mọc đầy gai ngược dây mây chát thượng một chút, sợ là ai cũng chịu không nổi. Chủ nhân sau đó đằng xà nói xong, bay vọt dựng lên ở giữa không trung, đối với mãn sơn bụi gai hô, thị huyết lão tổ còn thỉnh mượn đường. Thị huyết lão tổ tất nhiên có bản thể tồn tại, có lẽ đã hóa thành hình người, có lẽ là mặt khác tâm thái, dù sao dựa theo đằng xà nói, nó chưa thấy qua. Nhưng lại có thể đối thoại, đem 10 vạn thượng phẩm thần thạch lưu lại sau, bị bụi gai dây mây thu đi rồi. Đằng xà bay vọt ở trời cao kêu gọi, nửa ngày không có đáp lại. Thị huyết lão tổ còn thỉnh mượn đường. Lại hô tiếng thứ hai. Cái này làm cho Dương Nghị Vân thẳng nhíu mày. Trong lòng khó chịu, cũng có bất hảo dự cảm. Thị huyết lão tổ còn thỉnh mượn đường a, thu ta thần thạch, sẽ không quên đi đằng xà để cao thanh âm. Này tiếng thứ ba lúc sau. Rốt cuộc có động tĩnh. Sàn sạt xa. Lại thấy thật dài bụi gai dây mây bắt đầu động lên. Thanh âm càng lúc càng lớn, giống như thiên quân vạn mã giống nhau, lại là cả tòa thấp bé ngọn núi bụi gai dây mây đại động, như cả tòa sơn đều ở dao động. Trên thực tế cũng thật là như thế, Dương Nghị Vân cảm thụ đại địa đều đang rung động chung. Bọn họ lựa chọn vượt qua là một tòa tương đối thấp bé ngọn núi, giờ phút này đỉnh núi này thượng. Mãn sơn bụi gai dây mây sàn sạt xa hướng về hai bên tách ra, ở bọn họ là tầm mắt phân một cái bể rộng chừng 3 mét tiểu đạo, vẫn luôn kéo dài mà đi. Cạc cạc cạc, qua đi đi. Một tiếng khàn khàn tiếng động vang vọng ở toàn bộ núi non, phân không rõ từ địa phương nào vang lên, dù sao trải rộng sơn dã giống nhau. Liền như vậy một câu lúc sau, ở không một tiếng động, thực hiển nhiên ở cái này thanh âm đó là thị huyết lão tổ thanh âm. Nhưng lộ lại là ra tới. Chủ nhân đi thôi, thành, đằng xà bay vọt xuống dưới nói. Dương Nghị Vân trợn trắng mắt nói, nếu đáp ứng mượn đường, chúng ta vì cái gì không trực tiếp bay qua đi, hà tất phải đi như vậy một cái âm trầm chi lộ. Dương Nghị Vân ý tứ, chỉ cần thị huyết lão tổ không công kích bọn họ,
bọn họ bay qua đi không phải hảo. Hiện tại đích xác khai ra một cái nói, nhưng lại hai sườn bụi gai dây mây, nhìn đều trong lòng hốt hoảng. Bất quá đúng lúc này, già nua thanh âm lại lần nữa vang lên nói, tiểu gia hỏa bản thân kiểu gì tôn quý, há tha cho ngươi chờ tiểu bối từ bản thân đỉnh đầu bay vọt qua đi. Này chờ đại bất kính, chẳng lẽ trưởng bối nhà ngươi không dạy qua ngươi sao? Muốn quá liền đi đường qua đi, bản thân quy củ như thế, hoặc là cũng đừng đi, ha ha, nhanh lên lối đi nhỏ, bản thân kiên nhẫn hữu hạn, nếu không từ chỗ nào tới, hồi chỗ nào đi. Dương Nghị Vân trong lòng tức khắc bốc hỏa, liền phải ra tiếng, này chó má thì huyết lão tổ quá mẹ nó kiêu ngạo, cho qua đường tiền, cư nhiên còn như vậy vênh váo hống hống, còn không phải là phá thụ yêu sao, chọc nóng này tiểu ra, một phen lửa đốt ngươi. Vừa muốn lên tiếng, Ngọc Lả lướt lại đối với nhẹ nhàng lắc đầu, truyền âm nói, nhẫn nhẫn đi, có thể quá là có thể, này bụi gai yêu thần rất cường đại, chúng ta chỉ là mượn đường không cần thiết cành mẹ đẻ cành con. Hồ Dương Nghị Vân phun ra một ngụm chọc khí, hảo, ta nhẫn, lối đi nhỏ. Ra lệnh một tiếng đằng xà cùng thổ tinh nguyên trước sau bước vào bụi gai tiểu đạo. Dương Nghị Vân cùng Ngọc Lả lướt theo sát sau đó, hiện tại cũng chỉ có thể tin tưởng đằng xà thứ này 10 vạn thượng phẩm thần thạch không mất trắng. Về phương diện khác Dương Nghị Vân ngẫm lại đối phương tự hào thị huyết lão tổ, nghĩ đến cũng là muốn thể diện giảng danh dự, không đến mức khó xử bọn họ đi. Nếu là thật khó xử, bọn họ mấy cái cũng không phải ăn chay. Đi ở bụi gai trên đường nhỏ, hai sườn bụi gai cây mây cao càng mấy chục mét, nhìn phi thường áp lực, từng điều thô tráng không đồng nhất mọc đầy gai ngược bụi gai cây mây, làm nhân tâm đều có chút phát mao. Bất quá cũng may bọn họ đi lên đi, đảo cũng không có gì chuyện này. Dương Nghị Vân trong lòng thở dài, thôi, chỉ cần có thể thuận lợi đi qua đi, đảo cũng không cần so đo. Nhưng mà hắn trong lòng vừa mới như vậy tưởng thời điểm, cố tình liền ra ngoài ý muốn. Sàn sạt xa, từng đợt sàn sạt tiếng vang lên, Dương Nghị Vân mấy cái vừa quay đầu lại là phía sau lộ lại lần nữa kết hợp thượng, hơn nữa bọn họ đỉnh đầu phía trên bụi gai dây mây cũng bắt đầu thu nạp lên. Cái này làm cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Thị huyết lão tổ ngươi đây là ý gì? Đằng xà thanh âm lạnh băng xuống dưới. Cạc cạc cạc, quên nói cho ngươi, các ngươi nhân yêu thêm cùng nhau, chính là 4 cái, mà bản thân lại chỉ thu ngươi một cái thần thạch, bọn họ 3 cái còn phải cấp bản thân bổ thượng 30 vạn thượng phẩm thần thạch mới có thể tha các ngươi qua đi. Giờ phút này lại là thị huyết lão tổ thanh âm lại lần nữa vang lên, tràn ngập diễn ngược. Dương Nghị Vân sắc mặt âm trầm đều phải tích ra thủy tới, hắn xem như minh bạch. Cái này thì huyết lão tổ là lòng tham không đủ. Vân tử xem ra muốn chém giết, là ta xem nhẹ vĩnh hằng thần giới thần linh tham lam. Ngọc Lả lướt mang theo xin lỗi cười khổ, Dương Nghị Vân ngay từ đầu liền phải tạc nứt, là nàng khuyên bảo nhịn xuống, không nghĩ phát sinh xung đột, kết quả vẫn là đã xảy ra. Hiện tại mọi người đều minh bạch, cái này thì huyết lão tổ là thật lòng tham, có lẽ căn bản liền không nghĩ tới thả bọn họ mấy cái qua đi. Cái này khen ngược. Trực tiếp đi vào thị huyết lão tổ bụi gai vây quanh chung, bọn họ mấy cái đã đi rồi hơn 1.000 mét, xem như thâm nhập hổ gầm ổ sói. Dương Nghị Vân nghe được Ngọc Lả lướt xin lỗi, nhưng thật ra nhếch miệng cười nói, không thể trách ngươi, cũng là ta đại ý, lại nói cái này lão yêu quái sớm đã có sở đồ, sớm hay muộn đều phải đánh một trận, ta đã sớm khó chịu, cái này cũng hảo, đại gia phóng hỏa thiêu chết hắn, làm hắn lòng tham. Nói chuyện chung Dương Nghị Vân trong lòng vừa động toàn thân pháp lực phát ra hình thành phòng ngự, ngăn cản chủ đỉnh đầu thu nạp mà đến bụi gai đằng. Ầm ầm ầm, liên tiếp 3 tiếng, Ngọc Lả lướt, đằng xa, thổ tinh nguyên đều mở ra phòng ngự ngăn cản bụi gai đằng. Này đó bụi gai dây mây tuy rằng rậm rạp nhìn đáng sợ, nhưng ít ra hiện tại xem ra đối bọn họ mấy cái còn không có cái gì quá lớn uy hiếp ta. Thị huyết lão tổ đúng không? Hành, tiểu gia hôm nay đảo cũng nhìn xem. Người một gốc cây thụ yêu có thể phiên khởi cái gì bọt sóng tới, đừng nói không thần thạch, cho dù có hôm nay một viên cũng sẽ không cho ngươi. Nguyên bản như là ngươi thu 10 vạn thượng phẩm thần thạch, có thể làm chúng ta quá sơn đảo cũng liền thôi, không nghĩ tới ngươi lòng tham vượt qua ta tưởng tượng, cũng hảo, một khi đã như vậy vậy đem ăn vào đi cho ta nhổ ra. Dương Nghị Vân cười lạnh. Cạc cạc cạc, tiểu bối ngươi chính là cá nhân tộc mà thôi, nếu ngươi là khai thiên tích địa ra đời cổ xưa nhân tộc. Có lẽ bản thân còn sẽ kiêng kỵ ngươi vài phần, đáng tiếc ngươi không phải, nói thật bản thân đến thật đúng là tưởng nếm thử nhân tộc huyết tư vị, rất lâu sau đó không nếm đến qua, ha 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 ha. Thị huyết lão tổ bản tính hoàn toàn bại lộ ra tới, không kiêng nể gì mà cười.
lời nói bên trong căn bản liền không đem Dương Nghị Vân mấy cái để vào mắt. Mà Dương Nghị Vân lại là nghe được một cái khai thiên tích địa ra đời cổ nhân tộc, như thế mới mẻ tin tức, nói cách khác Vĩnh Hằng thần giới trước kia là có nhân tộc, nhưng lại cổ xưa nhân tộc. Còn có nghe thị huyết lão tổ ý tứ, cắn nuốt qua nhân tộc, hiện tại lại muốn cắn nuốt bọn họ mấy cái. Chuẩn xác mà nói là hắn cùng Ngọc Lả Lướt đi, chỉ có hắn cùng Ngọc Lả Lướt là nhân tộc, đến nỗi thổ tinh nguyên cùng đằng xà sợ chỉ là mang thêm phẩm. Cái này lão yêu quái quả thực không phải cái gì thứ tốt, là cái tà ác vô cùng lão yêu. Muốn ăn ta, người cũng không sợ băng rớt người răng hàm. Dương Nghị Vân cười lạnh, bất quá hắn nội tâm xác thật đề cao cảnh giác, nếu cái này lão yêu quái dám không kiêng nể gì tuyên bố, kia tất nhiên sẽ có chút bản lĩnh, nội tâm báo cho chính mình, trăm triệu không thể đại ý. Cho tới bây giờ, bọn họ mấy cái đều không có nhìn đến cái này lão yêu quái chân thân, cũng không biết là cái gì tu vi, nói thật vẫn là có lo lắng. Cùng lão yêu đấu võ mồm hết sức Dương Nghị Vân nhìn thoáng qua Ngọc Lả Lướt. Giờ phút này Ngọc Lả Lướt lại là không biết khi nào nhắm lại hai mắt, quanh thân có sinh mệnh hơi thở phát ra, Dương Nghị Vân nhớ tới thỏ ra đối Ngọc Lả Lướt đánh giá, nói Ngọc Lả Lướt có Lả Lướt chi tâm, trời sinh đối một ít sự vật có biết trước chi lực. Hắn một chút liền nghĩ tới Ngọc Lả Lướt là đang tìm kiếm thị huyết lão yêu bản thể nơi. Vốn dĩ muốn động thủ, lúc này lại là nghĩ lại kéo dài một chút, hy vọng có thể làm Ngọc Lả Lướt tìm được thị huyết lão yêu bản thể, chỉ cần tìm được thị huyết lão yêu bản thể liền có thể nghĩ cách giết hắn. Ở Dương Nghị Vân cảm giác chung, là thị huyết lão yêu hẳn là cường đại, nhưng cũng cường đại không đến chỗ nào đi. Nghĩ đến đây Dương Nghị Vân vừa định xuất khẩu lại đi kéo dài một thời gian, ai biết lúc này đằng xà lại làm yêu. Qua nha nha, thị huyết lão yêu bản thần hôm nay muốn đem ngươi đốt thành cho tẫn. Đằng xà bão nổi, tại đây hóa xem ra nó bị thị huyết lão yêu chơi. Trên thực tế thật là bị chơi. Đằng xà nội thần thú, này nhất tộc ra đời khai thiên tích địa, huy hoàng với hồng hoang thời đại, không nói là đứng đầu thần thú chi liệt, nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường, thần thú có thần thú tôn nghiêm. Đặc biệt là ở Dương Nghị Vân cái này chủ nhân trước mặt, vốn là tranh công. Nhưng hiện tại công không chỉ có không có, còn liên lụy đại gia bị thị huyết lão yêu cấp vây khốn. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Tê tê, giống. Đằng xà tức giận. Đồ lưỡi rắn hí vang lúc sau, lại là phát ra một tiếng kinh thiên động địa giống giận. Toàn thân thần quang đại tác phẩm, mỗi một mảnh lân giáp thượng khắc văn lưu động lóng lánh dựng lên. Thần quang chói mắt chung lại là thân hình không ngừng bắt đầu biến đại. Nguyên bản lột xác lúc sau hóa thành mấy mét thân hình, giờ phút này giống giận bay lên chung cơ hồ là đón gió mà trương, nháy mắt từ màn hào quang chung sông ra ngoài, ở giữa không chung, hóa thành một cái cây số chi lớn lên thân hình, che trời, yêu thần khí tức uy áp như sơn như hải. Giống giống, đằng xà chi giống khí thế kinh thiên. Làm Dương Nghị Vân vốn dĩ tưởng mắng một câu ngu xuẩn, đừng quấy dày Ngọc Lả Lướt tìm lão yêu bản thể nói, lại ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Nháy mắt. Đằng xà xoay quanh ở phía chân trời, giống giận qua sau, há mồm dưới, đối với phía dưới bụi gai rừng rậm hộc ra từng đạo lại thô lại lớn lên ngọn lửa. Ầm vang, ngọn lửa dưới, bụi gai rừng rậm trực tiếp hóa thành hôi yên, diện tích lan đến hơn 1.000 mét phạm vi. Dương Nghị Vân tức khắc mừng rỡ, lẩm bẩm, không thể tưởng được thứ này thực lực tăng lên lúc sau, thật đúng là không thể coi thường, thật sự có thể phun lửa diễm a. Ầm ầm ầm, đằng xà ở thiên. Từng đạo ngọn lửa phun trào đi xuống, bọn họ nơi ngọn núi đều biến thành trụi lùi, lộ ra cháy đen bùn đất. Ước chừng vài phút không ngừng nghỉ phun hỏa lúc sau, đằng xa mới dừng lại, xoay quanh ở giữa không trung, mang theo vô thượng chi uy mở miệng nói, xem bổn đại gia thiêu bất tử ngươi. Ra một hơi, thiêu một cả tòa thượng chỉ bụi gai dây mây, thứ này bệnh cũ lại tái phát, có chút đắc ý lên. Nhưng Dương Nghị Vân lại là có cảm, thị huyết lão yêu không như vậy dễ đối phó. Rốt cuộc đằng xà thiêu hủy chỉ có thể xem như một ít thị huyết lão yêu dây mây mà thôi, không tìm ra bản thể chém giết, thương không đến lão yêu căn bản. Trong lòng mới vừa nghĩ như vậy gặp thời chờ, ngay sau đó quả nhiên có đại biến. Nháy mắt công phu, bốn phương tám hướng bụi gai đằng như hải triều giống nhau lại lần nữa cuốn tịch mà đến. Nguyên bản bị đằng xà thiêu quang ngọn núi, khoảnh khắc thời gian đã bị cuốn tịch. Trọng điểm là này đó bụi gai lần này trực tiếp xông lên phía chân trời, đối với đằng xà cuốn tịch. Giống như một chương che trời đại võng, muốn đem đằng xà dài đến hơn 1.000 mét thân hình cấp một võng bao vây. Đồng thời vang lên thị huyết lão tổ cười lạnh thanh, liền như vậy điểm bản lĩnh mà thôi, cấp bản thần cào ngứa đều không đủ,
hiện tại bản thần tựa như cắn nuốt ngươi này tiểu trùng, hừ. Nghe thị huyết lão tổ nói chuyện, Dương Nghị Vân trong lòng ngưng trọng, hắn đoán được không sai, thị huyết lão tổ bản thể quá mức khổng lồ, đằng xa tuy rằng phun lửa thiêu hủy một đỉnh núi bụi gai đằng, nhưng ở thị huyết lão yêu nơi này, nhiều nhất xem như thiêu hủy một ít cành, chỉ thế mà thôi. Kéo dài ngàn dặm núi non, vô số ngọn núi trải rộng bụi gai dây mây, tất cả đều thị huyết lão yêu bụi gai đằng, tổn thất như vậy điểm không ảnh hưởng toàn cục, hoặc là nói thương không đến hắn bản thể, căn bản vô dụng. Hơn nữa nhìn qua, thị huyết lão yêu bụi gai dây mây tùy thời tùy chỗ đều có thể một lần nữa sinh trưởng ra tới, bực này với có được không gì sánh kịp phòng ngự. Thật là không hảo sống chung. Chỉ có thể tìm được bản thể mới có thể phá khốn cục, nếu không bọn họ mấy cái háo đều phải bị thị huyết lão yêu cấp háo chết không thể. Thị huyết lão yêu hừ lạnh chung, bốn phương tám hướng bụi gai đằng hướng về đằng xà che trời lấp đất mà đi. Như là quát gió to giống nhau thanh âm vang vọng toàn bộ phía chân trời, vô số bụi gai dây mây là lập lòe thần quang, giờ phút này lại là như đoạt mệnh roi dài, phải cho đằng xà khó coi. Lần này là thị huyết lão yêu chủ động công kích, tự nhiên không giống người thường. Bất quá đằng xà cũng không phải dễ chọc, hóa thân cây số chi khu, toàn thân lân giáp khắc văn lập lòe, yêu khí bức người, tản ra uy áp, lại cũng không thể khinh thường. Đương nhiên chân chính như thế nào, đánh quá mới biết được. Đằng xà hiện tại tốt xấu thân thể có thể so với thần đế, Dương Nghị Vân nghĩ đến hẳn là không như vậy nhược, cho nên không sốt ruột ra tay, hắn muốn nhìn một chút đằng xà cùng thị huyết lão yêu chém giết, có thể hay không tìm ra lão yêu quái bản thể tới, tuy rằng Ngọc Lả Lướt còn đang tìm kiếm. Nhưng hắn cũng không nghĩ làm chờ không phải. Thực mau đằng xà phản kích cũng bắt đầu rồi, không có ngồi chờ chết. Giống. Tiếng giống giận rung trời. Đối mặt bốn phương tám hướng cuốn tịch mà đến bụi gai dây mây, đằng xà tựa hồ cũng không sợ. Một tiếng thét dài lúc sau, há mồm phun lửa, thân hình bơi lội dựng lên, 360 độ xoay quanh phun lửa. Nhìn như so với phía trước ngọn lửa còn muốn uy mãnh nhiều. Đằng xà ngọn lửa thực mau bùng nổ ở thị huyết lão tổ bụi gai thượng, nhưng là lúc này đây lại là làm Dương Nghị Vân chấn động, lại là phát hiện đằng xà ngọn lửa cư nhiên lần này không có đối bụi gai dây mây hình thành uy hiota. Phía trước đằng xà ngọn lửa có thể trực tiếp làm bụi gai dây mây hóa thành cho phi, lần này trực tiếp không nhạy. Ngọn lửa ở bụi gai dây mây thượng, chỉ nhìn đến bụi gai dây mây xích quang đại tác phẩm, thực nhẹ nhàng liền ngăn cản ở đằng xà ngọn lửa. Ngay sau đó tốc độ không giảm, như cũ cuốn tịch hướng về phía đằng xà. Giống. Đằng xà giống giận, tựa hồ cũng bị hoảng sợ. Nhưng cái này đã không còn kịp rồi, ngay lập tức hết sức che trời lấp đất bụi gai dây mây liền bao phủ ở đằng thân rắn thượng, nhìn qua trực tiếp đem đằng thụ khổng lồ vô cùng thân hình cấp bao phủ. Chủ nhân ta đi hỗ trợ. Thổ Tinh Nguyên lo lắng mở miệng. Dương Nghị Vân lắc đầu nói, trước không vội đang xem, đằng xà không có như vậy nhược. Đối với Thổ Tinh Nguyên cái nhìn đại cục, Dương Nghị Vân vẫn là thực vui mừng, ít nhất biết chi viện đằng xà, điểm này thực không tồi. Về phương diện khác bọn họ ba cái nơi ở bốn phía cũng là bụi gai dây mây, chẳng qua thả ra pháp lực hình thành màn hào quang phòng ngự, tạm thời không có việc gì. Đương nhiên cũng là giờ phút này thì huyết lão yêu cùng đằng xà ở đấu pháp đánh giá là còn không có tinh lực đối phó bọn họ, nếu không Dương Nghị Vân tin tưởng giờ phút này hắn cùng Ngọc Lả Lướt hơn nữa Thổ Tinh Nguyên ba cái sẽ không như thế nhẹ nhàng. Vẫn là nhìn xem đằng xà thứ này sức chiến đấu tình huống lại nói. Nghĩ đến đằng xà sẽ không như vậy bất kham, tốt xấu đi chính là tu luyện thân thể đại đạo, đều đã tu tới rồi hồng hoang thân thể giai đoạn, không sẽ như vậy nhược. Quả nhiên đang lúc Dương Nghị Vân cùng Thổ Tinh Nguyên nói chuyện hết sức, chỉ nghe phía chân trời phía trên phát ra tới từng tiếng nặng nề tiếng gầm rú. Ầm ầm ầm. Dương Nghị Vân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bao vây này đằng xà bụi gai dây mây bỗng nhiên đem tạc nứt. Bảy màu thần quang lộng lẫy vô cùng. Đồng thời cùng với đằng xà thét dài. Bụi gai dây mây hiển nhiên bị đằng xà bùng nổ, cấp phá hủy. Không đủ. Ngay sau đó Dương Nghị Vân như cũ là mày co chặt. Bởi vì hắn nhìn đến, đằng xà lần này bùng nổ, lại cũng hữu hạn, nhiều nhất là phá hủy bao vây ở trên người hắn bụi gai. Nhưng này đó bụi gai dây mây là từ xa xôi nơi núi non mà đến, xông thẳng phía chân trời, lần này gần phá hủy chính là một bộ phận. Thật giống như là một gốc cây cỏ dại, tổn thương một ít thảo tiêm, chỉ cần căn tử không có bị tổn hại, liền căn bản không có gì sự. Quanh một chút thanh lúc sau, đằng xà khổng lồ vô cùng là thân hình một lần nữa xoay quanh ở phía chân trời thượng. Nhưng thị huyết lão tổ cười lạnh thanh lại lần nữa vang lên, ha ha, bản thân bản thể bụi gai vô cùng vô tận,
lại là không biết ngươi có thể xem bao lâu. Dương Nghị Vân sau khi nghe được, trong lòng cả kinh, thầm nghĩ, quả nhiên như thế. Giống giống, lão yêu quái chớ có cản rỡ, xem ra ra đem ngươi nhổ tận gốc. Phía chân trời phía trên đằng xà giận dữ, một tiếng thét dài lúc sau, miệng phun ngọn lửa, đối với phía dưới núi non trải rộng bụi gai chi đằng triển khai điên cuồng công kích, đồng thời vô cùng thật lớn thân hình bắt đầu quay cuồng, bơi lội lên, thật dài thật lớn cái đuôi, bảy màu thần quang bùng nổ dưới, đằng xà thần long bái vĩ hung hăng quất đánh đi xuống. Ầm ầm ầm, đại địa chấn động, như động đất. Một kích dưới một đỉnh núi hóa thành cho tẫn. Lần này công kích đích xác cường đại. Nhưng tương đối kéo dài hơn ngàn dặm bụi gai núi non, phá hủy sẽ làm ngọn núi bụi gai dây mây tựa hồ không nhiều lắm tác dụng. Nhưng mà đằng xà phản kích mãnh liệt vô cùng, phun lửa dưới, cái đuôi đối với từng tòa ngọn núi trực tiếp nghiền áp qua đi, dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức, nếu tìm không thấy thì huyết lão tổ bản thể, vậy hoành đẩy mà đi, đem hơn ngàn dặm núi non đều cấp hủy diệt, xem ngươi lão yêu quái bản thể ra không ra, xem ngươi còn có thể đảm nhiên. Ầm ầm ầm. Dung trời nổ vang không ngừng vang vọng thiên địa. Đằng xà bay lên ở phía chân trời, như điên cuồng giống nhau bùng nổ, hủy diệt rồi mấy chục tòa sơn phong, cũng đại biểu hủy diệt rồi mấy chục tòa sơn phong bụi gai dây mây. Thị huyết lão tổ bụi gai dây mây liền tính là thật sự cuồn cuộn không ngừng, nhưng nếu là thật như vậy đi xuống, sợ cũng chịu không nổi. Dương Nghị Vân mừng rỡ lẩm bẩm, đằng xà biện pháp này tuy rằng bổn điểm, nhưng lại đơn giản hữu hiệu, chỉ cần đem thị huyết lão yêu bức nóng này. Tất nhiên sẽ lộ ra dấu vết, đến lúc đó tìm bản thể liền có huyền tác đi. Mới vừa nói như vậy lời nói hết sức, lại là khóe mắt nhìn đến có một cái đỏ đậm vô cùng quang mang từ một đỉnh núi trong vòng bùng nổ mà đi, hồng yêu dị chói mắt, cũng vô cùng thô tráng, trực tiếp đạt tới 3 mét thô tráng bụi gai, lóng lánh đỏ như máu vầng sáng phóng lên cao, khí thế như hồng, mặt trên gai ngược đều đạt tới nửa thước tả hữu, nhìn đều khiếp người, lại là trực tiếp đối với đằng xà quất đánh mà đi. Liền tại đây một khắc ngọc lả lướt bỗng nhiên mở hai mắt nói, cảm nhận được, chiều nam 7-8 dặm, hơi thở thật lớn, hẳn là chính là bản thể nơi, hiện tại xuất hiện này bụi gai, chính là thị huyết lão tổ bản mạng bụi gai trong đó một cái, chúng ta cùng nhau thượng, đằng xà ngăn không được. Ngọc lả lướt sốt cuộc kết thúc, cũng biểu thị nàng tìm được rồi thị huyết lão yêu nơi. Nghe được nàng nhanh chóng nói ra những lời này, Dương Nghị Vân cũng cùng thổ tinh nguyên đồng thời mà động. Giờ phút này ngọc lả lướt lại là đã xông lên phía chân trời. Ba người trước sau thẳng đến đằng xà mà đi. Mà phía chân trời phía trên, kia đỏ như máu chói mắt bụi gai chi đằng đã hung hăng quất đánh hướng về phía đằng xà. Giống. Đằng xà lại cũng chút nào không sợ, giống giận chung hơn 1.000 mét thân hình xoay quanh dưới, hung hăng một kích thần long bái vĩ, lại là trực tiếp đón đi lên cùng này một cái bụi gai cứng đối cứng. Đằng xà không thể. Dương Nghị Vân nghe được quá ngọc lả lướt nói này một cái bụi gai chính là thị huyết lão yêu bản mạng bụi gai dây mây chi nhất, tất nhiên không thể khinh thường, hắn sợ đằng xà có hại. Nhưng đằng xà thứ này lại là không để ý đến, hoặc là nói là tên đã trên dây không thể không phát, trực tiếp giao phong. Toàn bộ phía chân trời phía trên, xuất hiện vô cùng đồ sộ một màn. Hơn 1.000 mét đỏ đậm bụi gai chi đằng cùng hơn 1.000 mét đằng đuôi rắn chạm vào nhau giao phong ở cùng nhau. Oanh! Kinh thiên động địa thanh âm vang vọng thiên địa chi gian. Giống. Dây tiếp theo lại là đằng xà phát ra một tiếng ăn đau thanh. Toàn bộ phía chân trời đều bộc phát ra một đạo mắt thường có thể thấy được năng lượng dao động, đỏ đậm bụi gai chi đằng quang mang ảm đạm một ít, này một kích cũng đủ để thuyết minh đằng xà thực lực không kém. Nhưng nói đến cùng, cùng thị huyết lão yêu chi gian là có chênh lệch. Không nghĩ tới chính là, đằng xà một chút bị đỏ đậm bụi gai chi đằng cấp quấn lên. Có thể phát ra một tiếng ăn đau, một chút đều không kỳ quái. Bởi vì này là thị huyết lão yêu bản mạng bụi gai chi đằng, những cái đó gai ngược bị chát ở trên người nhất định, rất đau. Quả nhiên Dương Nghị Vân phi thăng mà thượng thời điểm, thấy được đỏ đậm bụi gai gai ngược đâm thủng đằng xà bản thể. Từ điểm này thượng xem, thị huyết lão yêu đích xác cường đại. Ít nhất so đằng xà cái này có thể so với sơ cấp thần đế cường đại hơn nhiều. Vân tử động thủ. Ngọc lả lướt khẽ quát một tiếng, trong tay quang mang lập lòe, xuất hiện năm đó mới vào vĩnh hằng thần giới được đến kia căn rễ cây, cách thật xa thúc dục dưới, bộc phát ra một đạo lộng lẫy lục quang, ước chừng mấy chục mét công kích đỏ đậm bụi gai. Dương Nghị Vân trong tay đồ long kiếm xuất hiện, trong lòng vừa động toàn thân khiếu huyệt đại động, trong huyết mạch máu đều tại đây một khắc sôi trào lưu động, bên ngoài thân xuất hiện tử kim ánh sáng, đây là đơn thuần thân thể lực lượng,
độ nhập đồ long kiếm sau, kiếm khí kiếm minh. Ong ong, phong chi lực, chảm. Dương Nghị Vân bạo giống dưới, nhất kiếm mà ra, quanh thân thiên địa phong thuộc tính năng lượng hình thành thật lớn lốc xoáy ở bốn phía. Đây là hắn lần đầu tiên đơn hướng lấy mà thể phong thuộc tính nói thụ làm lôi kéo, cảm giác thiên địa chi lực, hội tụ phong thuộc tính lực lượng, làm một cái thiên địa đại thế, thêm vào ở đồ long kiếm thượng. Mà trung tâm chi lực là hắn thúc dục thân thể chi lực, hoặc là nói đây là thân thể hồng hoang chi lực, thuần tịnh lực lượng là chủ công kích. Nhất kiếm chém ra, kiếm khí tung hoành, chỉ có một trượng trường kiếm khí, nhưng này một đạo kiếm khí lại là ngân quang lộng lẫy như đại ngày liệt dương ánh sáng giống nhau lóa mắt. Hơn nữa cái này cũng chưa tính xong, phong thuộc tính nói thụ chi lực lôi kéo dưới hình thành thiên địa sức gió hội tụ dựng lên, hóa thành hôm nay nhất kiếm, vài trăm thước chi trường, kiếm khí bức người. Một chảm mà đi. So sánh với Dương Nghị Vân cùng Ngọc Lả Lướt xuất kích, Thổ Tinh Nguyên một kích liền có vẻ keo kiệt nhiều, cũng không biết hắn niệm động cái gì pháp chú, đôi tay kết ấn lúc sau, một đạo thổ hoàng sắc mũi tên nhọn bay đi ra ngoài, tia chớp giống nhau nổ bắn ra hướng đỏ đậm bụi gai chi đằng. Ba người công kích cơ hồ không hẹn mà cùng công kích ở thị huyết lão yêu bản mạng bụi gai thượng. Ầm ầm ầm. A! À. Ở thành nặng nề chung, một tiếng ăn đau vang vọng bốn phương tám hướng. Nghe tới già nua quái dị, thực hiển nhiên là thị huyết lão yêu tiếng kêu thảm thiết. Chi gian Dương Nghị Vân ba cái công kích rất có ăn ý dừng ở cùng chỗ. Lại là ở trực tiếp đem thị huyết lão yêu này bụi gai chi đằng cấp chặt đứt. Lúc sau, nửa thanh đỏ đậm vô cùng bụi gai chi đằng nhanh chóng co rút lại trở về mặt đất, lại là biến mất ở đại địa thượng. Giữa không trung đằng xà như cũng bị non nửa điều bụi gai chi đằng quấn quanh, bất quá ở Dương Nghị Vân cùng Ngọc Lả Lướt hơn nữa Thổ Tinh Nguyên chặt đứt nửa thanh lúc sau, đằng xà thét dài toàn thân thần quang bùng nổ lúc sau, rốt cuộc tránh thoát quấn quanh trong người nửa thanh đỏ đậm bụi gai, một trương miệng phun ra ngọn lửa trực tiếp đem chi thiêu thành cho tàn. Dương Nghị Vân vừa thấy, còn có thể đánh trả, thuyết minh đằng xà thương thế vấn đề không lớn. Bất quá, lúc sau lại là hơn 1.000 mét thật lớn thân hình nhanh chóng uể oải, khôi phục tới rồi 8-9 mễ nguyên lai bộ dáng, này một kích cũng thuyết minh đằng xà có hại. Rốt cuộc phía trước đằng xà chính mình đều nói qua thị huyết lão yêu bụi gai gai ngược có cắn nuốt tinh huyết quỷ dị hơn nữa có độc. Truy, Ngọc Lả Lướt thấy đằng xà thoát vây, vội vàng sở lời nói, nhảy xuống, trực tiếp hướng về đỏ đậm bụi gai biến mất ngọn núi mà đi. Ầm ầm ầm, ở nàng phi rơi xuống đi thời điểm. Trong tay rễ cây múa may dưới, mãn sơn tầm thường bụi gai chi đằng bị nàng rửa sạch một cái chạy nhanh. Dương Nghị Vân trừng mắt nhìn đằng xà liếc mắt một cái nói, không chết được liền theo kịp, không hề tùy tiện ra tay. Nói xong, trực tiếp bay đi xuống. Đằng xà trong lòng cả người đều ở phát run, thật là nó lỗ mãng kết quả, trong cơ thể giờ phút này kỳ thật đã trúng độc, chẳng qua ở cường trống. Không dám nói lời nào, cùng Thổ Tinh Nguyên đuổi theo đi xuống. Dương Nghị Vân dừng ở Ngọc Lả Lướt bên người, lại là phát hiện Ngọc Lả Lướt cau mày nhìn bốn phía. Lả Lướt tỉ tỉ thế nào? Hắn hỏi. Biến mất, một chút hơi thở cùng dấu vết đều không có lưu lại, vốn dĩ nghĩ theo này thì huyết lão yêu bản mạng bụi gai truy tung mà đi, tìm được hắn bản thể, hiện tại xem ra không hảo tìm. Ngọc Lả Lướt sâu kín mở miệng. Ngươi không phải phía trước nói, phát hiện lão yêu bản thể lại 700 dặm ở ngoài sao, chúng ta trực tiếp đi tìm đi không được sao? Dương Nghị Vân nói, Ngọc Lả Lướt lắc đầu, ta phía trước chỉ là cảm ứng được đại khái phương hướng, chung quy vẫn là hắn ra tới một cái bản mạng bụi gai chi đằng nguyên nhân, hiện tại lão yêu ăn mệt, bị chúng ta chặt đứt nửa thanh bản mạng chi đằng, sợ là đã có cảnh giác, sẽ không ở một chỗ đợi. Kế tiếp chúng ta phải cẩn thận, thị huyết lão yêu sợ là sẽ âm thầm bắt đầu đánh lén chúng ta, nếu không tìm đến bản thể, chúng ta sẽ bị háo chết, tấn công này đó bình thường bụi gai không có có. Nhưng lại có thể cuồn cuộn không ngừng cho chúng ta tạo thành quấy dày, nếu muốn biện pháp tìm được thị huyết lão yêu bản thể mới được, bất quá lão yêu bộ dễ trốn vào đại địa chung, lại là không hảo tìm. Chủ nhân, Lả Lướt pháp thần có lẽ ta có thể thử xem. Đúng lúc này Thổ Tinh Nguyên đã đi tới nói chuyện. Dương Nghị Vân quay đầu nhìn lại, đằng xà thứ này héo úa ủ rũ đi theo Thổ Tinh Nguyên phía sau, đầu ở lung lay, thoạt nhìn tùy thời sẽ ngất xỉu đi, mặt khác hắn biết đằng xà là trúng độc. Cần thiết muốn tìm được thị huyết lão yêu mới có thể giải độc, hắn cùng đằng xà chi gian có cảm ứng, thực thanh thô đằng xà trong cơ thể bị bụi gai gai ngược đã đâm độc tố là cỡ nào lợi hại, ít nhất hắn không có biện pháp. Cho nên cần thiết muốn tìm được thị huyết lão yêu, mà Thổ Tinh Nguyên nói, lại là làm hắn ánh mắt sáng lên, lúc này nhớ tới Thổ Tinh Nguyên thiên phú vốn chính là trời sinh thao tác bùn đất đại địa chủ nhân.
nhưng có nắm chắc, Dương Nghị Vân ánh mắt sáng lên hỏi. Thổ Tinh Nguyên gật gật đầu nói, chủ nhân có. Hảo, kế tiếp xem ngươi, mau chóng tìm, đằng xà thứ này độc chờ không được nhiều thời gian dài. Dương Nghị Vân nói. Ngọc Lả lướt đi đến lung lay sắp đổ đằng thân rắn biên nói, thả từ từ, ta nhìn xem. Ngọc Lả lướt đi đến đằng thân rắn trước nhìn thoáng qua, vung tay lên một đạo màu xanh lục quang mang tiến vào đằng xà trong cơ thể. Thực thần kỳ chính là, héo úa ủ rũ đằng xà tức khắc cả người chấn động, một chút liền tinh thần rất nhiều. Trong cơ thể chi độc đích xác thực bá đạo, ta giải không được, chỉ có thể ngăn chặn, vẫn là muốn tìm được thị huyết lão yêu giải độc mới được. Ngọc Lả lướt nói. Đằng xà vừa rồi uể oải không phấn chấn, lúc này dễ chịu rất nhiều, vội vàng nói lời cảm tạ, đa tạ Lả lướt pháp thần, ta nhất định phải đem lão yêu quái nhổ tận gốc. Được rồi đi ngươi, từ giờ trở đi hết thảy nghe ta mệnh lệnh, đừng ở lỗ mãng ra chuyện xấu, dựa ngươi một cái lấy đến thị huyết lão yêu. Dương Nghị Vân trợn trắng mắt. Đằng xà một trận nghẹn lời, thật là hắn quá mức lỗ mãng, lại muốn coi thường thị huyết lão tổ, nếu không cũng sẽ không thiệt thòi lớn, bị Dương Nghị Vân răn dậy. Giờ phút này vô lực phản bác, chỉ có thể kéo xuống đầu. Dương Nghị Vân xem thứ này kéo xuống đầu, lại cũng không tốt ở nói cái gì, nói đến cùng kỳ thật vẫn là đằng xà dám đánh làm sát, xông vào phía trước, cách làm không sai, ngẫm lại cũng không thể đả kích thứ này lòng tự tin. Mở miệng nói, kế tiếp đi theo chúng ta phía sau, đừng ở có hại, đầu tiên muốn đem ngươi trong cơ thể độc giải trừ rớt, báo thủ sự hắn lão yêu trốn không thoát. Đằng xà cái này yên tâm. Nghe được ra tới chủ nhân như cũ quan tâm hắn, cười hắc hắc liên tục gật đầu nói, đã biết chủ nhân. Kế tiếp Dương Nghị Vân đối với Thổ Tinh Nguyên gật gật đầu nói, bắt đầu đi. Hắn biết Thổ Tinh Nguyên có chính mình biện pháp, lại cũng không hỏi nhiều. Là, Thổ Tinh Nguyên xưng là sau, đứng ở tại chỗ, tay véo pháp quyết, trong miệng nhắc mãi lên, phát ra thực đoan mịt mờ mật chú. Một lát sau, chỉ nghe Thổ Tinh trong miệng phát ra một tiếng quát nhẹ thái. Ngay sau đó một dậm chân, toàn bộ đại địa đều vì này chấn động. Oanh, răng rắc, ầm ầm ầm, bọn họ mấy cái nơi ngọn núi đại địa đều bắt đầu run rẩy. Động tính càng lúc càng lớn. Ngay sau đó lại là Thổ Tinh Nguyên phía trước, cũng chân thật hắn dậm chân nơi, răng rắc một tiếng nứt ra rồi một cái thật lớn vô cùng vết rách. Này cái khe càng lúc càng lớn, trực tiếp kéo dài đi ra ngoài. Ầm 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 chấn động dưới. Lại là không biết kéo dài đi ra ngoài rất xa. Có lẽ là mấy chục dặm, lại hoặc là mấy trăm dặm. Suốt rằng có vài phút, loại này đại địa chấn động thanh âm mới dừng lại tới. Dương Nghị Vân cùng Ngọc Lả lướt ba cái vừa thấy, lại là xuất hiện một cái thật lớn vô cùng hồng câu, quả thực như là điều đại hẻm núi giống nhau, lại thâm lại trường. Lúc này Thổ Tinh Nguyên mới dừng lại mở miệng nói, chủ nhân tìm được rồi, 600 hơn dặm ở ngoài, một chỗ ngầm năng lượng dao động phi thường cường đại. Ta cảm giác chính là thị huyết lão yêu bản thể nơi. Dẫn đường chúng ta tiến đến Dương Nghị Vân đối Thổ Tinh Nguyên lau mắt mà nhìn, Thổ Tinh Nguyên trời sinh thiên phú thao tác bùn đất đại địa thật đúng là không phải thổi. Đương nhiên thổ thuộc tính lực lượng cùng thao tác bùn đất đại địa đó là hai việc khác nhau. Theo sau ở Thổ Tinh Nguyên dẫn dắt hạ, trực tiếp nhảy vào thật lớn hồng câu chung. Cư nhiên thâm nhập ngầm 100 mét đa tài rơi xuống đất. Dương Nghị Vân trong lòng âm thầm líu lưỡi. Thật đúng là coi thường Thổ Tinh Nguyên thứ này. Liền như vậy một dậm chân một cái đại địa cái khe liền hóa thành đại hẻm núi, không thể không nói thực sự có điểm năng lực. Đương nhiên từ điểm này thượng, đối với thần giới sinh linh cũng không thể đơn thuần lấy tu vi cảnh giới đi cân nhắc hắn bản lĩnh năng lực. Thổ Tinh Nguyên chính là tốt nhất ví dụ. Ở đại địa dưới, Thổ Tinh Nguyên quả thực chính là tinh linh, phía trước dẫn đường hóa thành một đạo thần quang, nơi đi qua, bất bình chỉnh bùn đất mở ra tới rồi hai sườn. Ngạnh sinh sinh dưới mặt đất 100 mét một khe lớn sáng lập ra một cái san bằng chống trải quốc lộ, làm đoàn người tốc độ cao nhất chạy vội đều không có bất luận cái gì trở ngại. Nguyên bản Dương Nghị Vân còn lo lắng, bụi gai chi đằng trở về quấy nhiễu, nhưng Thổ Tinh Nguyên lại hào khí nói, chủ nhân đừng lo, ta chuyên môn sáng lập này đại đạo, thâm nhập ngầm hơn 100 mễ sâu, chính là vì phòng ngừa mặt trên những cái đó bụi gai quấy nhiễu. Quả nhiên này một đường đi tới, rõ ràng nhìn đến một khe lớn nối thẳng mặt đất. Nhưng những cái đó bụi gai cảnh chính là không xuống dưới công kích bọn họ, không hề nghi ngờ là Thổ Tinh Nguyên thi pháp. Sau nửa canh giờ, phía trước hồng quang mơ hồ xuất hiện. Trong giây lát Thổ Tinh Nguyên dừng lại. Dương Nghị Vân đám người cũng đều ngừng ở Thổ Tinh Nguyên phía sau. Lại là xuất hiện một đạo đỏ đậm quầng sáng. Đỏ đậm ánh sáng lóa mắt vô cùng. Chủ nhân tới rồi,
là kết giới, bên trong hẳn là chính là thị huyết lão tổ bản thể nơi. Thổ tinh nguyên mở miệng. Thật là kết giới, xem ta phá nó. Dương Nghị Vân hơn 1000 trực tiếp nâng lên bàn tay, thúc giục càn khôn hổ cắn nuốt. Ngay sau đó toàn bộ kết giới một trận, răng rắc một tiếng lại là trực tiếp tiêu tán. Ngay sau đó đại gia trong tầm mắt xuất hiện một cái cự đại mà hạ không gian. Nơi xa đỏ đậm ánh sáng lóa mắt, tất cả mọi người hít hà một hơi. Lại là thấy được một đống lớn đỏ như máu xoay quanh lên bụi gai dây mây. Trung gian tựa hồ là một tôn cao ước thượng 100 mét người. Là, thị huyết lão tổ bản thể đi, đằng xa nhịn không được nói thầm. Ngọc Lả Lướt mở miệng nói, thật là. Lão yêu tựa hồ còn không có phát hiện chúng ta. Dương Nghị Vân nói. Thổ tinh nguyên mở miệng, chủ nhân ta che giấu chúng ta mấy cái hơi thở, ở bùn đất đại địa chung, ta có thể làm được hoàn toàn che giấu hơi thở. Hiện tại vô dụng, kết giới tiêu tán lão yêu tất nhiên sẽ phát hiện. Dương Nghị Vân đôi mắt nhìn chằm chằm 500 mễ ở ngoài thị huyết lão yêu. Giờ phút này bọn họ mấy cái xuất hiện ở thổ tinh nguyên lấy pháp lực sáng lập ra tới thổ cửa động, trong tầm mắt là ước chừng có một cái xem sân bóng thật lớn không gian, bốn phía giải thích bùn đất. Không gian độ cao có 100 mét, mà thị huyết lão tổ còn lại là ở không gian trung ương, nhìn qua hóa thành hình người bộ dáng, đỉnh đầu không gian hoặc là nói sơn động đỉnh chóp, một đám căn đằng còn lại là thâm nhập phía trên ở bùn đất chung, có vô số căn đằng như là tóc giống nhau. Mà ở thị huyết lão yêu bước chân vị trí còn lại là từng điều xoay quanh lên đỏ đậm bụi gai đằng, nhìn kỹ không nhiều không ít vừa lúc 9 điều, trong đó có một cái còn chặt đứt một đoạn, hiển nhiên là bị bọn họ phía trước chặt đứt kia một cái. Đúng lúc này nơi xa thị huyết lão yêu bỗng nhiên đại động. Xôn xao chấn động dưới, lại thấy lão yêu quái chuyển qua thân thể. Ngay sau đó một đôi thật lớn đôi mắt bỗng nhiên mở, hai đại huyết quang nổ bắn ra mà ra, phương hướng đúng là bọn họ nơi. Tản ra. Dương Nghị Vân lớn tiếng một giống. Đại gia vội vàng từ sơn động khẩu nhảy ra đi. Oanh! Một tiếng ầm vang, thổ tinh nguyên sáng lập rời núi động thản nhiên. Mà bọn họ cũng tới rồi thị huyết lão tổ nơi thật lớn không gian bình thản chỗ. Hảo hảo hảo, cư nhiên có thể tìm được bản thân bản thể nơi, các ngươi đảo cũng có chút bản lĩnh, nhưng cũng là các ngươi ngày chết. Thị huyết lão tổ kia già nua khó nghe thanh âm vang lên. Hai bên đối diện. Dương Nghị Vân tiến lên một bước hừ lạnh nói, lão yêu quái, hôm nay ta chờ liền đem ngươi nhổ tận gốc, xem ngươi kiêu ngạo. Cạc cạc cạc, vậy thử xem. Thị huyết lão yêu cười lạnh. Ngay sau đó toàn thân huyết quang lập lòe, chín nhảy đằng điều bụi gai đại động, lại là tại hạ một khắc hiện lên dựng lên, huyết quan trói mắt trung hóa thành chín nhảy huyết sắc chi long. Cẩn thận, lão yêu chín điều bản mạng bụi gai căn đằng hóa hình, cư nhiên là long chi thân, so với ta tưởng tượng muốn khó đối phó. Đừng bị bụi gai căn đằng thương đến. Ngọc Lả Lướt nói chuyện chung, đôi tay kết ấn, một giọt tinh huyết xuất hiện ở chi gian, toàn thân hơi thở bùng nổ. Dương Nghị Vân cũng ngạc nhiên lên, thị huyết lão yêu chín điều bụi gai chi đằng cư nhiên hóa thành chín điều xích long, thật đúng là thật lần đầu tiên nhìn thấy như thế đại yêu. Nói trắng ra là chính là chín điều rễ cây mà thôi, nhưng lại là có thể trở thành chín điều đỏ đậm, không thể không nói là kỳ văn. Đương nhiên này có lẽ chỉ là nhằm vào Dương Nghị Vân mà nói là kỳ văn. Còn đây là lần đầu tiên nhìn đến có thụ yêu có thể thành như thế khí hậu. Ngọc Lả Lướt đều cẩn thận đối đãi lên, lời nói khó đối phó, đủ để thuyết minh vấn đề. Dương Nghị Vân đồ long kiếm trong người, trạng thái cũng điều chỉnh tới rồi tốt nhất, tuy rằng chuẩn bị xuất kích. Ngao! Ngay sau đó một tiếng tiếp theo một tiếng long minh vang vọng dựng lên. Ước chừng chín thanh. Bất quá trong đó có một tiếng nghe được ra tới thực rõ ràng đến như là trung kỳ không đủ giống nhau. Dương Nghị Vân lại là biết chín trong tiếng này một tiếng, vô cùng có khả năng là bị bọn họ chặt đứt một đoạn kia một cái. Này đó đều là thị huyết lão tổ bản mạng bụi gai đằng căn, thực rõ ràng không phải như vậy dễ đối phó. Chín thanh long minh lúc sau, chín điều bụi gai chi đằng hóa thành xích long lượn vòng lên. Mà thị huyết lão tổ bản thể còn lại là tản ra đỏ thắm ánh sáng. Một đôi thật lớn đôi mắt gắt gao nhìn thẳng Dương Nghị Vân đám người. Chết! Thị huyết lão yêu một tiếng bạo giống. Vân tử cẩn thận một chút, Ngọc Lả Lướt nhìn chằm chằm phía trước chín điều đỏ đậm mà đến. Trước sau ở Ngọc Lả Lướt xem ra, Dương Nghị Vân còn hơi kém hơn một chút, nhưng là lo lắng. Hảo, người cũng cẩn thận. Dương Nghị Vân gật đầu đáp ứng, trong lòng cảm động, theo sau lại đối thổ tinh nguyên cùng đằng xà nói, các ngươi hai cái giới cơ hành sự, lẫn nhau phối hợp. Là chủ nhân. Thổ tinh nguyên cùng đằng xà theo tiếng.
Lúc này đối mặt thị huyết lão tổ là muốn bọn họ bốn cái toàn lực ứng phó chém giết. Đối mặt này cây lão yêu, Dương Nghị Vân nheo lại đôi mắt, kỳ thật hắn ở chỗ này thời điểm cũng có cảm thụ, lão yêu hơi thở tựa hồ đều không phải là cái loại này cường đại không thể chiến thắng, thậm chí hắn cảm giác còn không có Ngọc Lả Lướt hơi thở cường đại. Vừa lúc hắn có thể thử xem chính mình tại đây một trận chiến chung thực lực. Được đến bảy màu long lân chung hết thảy, thân thể tu luyện cùng pháp lực chi gian là có thể hoàn mỹ vận chuyển hình thành cường đại lực công kích. Còn nữa Dương Mỗ Nhân lần này lúc sau, như là thông suốt liếc mắt một cái, tầm mắt cùng kiến thức, ở tu luyện chi đạo thượng có một lần rất lớn thăng hoa, tuy rằng xem tu hành cảnh giới hắn là thấp nhất một cái không đến thần đế, nhưng chân chính nếu là chém giết nói, Dương Mỗ Nhân tin tưởng chính mình vẫn là không tồi. Sinh mệnh niết bàn. Đúng lúc này Ngọc Lả Lướt công kích bùng nổ. Ngao ngao ngao. Thị huyết lão tổ lại là chỉ huy chín điều bụi gai chi đằng từng điều đỏ đậm ánh sáng phát ra dưới cũng bạo phát, từ phía tam hoa giống nhau, đối với bọn họ bốn cái toàn diện công kích. Lão yêu quái còn rất tự tin, lần này cũng không tin làm bất tử ngươi. Dương Nghị Vân trong lòng lãnh tâm, giơ lên đồ long kiếm, tổ vu thành thánh công cùng càn khôn đạo chủng công đồng thời vận chuyển dựng lên. Thân thể chi lực là hồng hoang chi lực, thuộc về bá đạo chi lực. Kỳ thật chỉ cần này một loại lực lượng cũng đã siêu việt rất nhiều cùng cấp bậc thần nhân, bất quá hắn giờ phút này đối mặt thị huyết lão yêu bực này sinh linh bản tôn, lại là không dám có chút giữ lại, muốn bằng đại lực lượng đi chém giết, nếu không một cái vô ý, liền tính là hắn không bị thương, cũng sẽ lan đến những người khác. Trong cơ thể pháp lực, hiện tại chính là đạo chủng chi lực, càng thêm cứng cỏi, kỳ thật chút nào không thua gì thân thể sở sinh ra hồng hoang chi lực, hai người hỗ trợ lẫn nhau dưới. Sở bùng nổ uy lực Dương Nghị Vân chính mình cũng không biết. Phía trước trên mặt đất kia nhất kiếm hắn gần thúc dục chính là thân thể chi lực, lúc này đây lại là đối mặt chín điều thị huyết lão tổ bản mạng bụi gai chi đằng, tự nhiên không dám qua loa. Hồng hoang đạo chủng, cho ta chạm. Dương Nghị Vân bạo giống, đồ long kiếm bùng nổ, hai loại lực lượng hội tụ ở nhất kiếm, lộng lấy kiếm khí vô song, lần này hắn không có đem kiếm khí thả ra đi, mà là tất cả đều hội tụ ở đồ long kiếm nội. Ong ong, kiếm minh thanh không ngừng. Đồ long kiếm tựa hồ ở hoan hô, như là một đói khát hồi lâu người, rốt cuộc ăn tới rồi một đốn cơm no giống nhau vui sướng, Dương Nghị Vân đôi tay nắm chặt chuôi kiếm đều đang run rẩy. Bỗng nhiên một chút hắn đối với phía trước mà đến một cái bụi gai chém qua đi. Không có lực lượng phát ra, đồ long kiếm bản sắc ngân quang lộng lẫy vô cùng. Oanh, nhất kiếm một bụi gai chạm vào nhau. Ngân bạch đỏ đậm tương giao dưới. Năng lượng bạo động đều truyền ra thật xa. Ngao a! Hai tiếng kêu thảm thiết. Lại là long minh trước đây, thảm thống thanh ở phía sau. Dương Nghị Vân đại hỉ, hắn không nghĩ tới này nhất kiếm như thế sắc bén, trực tiếp liền đem long đầu chém xuống. Hắn biết hai cái kêu thảm thiết một cái là bụi gai chi long, một cái là thị huyết lão tổ, đương nhiên kỳ thật là một cái. Bụi gai sở dĩ có thể hóa hình, có thể cho rằng là thị huyết lão tổ thiên phú đạo hạnh thâm hậu kết quả. Nhất kiếm chặt đứt một cái long đầu, tức khắc này long hóa ra vốn dĩ diện mạo, biến thành bụi gai co rút lại trở về. Sao có thể, thị huyết lão tổ phát ra vừa kinh vừa giận gầm rú. Lão yêu quái không có gì không có khả năng, hôm nay chính là ngươi ngày chết, xem chúng ta không đem ngươi chín điều lão rễ cây toàn bộ chặt đứt mới là lạ. Dương Nghị Vân cười lạnh nói chuyện. Đồng thời hắn khóe mắt nhìn đến. Bị hắn chặt đứt bụi gai lại là tại hạ một khắc lại một lần đỏ đậm ánh sáng lóng lánh, hóa thành xích hình rồng thái, chẳng qua nhỏ một vòng. Dương Nghị Vân nhếch miệng mà cười, cư nhiên lại một lần khôi phục, bất quá không ngừng chạm, xem ngươi có thể căng bao lâu. Ầm ầm ầm. Bên kia thanh âm thật lớn, hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, lại là Ngọc Lả Lướt một cái một mình ứng đối sáu điều đỏ đậm, tuy rằng nàng không rơi xuống phong, nhưng lại là nhìn qua như cũ thực cố hết sức. Mà đằng xa cùng thổ tinh nguyên còn lại là từng người ứng đối một cái. Hắn cũng là như thế. Bất quá trong tay hắn chi kiếm phong lợi, đảo cũng không sợ chút nào. Lúc này ngược lại lo lắng Ngọc Lả Lướt, cứ việc nàng khôi phục tới rồi thần chủ cấp bậc, nhưng đối mặt sáu điều bụi gai xích long, cũng không hảo ứng đối. Mà thị huyết lão yêu tựa hồ thực lực tu vi, hiện tại cảm giác chung tựa hồ cùng Ngọc Lả Lướt giống không kém bao nhiêu. Vèo. Oanh. Dương Nghị Vân một cái lắc mình liền phải đi giúp Ngọc Lả Lướt, nhưng là lại bị ngang trời mà đến một cái bụi gai xích long cấp cản lại, trở tay chính là nhất kiếm, hắn lui về phía sau, bụi gai xích long quang mang ảm đạm, bất quá lần này nhất kiếm thế nhưng không chặt đứt, nhưng thật ra làm hắn có chút ngẩn người.
tiểu tử thật sự cho rằng bản thân giết không được ngươi chờ sao, hừ. Một tiếng hừ lạnh lúc sau, thì huyết lão yêu lại là bản thể huyết quang đại tác phẩm, giờ khắc này cư nhiên hơi thở ở bò lên. Dương Nghị Vân sắc mặt biến đổi, cảm giác được không ổn. Bên kia Ngọc Lả Lướt Giao Thoa tiếng động vang lên nói, Vân Tử lão yêu ở hấp thu núi non chi lực tăng lên pháp lực, ta bám trụ chín điều xích long, các ngươi đi công kích hắn chủ thể, không thể làm hắn tăng lên, nếu không lão yêu thực lực sẽ đạt tới chủ thần cấp, đến lúc đó chúng ta liền không phải đối thủ. Ngọc Lả Lướt dứt lời, tất cả đều là vung tay lên từng giọt máu xuất hiện, lục quang đại tác phẩm, khẽ kêu một tiếng, hóa thành chín điều thần quang, chút nào không thể so thị huyết lão tổ chín điều bụi gai chi long kém. Cơ hồ nháy mắt chín đối chín quấn lên chín điều xích long. Dương Nghị Vân biết không phải ma kỷ thời điểm, tuy rằng lo lắng Ngọc Lả Lướt, khá vậy biết nàng lời nói tất nhiên sẽ không sai, vội vàng đối với đằng xà cùng thổ tinh nguyên giống to, không tiếc hết thảy đại giới công kích lão yêu chủ thể. Ầm vang! Cơ hồ ở cùng thời gian, Dương Nghị Vân cùng đằng xà, thổ tinh nguyên công kích dừng ở thị huyết lão yêu bản thể thượng. Mà Ngọc Lả Lướt còn lại là lực ngăn chặn thị huyết lão yêu chín điều bụi gai chi đằng. Nhưng lại là thành trạng thái giằng co. Bực này dưới tình huống, Dương Nghị Vân biết bọn họ ba cái muốn tốc chiến tốc thắng, Ngọc Lả Lướt xem như nhìn thẳng thật lớn áp lực. Cho ta hướng chết chỉnh, làm lão yêu quái hôi phi yên diệt. Dương Nghị Vân ở một đợt công kích lúc sau, tiếp theo lớn tiếng đối đằng xà cùng thổ tinh nguyên hạ lệnh. Bọn họ ba cái công kích trực tiếp ở thị huyết lão yêu chủ thể tạc nứt. Âm vang trong tiếng truyền đến thị huyết lão yêu tức muốn hộc máu giống giận tiểu bối tìm chết. Nghe được ra tới thị huyết lão yêu cái này tuyệt đối không dễ chịu. Ở đủ mọi màu sắc năng lượng tạc nứt dưới, huyết quang đầy trời. Dương Nghị Vân trong tay xuất hiện 3 viên dưa hấu lôi cùng 5 phiến tím thụ ngũ lôi cúng, theo sát liền ném qua đi. Ầm ầm ầm, lại là liên tiếp tạc nứt. A, à, giờ khắc này thị huyết lão yêu ăn đau không thôi phát ra kêu thảm thiết. Đằng xà hí vang một tiếng một ngụm ngọn lửa trực tiếp phun ở thị huyết lão yêu chủ thể thượng. Thổ tinh nguyên trong tay kết ấn, lại là đại địa chấn động dưới, hai tòa tiểu sơn bùn đất từ toát ra tới, tả hữu giáp công nháy mắt đem thị huyết lão yêu cấp tạp ở trong đó. Giống, a, à, cái này thị huyết lão yêu phát ra nôn nóng tiếng giống giận. Chết, 10 đạo hợp nhất, Dương Nghị Vân chống cơ hội lần thứ 2 nhất kiếm. Này nhất kiếm lộng lẫy vô cùng, cắt qua toàn bộ ngầm không gian, kiếm khí bùng nổ, thẳng vào thị huyết lão tổ chủ thể. A a a a. Thị huyết lão tổ kêu thảm thiết có cao rốt cuộc cuối cùng yếu đi xuống. Nhưng hắn chủ thể thượng lại là trực tiếp nổ tung. Cùng thời gian Ngọc Lả Lướt dây dưa chín điều bụi gai chi long bất động, bị Ngọc Lả Lướt sôi nổi dập nát. Chết, đã chết sao, đằng xà nói. Hẳn là đã chết đi. Thổ tinh nguyên mồ hôi đầy đầu, sắc mặt trắng bệch, hắn vừa rồi chính là vận dụng bí pháp, dọn ra hai tòa thổ sơn đem thị huyết lão tổ cấp mệt nhọc lên. Nếu không Dương Nghị Vân còn thực không dễ dàng như vậy đắc thủ. Đã chết, không sinh cơ. Ngọc Lả Lướt đã đi tới. Dương Nghị Vân phun ra một ngụm chọc khí nói, ta đi xem. Vân Tử từ từ, ta và ngươi cùng nhau. Ngọc Lả Lướt mở miệng, nàng là sợ Dương Nghị Vân có nguy hiểm. Hảo, Dương Nghị Vân cười, hai người hướng về thị huyết lão tổ thi thể đằng căn đi đến. Dương Nghị Vân đi xem tự nhiên là nghĩ nhìn xem có hay không yêu hạch linh tinh đồ vật. Nghĩ đến là có, lại còn có muốn cấp đằng xà thứ này giải độc, thần linh cấp bậc yêu thụ tu luyện thành công trong cơ thể tất nhiên có cái gì. Cùng Ngọc Linh Long qua đi, Dương Nghị Vân thấy được thị huyết lão tổ bản thể thượng bị chính mình nhất kiếm bổ ra tới vết rách. Phung tay lên, chạm vào chợt lóe, vết rách nổ tung xuất hiện 1 mét có thừa hốc cây. Đi, vào xem. Dứt lời Dương Nghị Vân cùng Ngọc Lả Lướt một trước một sau đi rồi hốc cây. Cái này lão yêu chủ thể thực thô to. Đào ra một cái hốc cây mới chiếm cứ một chút mà thôi. Hai người đi vào đi, tương đương là tiến vào thị huyết lão tổ bản thể trong vòng. Đi vào lúc sau mới phát hiện bên trong rất lớn, có khác động thiên. Bất quá hoàn cảnh lại là một mảnh mông lung có huyết sắc sương mù tồn tại. Cái gì hương vị, có một cổ kỳ dị chi mùi hương. Dương Nghị Vân ngửi được một loại thực kỳ dị mùi hương. Mau che chắn hô hấp, có khác cái gì ngoài ý muốn. Ngọc Lả Lướt trung quy là đại thần bản năng cảm giác không đúng. Dương Nghị Vân nghe Ngọc Lả Lướt nói xong lúc sau, vội vàng che chắn hô hấp, vận chuyển công công pháp xem xét một chút, lại là phát hiện chuyện gì đều không có gì dị thường, cười nói, không có việc gì, thị huyết lão yêu vốn chính là thảm thực vật chi mộc, có thể tản mát ra một ít dị tượng cũng bình thường.
Ngọc Lả Lướt tự nhiên cũng kiểm tra, rồi, nàng cũng không phát hiện có cái gì vấn đề. Trong lòng kỳ quái, nhưng luôn là cảm thấy không đúng chỗ nào, có chút không yên ổn, vừa định nói một câu, còn sự tiểu tâm thì tốt hơn thời điểm, Dương Nghị Vân lại lớn tiếng nói, xem, bên kia có tình huống. Nói chuyện chi gian Dương Nghị Vân đã một trận gió giống nhau đi qua. Ngọc Lả Lướt mày nhăn lại, nhưng vẫn là thực mau đuổi theo đi lên. Mà Dương Nghị Vân còn lại là trong tầm mắt thấy được một viên thật lớn như cối xay viên cầu, yêu dị đỏ đậm chi sắc, lại là tản ra thuần tịnh năng lượng hơi thở. Hắn trong lòng vui vẻ lẩm bẩm, xem ra đây là lão yêu yêu hạch, nhưng thật ra muốn bổ ra nhìn xem, bên trong là cái bộ dáng gì. Dứt lời chi gian, thu hồi kiếm lạc dựng lên. Chạm vào. Hảo đi. Dương mỗ nhân không nói hai lời, đem chi nhất kiếm chém thành hai nửa. Nhưng là ngay sau đó, lại là có đại lượng huyết sắc chất lỏng giống như mưa to giống nhau phun trào mà ra. Dương Nghị Vân liền đứng ở một mét nơi, lần này đem hắn trực tiếp tưới. Đừng! Mới vừa truy lại đây Ngọc Lả Lướt thật xa liền thấy được Dương Nghị Vân xuất kiếm, nàng cảm giác nơi này lộ ra quỷ dị, vội vàng hô to muốn đi ngăn cản Dương Nghị Vân, lại là một chữ xuất khẩu, câu nói kế tiếp chưa nói ra tới, liền đem Dương Nghị Vân đã bị huyết sắc chất lỏng tưới thành một cái huyết người. Cũng ngay trong nháy mắt này Dương Nghị Vân trên người huyết quang đại tác phẩm, quỷ dị vô cùng một màn xuất hiện, tưới ở trên người hắn huyết sắc chất lỏng lại là thực sắc thẩm thấu tới rồi trong thân thể hắn. Ngay sau đó lại là vang lên một cái tràn ngập oán niệm cuồng tiếu thanh nói, tiểu tử, ngươi hủy hoại bản thân bản thể, vậy dùng ngươi thân thể làm bản thân tân sinh đi, ha ha ha. Cái này tiếng cười xuất hiện, Ngọc Lả Lướt sắc mặt đại biến, nàng nghe được ra tới thanh âm này đúng là thị huyết lão tổ thanh âm. Mà Dương Nghị Vân này giờ khắc này cũng mộng bức, hắn không nghĩ tới thị huyết lão tổ nguyên thần cư nhiên còn tồn tại, mà này nhưng viên cầu căn bản liền không phải cái gì yêu năng lượng hạt nhân lượng thể. Mà là thị huyết lão yêu một thân tinh huyết, lão yêu nguyên thần bám vào tinh huyết chung, trực tiếp tưới ở trên người hắn, lúc này trực tiếp chui vào trong thân thể hắn. Thật là tự làm bậy không thể sống a. Hắn vì cái gì muốn nhất kiếm bổ ra đâu? Cái này hảo, hắn thân thể không chịu khống chế. Tứ chi đều chết lặng, giờ phút này hắn phản ứng còn tính nhanh chóng, trước tiên thúc dục đạo chủng thần hạch vận chuyển, chỉ có thể dựa vào trong cơ thể đạo chủng chi lực tới ngăn cản thị huyết lão yêu. Nhưng hắn phát hiện này hết thảy tựa hồ đều thực phí công. Thân thể bắt đầu phát ra vạn kim đâm ở trong cơ thể ngoại đau nhức, hơn nữa thẳng vào nguyên thần. A! À, Dương Nghị Vân người nhìn không được phát ra thanh âm, một chút ngã xuống trên mặt đất. Vân tử! Ngọc Lả Lướt đại kinh thất sắc, một đạo lục quang pháp lực điểm ở Dương Nghị Vân giữa mày. Nhưng thị huyết lão tổ thanh âm âm hiểm cười từ Dương Nghị Vân trong cơ thể phát ra nói, cạc cạc vô dụng. Bản thân lấy suốt đời tinh huyết dung hợp nguyên thần, tan hết nguyên thần chi lực, tiến vào trong thân thể hắn, không thành công liền xả thân, ai cũng cứu không được hắn, ngươi cho hắn pháp lực trở ngại, sẽ chỉ làm hắn càng thêm đau khổ, trừ phi ngươi tưởng trực tiếp làm hắn chết, ha ha. Như là đáp lại thị huyết lão tổ nói giống nhau, Dương Nghị Vân phát ra liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Giờ phút này Dương Nghị Vân cả khuôn mặt đều có thể nhìn đến từng đạo huyết sắc văn lạc xuất hiện. Ở Ngọc Lả Lướt trong mắt đây là thị huyết lão tổ cướp đoạt Dương Nghị Vân thân thể bắt đầu. Phi thường nguy hiểm. Dương Nghị Vân không thể chết được. Hắn là Càn Khôn Thần Điện hy vọng, là Càn Khôn Thần Điện tân thần tôn vô thượng, mà Càn Khôn Thần Điện còn lại là nàng tín ngưỡng, tuyệt đối không thể làm nàng chết. Ngọc Lả Lướt cả người run lên, buông lỏng tay ra, nàng là pháp thần đến tôn sư, đối với Dương Nghị Vân tình huống, nàng tự nhiên biết thị huyết lão yêu nói không ra. Trước mắt cục diện là lão yêu được ăn cả ngã về không bí pháp, nàng lấy chính mình pháp lực giúp Dương Nghị Vân lại là ngược lại chỉ có thể gia tốc Dương Nghị Vân tử vong. Nhưng, Dương Nghị Vân không thể chết được, tuyệt đối không được. Nhìn trên mặt đất chiều chiều thống khổ Dương Nghị Vân, Ngọc Lả Lướt mang theo khăn che mặt hai tròng mắt trung hiện lên một tia kiên quyết. Hô! Ngay sau đó Ngọc Lả Lướt phun ra một ngụm chọc khí. Nhìn Dương Nghị Vân, nàng lại là đối với phía sau tiến vào hốc cây khẩu hô. Đằng xa các ngươi hộ pháp, không được bất luận kẻ nào tiến vào. Là, ngoài động vang lên đằng xa cùng thổ tinh nguyên đáp lại. Đối với Ngọc Lả Lướt nói, đằng xa cùng thổ tinh nguyên lại đều không có nghi muộn, này một đường đi tới, Dương Nghị Vân đối Ngọc Lả Lướt đều tôn kính, huống chi là bọn họ hai cái, hơn nữa Ngọc Lả Lướt là pháp thần, vậy càng không là vấn đề. Ở đằng xa cùng thổ tinh nguyên nghĩ đến, Ngọc Lả Lướt cùng chủ nhân Dương Nghị Vân đi vào lúc sau. Lúc này làm cho bọn họ hộ pháp,
tất nhiên là tìm được rồi cái gì bảo vật yêu cầu tu luyện. Mà Ngọc Lả Lướt còn lại là ở phân phó xong sau, phất tay chi gian ở hốc cây khăn ăn hạ một đạo kết giới, thâm màu xanh lục kết giới hình thành lúc sau, chút nào nhìn không tới bên trong là tình huống như thế nào. Ngay sau đó Ngọc Lả Lướt nhìn thống khổ Dương Nghị Vân, nàng lại lần nữa phất tay, lại là đem Dương Nghị Vân trên người quần áo dập nát. Giờ phút này Dương Nghị Vân đã ý thức tản mạn, không rõ lắm xem, chỉ là mơ hồ nhìn thấy Ngọc Lả Lướt ngồi xổm xuống thân tới rồi hắn trước người, rồi sau đó đem khăn che mặt gỡ xuống. Hắn thấy được một trương tuyệt thế dung nhan. Trong lòng chỉ có một câu, quả nhiên là hàng thật giá thật nữ thần. Tuy rằng ý thức có chút mơ hồ, cả người cũng không động đậy, nhưng hắn như cũ thấy rõ ràng Ngọc Lả Lướt thần cấp dung nhan. Đây là một trảm đủ để lệnh thiên địa ảm đạm tuyệt thế dung nhan. Hiện tại Dương Nghị Vân biết vì cái gì Ngọc Lả Lướt muốn mang theo khăn che mặt. Như thế nữ thần chi dung mạo, liền tính là thần nhân hắn cũng tin tưởng không vài người có thể ở Ngọc Lả Lướt trước mặt bảo vệ cho tâm thần, muốn thất thố đi. Cũng may giờ phút này hắn lại là không tồn tại thất thố vấn đề. Bởi vì trong thân thể hắn tình huống đã phi thường không xong, thì huyết lão tổ máu chi lực liền sắp công phá hắn đạo chủng thần hạch. Dương Nghị Vân biết thần hạch thất chịu, hắn liền hoàn toàn xong rồi. Nhưng lúc này, hắn có chút không hiểu được, Ngọc Lả Lướt đem hắn quần áo dập nát, lại gỡ xuống chính mình khăn che mặt muốn làm cái gì. Đột nhiên Dương Nghị Vân trong lòng có cổ dự cảm bất hảo. Nhưng là lúc này Ngọc Lả Lướt lại là chậm rãi mở miệng nói, người bí pháp đích xác lợi hại, nhưng cũng không phải không có cách nào, nói đến cùng ngươi ở đạo hạnh thượng căng chết đều không đến thần chủ cấp bậc, nhưng ta muốn nói cho ngươi chính là, ta... Ngọc Lả Lướt chính là nhân tộc pháp thần chi cảnh, vô tuyến tiếp cận thiên đạo chi cảnh tồn tại, ở một tôn pháp thần trước mặt, người một gốc cây thụ yêu thật đúng là phiên không được thiên. Chỉ tiếc ta ở tiến vào hỗn độn cái chắn thời điểm trong cơ thể bị hỗn độn cái chắn cấp trở ngại, đến nay còn không có hoàn toàn hóa giải, hiện tại muốn áp xuống ngươi, đích xác có chút phiền phức, thậm chí yêu cầu ta trả giá rất lớn đại giới. Nhưng ta như cũng muốn nói cho ngươi, lại ta ở ngươi sẽ không thực hiện được. Thực lực tuy rằng hỗn độn chi khí trở ngại, nhưng ta pháp thần cảnh giới tầm mắt còn ở, ngươi kẻ hèn một giới thụ yêu, nhưng thật ra có chút làm càn. Ngươi sợ là cũng là tu luyện nói bình cảnh lúc sau, không hề tiến thêm, trong lòng sớm đã có đoạt xá tân sinh mưu hoa đi. Ngọc Lả Lướt không nhanh không chậm nói chuyện, chỉ là một bàn tay lại là thực mịt mờ ở động. Nàng này một phen lời nói thực rõ ràng là đối tiến vào Dương Nghị Vân trong cơ thể thị huyết lão tổ nói. Cũng càng là vì kéo dài thời gian cũng hảo thi pháp mà thôi. Nhưng một phen lời nói lại thẳng vào thị huyết lão tổ chi tâm. Cạc cạc cạc, không thể tưởng được ngươi cư nhiên vẫn là một tôn pháp thần, đích xác không nghĩ tới thị huyết lão tổ đáp lại từ Dương Nghị Vân trong cơ thể phát ra. Ngay sau đó dừng một chút thị huyết lão tổ thanh âm tiếp tục nói, đích xác, như ngươi lời nói, bản thân tiến giai chi lộ, đã vây ở bình cảnh vô số tuế nguyệt, thật đáng buồn chính là, bản thân bản thể thật lớn. Căn bản không rời đi thị huyết núi non, loại này năm tháng quá đủ rồi, cho nên ta yêu cầu đi ra ngoài, yêu cầu tân sinh, yêu cầu một bộ có thể chịu tải bản thân một thân đạo hạnh thân hình. Nhưng đáng tiếc cho tới nay, tiến vào thị huyết núi non sinh linh vô số, trước sau không có đụng tới thích hợp, thẳng đến các ngươi xuất hiện, hoặc là nói tiểu tử này xuất hiện, rốt cuộc làm bản thân phát hiện, tiểu tử này cư nhiên là cái thần ma thân thể chi khu, các phương diện điều kiện đều đủ để chống đỡ bản thân một thân đạo hạnh. Tự nhiên là không thể buông tha, cạc cạc cạc, cho nên nói. Nói nơi này thời điểm, bị Ngọc Lả Lướt ngắt lời nói, cho nên ngươi là cố ý thua ở Vân Tử trên tay, cố ý lộ ra sơ hở, cuối cùng dựa theo ngươi thiết tưởng, Vân Tử cùng ta đi vào ngươi trong cơ thể. Nếu ta không có đoán sai nói, chúng ta một mở họp tiến vào ngửi được kỳ dị mùi hương hẳn là ngươi dùng để nhiễu loạn tâm thần nào đó độc hương đi. Cũng đúng là như thế Vân Tử nói. Nhất kiếm bổ ra ngươi đã sớm chuẩn bị tốt máu hoặc là nói là ngươi một loại khác hình thái, cuối cùng chui vào Vân Tử trong cơ thể, được như ý nguyện, hoàn thành ngươi đoạt xá tân sinh bước đầu tiên. Cạc 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 không hổ là pháp thần, không sai, ngươi toàn nói đúng, hắc hắc hắc, nhưng nào có như thế nào. Hiện giờ bản thần đã hoàn toàn xâm nhập tiểu tử này trong cơ thể mỗi một tấc cốt cách máu, máu đều dung hợp, chỉ nửa canh giờ nữa sẽ hoàn toàn xâm nhập hắn thần hạch, hiện tại không nói ngươi không có pháp thần thực lực. Liền tính là ngươi là pháp thần, cũng ngăn cản không được bản thân, đương nhiên, trừ phi ngươi hiện tại hoàn toàn giết tiểu tử này cũng là có thể giết bản thân, chính là bản thân xem ra, ngươi tựa hồ đối tiểu tử này rất có hảo cảm, thực lo lắng thực để ý hắn, như thế ngươi là sẽ không xuống tay đi. Qua ha ha, thị huyết lão tổ ha ha cuồng thiếu,
liệu định Ngọc Lả Lướt sẽ không hạ tử thủ. Mà Ngọc Lả Lướt giờ phút này không ngừng mịt mờ phiên động ngón tay, rốt cuộc dừng lại, nhếch miệng cười nói, đúng vậy, ta tự nhiên sẽ không xuống tay, nhưng là... ta lại có thể liên hợp hắn cùng nhau đem ngươi luyện hóa rất, mặt khác, rốt cuộc là Vân Tử thành tựu ngươi, vẫn là ngươi thành tựu Vân Tử, kia chính là... ngươi sẽ trở thành Vân Tử áo cưới. Ngọc Lả Lướt cuối cùng một câu lại là thanh âm vô cùng sắc bén la so, đối với Dương Nghị Vân trên người bỗng nhiên phất tay mà ra. Sinh mệnh chi tinh huyết, lấy ta chi nguyên thần, hiệu lệnh thiên địa, âm dương tiếng vang, sinh mệnh chi ấn, khởi. Ngọc Lả Lướt như là ngâm sướng mật chú giống nhau, nâng lên tay trái, đúng là nàng vừa rồi bối ở sau người không ngừng vũ động thi pháp tay, kéo dài thời gian chính là vì giờ khắc này thi pháp, nàng lấy chính mình bản mạng tinh huyết cùng nguyên thần vì đại giới. Bắt đầu ở Dương Nghị Vân trên người khắc họa sinh mệnh ấn ký, đây là nàng duy nhất có thể nghĩ đến cứu Dương Nghị Vân, cũng là duy nhất át chủ bài. Nàng càng là biết sinh mệnh chi ấn thi triển ra tới lúc sau nàng muốn trả giá cái gì. Nhưng, nàng không lựa chọn, cũng cam tâm tình nguyện. Tia chớp ngón tay ở Dương Nghị Vân trên người khắc họa, lấy tinh huyết cùng bản mạng nguyên thần vì mặc. Một cái chớp mắt ra liền ở Dương Nghị Vân trên người khắc họa đầy phức tạp thâm ảo khắc văn. Từ giữa mày đến toàn thân. Lả Lướt tỷ tỷ ngươi, ngươi dừng lại, Dương Nghị Vân chuyên tâm ở bảo hộ loại kém thị huyết lão tổ xâm nhập thần hạch đạo tâm, ở Ngọc Lả Lướt cùng thị huyết lão tổ đối thoại thời điểm hắn không mở miệng, nhưng cái này hắn minh bạch. Tuy rằng không biết Ngọc Lả Lướt sẽ lấy cái dạng gì phương thức cứu hắn, nhưng hắn lại có thể tưởng tượng đến tuyệt đối sẽ là thật lớn đại giới, hắn không nghĩ làm Ngọc Lả Lướt mạo hiểm. Lại nói liền tính Ngọc Lả Lướt mạo hiểm lúc sau, còn không biết có thể không thành công. Đừng đến lúc đó lại đem nàng đánh thượng. Đừng nói chuyện, người củng cố hảo ngươi thần hạch cùng tâm thần, kế tiếp còn cần chúng ta cộng đồng. Cộng đồng phối hợp, tâm ý tương thông mới có thể cứu ngươi, nếu không chúng ta đều sẽ chết. Ngọc Lả Lướt nói này một phen lời nói thời điểm xác thật là sắc mặt hồng thấu, căng ra đầu nói ra. A, à, tiện nhân ngươi làm cái gì, vì cái gì như thế cực nóng. Đúng lúc này, Dương Nghị Vân đề nhiết truyền đến thị huyết lão tổ tức muốn hộc máu thanh âm. Cũng có một lần hoảng loạn. Dương Nghị Vân sắc mặt huyết sắc văn lạc đại lượng, nhưng lại bị Ngọc Lả Lướt khắc họa ở Dương Nghị Vân trên người màu xanh lục khắc văn vầng sáng đại tác phẩm cấp áp chế đi xuống. Dương Nghị Vân cũng tặng khẩu khí, hắn tự hồ cảm giác trong cơ thể thống khổ giảm bớt vài phần. Bất quá còn không có chờ hắn cao hứng hết sức, lại là một tiếng kêu rên, thiếu chút nữa cắn một ngụm hàm răng, bởi vì hắn cảm nhận được trong cơ thể thị huyết lão tổ lực lượng như là chó cùng rứt dậu. Lại như là tranh đoạt thời gian giống nhau bắt đầu điên cuồng công kích hắn đạo chủng thần hạch. Trong thân thể hắn truyền đến thống khổ tăng lớn gấp 10 lần không ngừng, kêu rên cắn chặt khớp hàm. Ngọc Lả Lướt mày nhăn lại nói, Vân Tử kế tiếp ta. Ta muốn cùng ngươi thiên địa chi hợp mới có thể giúp ngươi. Chờ ta trong cơ thể bẩm sinh sinh mệnh chi lực xuất hiện, ngươi liền nắm chắc cơ hội nhân cơ hội luyện hóa thị huyết lão tổ, ta. Bắt đầu rồi. Dương Nghị Vân tuy rằng trong cơ thể ở quay cuồng. Nhưng Ngọc Lả Lướt nói một chữ không rơi toàn nghe vào trong tai. Thiên địa chi hợp. Hảo đi, đều thành thần, hắn tự nhiên biết là chỉ cái gì. Này! Trong lúc nhất thời đều sửng sốt. Đã có thể ở thời điểm này hắn phát hiện Ngọc Lả Lướt một thân thần y tan đi sau đó. Dương mẫu nhân nội tâm như tiếng sấm dựng lên. Quả thực không thể tin được. Lả Lướt, tỷ, ngươi. Dương mẫu nhân giờ phút này nội tâm thực sự bị dọa tới rồi. Hắn không nghĩ tới, Ngọc Lả Lướt cái gọi là biện pháp sẽ là như thế này. Giờ phút này cũng đột nhiên minh bạch, phía trước Ngọc Lả Lướt trong miệng nói, rất lớn, đại giới, hắn còn nghi hoặc, hiện tại đã biết rõ, cái này đại giới đích xác rất lớn. Hoảng loạn trung Dương Nghị Vân nói chuyện, Ngọc Lả Lướt đã ngã xuống trên người hắn. Có chút phát run nói, bảo vệ cho tâm thần, đừng làm cho ta trả giá uổng phí, trước mắt chỉ có biện pháp này. Dương Nghị Vân trong lòng run lên, cực kỳ cảm động. Đồng thời trong lòng đem càn khôn hồ mắng trăm ngàn biến. Thời điểm mấu chốt rất dây xích. Ở thị huyết lão tổ xâm nhập trong thân thể hắn thời điểm, hắn liền câu thông càn khôn hồ, tưởng lấy càn khôn hồ nội hỗn nguyên một hơi tới hóa giải thị huyết lão tổ xâm nhập, nhưng không nghĩ tới càn khôn hồ trực tiếp là đi cảm ứng, làm hắn vô cùng bị động. Càng miễn bàn điều động hỗn nguyên một hơi. Nếu là có thể điều động hỗn nguyên một hơi, nghĩ đến cũng liền không thể so Ngọc Lả Lướt trả giá như thế đại giới. Nhưng là không có nếu. Hắn nghe Ngọc Lả Lướt nói chuyện, hít sâu một hơi, chuẩn bị sẵn sàng đi, hắn rõ ràng Ngọc Lả Lướt nói rất đúng,
nếu hắn phân thần, làm không hảo hắn cùng Ngọc Lả Lướt đều sẽ xong đời. Đương nhiên hắn hiện tại cũng không biết Ngọc Lả Lướt cái này hy sinh biện pháp có hiệu quả hay không. Bất quá mặc kệ có hiệu quả hay không, hắn biết giờ phút này đã không có biện pháp, Ngọc Lả Lướt thi pháp đã bắt đầu, tên đã trên dây không thể không đã phát. Trên người hắn phi thường cực nóng, là Ngọc Lả Lướt khắc họa phù văn chi lực, nhưng đích xác đối thị huyết lão tổ lực lượng có áp chế, bất quá lúc này thị huyết lão tổ cũng sốt ruột, ở trong thân thể hắn bắt đầu liều mạng dẫy giụa, đánh sâu vào hắn đạo trùng thần hạch. Cũng may Ngọc Lả Lướt khắc họa ở trên người hắn khắc văn cuồn cuộn không ngừng tiến vào trong thân thể hắn, đối thị huyết lão tổ có áp chế. Lúc này Ngọc Lả Lướt toàn thân tản ra cường đại vô cùng sinh cơ chi lực, bắt đầu rồi bước tiếp theo. Dương Nghị Vân cứ việc đã cố tình khắc chế chính mình tâm thần, nhưng lại đối mặt giờ phút này xích quả quả Ngọc Lả Lướt như cũ là mặt đỏ tai hồng. Ngay sau đó, một tiếng trầm thấp, hai người làm được thiên địa giao hợp. Một cái chớp mắt ra Dương Mẫu Nhân cảm nhận được một cổ chưa bao giờ từng có lực lượng tràn ngập sinh cơ, tiến vào trong thân thể hắn, hơn nữa thẳng vào thần hạch đạo trùng. Sắc mặt hắn cảm giác một lạnh lẽo, lại là phát hiện Ngọc Lả Lướt nhắm lại hai mắt, khóe mắt có nước mắt dừng ở hắn trên mặt. Nữ thần đem nàng thứ quan trọng nhất giao cho. Cứ việc đây là vì cứu hắn, nhưng Dương Nghị Vân trong lòng vẫn là một trận áy náy. Trong lòng thề, về sau định không phụ nàng. Mặt khác không dám nói, nhưng bảo hộ nàng, nhất định phải làm được. Toàn lực phản kích đi, ta trợ ngươi giúp một tay. Bên tai vang lên Ngọc Lả Lướt nói chuyện thanh. Dương Nghị Vân phục hồi tinh thần lại. Vội vàng thúc giục công. Lại là trong lòng vui vẻ, càn khôn đạo chủng công vận chuyển lên. Ngọc Lả Lướt phía trước lời nói bẩm sinh sinh mệnh chi lực, hắn lúc này minh bạch chính là nàng chân quý nhất lực lượng. Cũng đích xác cổ lực lượng này khổng lồ, vượt qua hắn tưởng tượng. Bỗng nhiên vọt vào hắn thần hạch đạo chủng trong vòng, nháy mắt khuếch tán, mười đại thuộc tính nói thụ, tại đây một khắc vầng sáng bùng nổ, như là lâu hạn gặp mưa rào. Ầm ầm ầm, liên tiếp 10 thanh nặng nề rung động. Đạo chủng trong vòng 10 đại đạo số bùng nổ, thế nhưng điên cuồng sinh trưởng lên. Đương nhiên là một tấc tấc lớn lên. Trong nháy mắt liền trưởng thành một thước có thừa, trước kia chính là mấy tấc mà thôi. Hắn nói thụ tăng trưởng, liền cho rằng hắn pháp lực cảnh giới tăng lên, đây là càn khôn đạo chủng công độc đáo chỗ. Ầm vang, đạo chủng trong vòng nổ vang. Dương Nghị Vân bỗng nhiên quát lớn, a khai. Ngay lập tức chi gian hắn vận chuyển công pháp, hội tụ 10 đại đạo loại chi lực, chạy ra khỏi thần hạch. Thần hạch ở ngoài, thị huyết lão tổ lực lượng như cũ ở điên cuồng đánh sâu vào hắn thần hạch đạo trùng, nhưng hắn thần hạch đạo trùng độc đáo cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể đột phá. Lần này ở hấp thu Ngọc Lả Lướt bẩm sinh sinh mệnh chi lực sau, đạo trùng trong vòng 10 đại đạo thụ sinh trưởng một mảng lớn, pháp lực chưa từng có cường đại bùng nổ mà ra, một chút lao ra thần hạch, va chạm ở thị huyết lão tổ lực lượng thượng. A, à, đây là cái gì lực lượng? Thị huyết lão tổ phát ra một tiếng hoảng sợ. Muốn mạng ngươi lực lượng, Dương Nghị Vân tập trung trải qua công kích thị huyết lão tổ máu chi lực, hai loại lực lượng ở trong cơ thể bắt đầu rồi chém giết. Cái này thời điểm, thị huyết lão tổ thu được trong ngoài giáp công. Nội có Dương Nghị Vân đạo trùng phản kích, ngoại có Ngọc Lả Lướt khắc họa ở Dương Nghị Vân thân thể khắc văn chi lực không ngừng áp chế. Hiện tại lão yêu quái liền tính là muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Bởi vì Ngọc Lả Lướt này đây bản mạng tinh huyết cùng nguyên thần vì đại giới ở Dương Nghị Vân trên người khắc họa sinh mệnh khắc văn, gần nhất phong tỏa mà đến đè nặng. Cái này cục diện hạ, thị huyết lão tổ hoặc là cắn nuốt sớt Dương Nghị Vân hết thảy, hoặc là chính là Dương Nghị Vân phản kích cắn nuốt sớt thị huyết lão tổ, luyện hóa lão yêu hết thảy lực lượng thành tựu chính hắn. A a a, thị huyết lão tổ thanh âm ở Dương Nghị Vân trong cơ thể phát cuồng. Dương Nghị Vân nương Ngọc Lả Lướt lực lượng váy không ngừng ngăn cản thị huyết chi lực. Lại cũng làm thị huyết chi lực không ngừng lui về phía sau. Trường hợp rốt cuộc đối Dương Nghị Vân tới nói có chủ đạo quyền. Nhưng đồng thời hắn phát hiện, tình huống của hắn cũng hoàn toàn không như thế nào hảo. Bởi vì hai cổ lực lượng cường đại đấu sức, là ở hắn trong cơ thể, đối trong thân thể hắn phá hư rất lớn, kinh mạch đều đang không ngừng tổn hại chung, dựa theo loại tình huống này liên tục đi xuống, Dương Nghị Vân biết liền tính là hắn cuối cùng thắng lợi, đến lúc đó hắn thân thể này cũng nên đến báo hỏng lúc. Này cũng không phải là hắn muốn. Cứ việc có Ngọc Lả Lướt trợ lực lúc sau, cục diện có xoay chuyển, có thể tưởng tượng ở trong khoảng thời gian ngắn cắn nuốt sất thị huyết lão tổ, như cũ yêu cầu một ít thời gian. Ở trong thân thể hắn ngược lại đối hắn bất lợi. Không được, còn nghĩ cách,
lại nhanh hơn tốc độ mới được, ta không thể từ bỏ thân thể của mình. Dương Nghị Vân trong lòng nghĩ, vội vàng đi câu thông Càn Khôn Hồ. Hiện tại cục diện xoay chuyển lúc sau, Càn Khôn Hồ hẳn là có thể vận dụng. Nhưng hắn câu thông Càn Khôn Hồ thời điểm, trên cánh tay trái bắt đầu cực nóng. Tức khắc đại hỉ, quả nhiên có phản ứng. Trong lòng đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hỗn nguyên một hơi, tới. Dương Nghị Vân ở trong lòng giống to. Nháy mắt quen thuộc nhiệt lưu nháy mắt cánh tay bơi lội tới rồi trong cơ thể. Có linh tính hỗn nguyên một hơi, rốt cuộc xuất hiện. Thẳng đến lúc này, Dương Nghị Vân mới đại tùng một hơi. Hắn biết chỉ cần hỗn nguyên một hơi này một sợi siêu thoát lực lượng tồn tại, liền tính là lại đến một cái thị huyết lão tổ, cũng phiên không được thiên. Vèo một chút, hỗn nguyên một hơi cùng hắn đạo chủng chi lực không hề không khỏe dung hợp ở cùng nhau. Trong cơ thể tử kim quang mang đại tác. Lão yêu quái, ngươi nổi lên bốn phía tới rồi, cắn nuốt. Dương Nghị Vân đáy lòng giống to, sử dụng hỗn nguyên đạo chủng chi lực, cuốn tịch hướng về phía thị huyết chi lực. Không. Thị huyết lão tổ cảm nhận được không thể kháng cự chi lực, ngay sau đó trực tiếp bị hỗn nguyên đạo chủng chi lực là thế như trẻ che cuốn tịch, lần này là trực tiếp đồng hóa cắn nuốt. Trong cơ thể du tẩu vận công dưới, thị huyết chi lực bị cắn nuốt không còn một mảnh, nơi đi qua như gió cuốn mây tan. Một khắc trước còn vô cùng kiêu ngạo thị huyết lão tổ, lúc này hoàn toàn bị Dương Nghị Vân cắn nuốt. Ngay sau đó hắn điên cuồng vận chuyển Càn Khôn đạo chủng công bắt đầu luyện hóa thị huyết chi lực. Chính như Ngọc Lả Lướt phía trước đối thị huyết lão tổ lời nói, ngươi trung quy sẽ trở thành vân tử áo cưới, hiện tại ứng nghiệm. Lúc này Dương Nghị Vân trong cơ thể có hỗn nguyên một hơi trợ giúp, vận chuyển công pháp lúc sau, thị huyết chi lực không ngừng bị luyện hóa, tổn hại kinh mạch cũng nên có Ngọc Lả Lướt sinh mệnh chi lực, ở bay nhanh chữa trị chung. Oanh! Một tiếng nặng nề ở trong cơ thể vang lên. Tu vi cảnh giới chính thức đột phá tới rồi sơ cấp thần đế. Nhưng đây mới là bắt đầu. Bởi vì thị huyết lão tổ lực lượng vô cùng khổng lồ, lại còn có Ngọc Lả Lướt chân quý nhất bẩm sinh sinh mệnh chi lực, đều tiến vào trong thân thể hắn. Hơn nữa hỗn nguyên một hơi phụ trợ, Dương Nghị Vân có không gì sánh kịp lực lượng ở trong cơ thể, cảnh giới đột phá lúc này chỉ vừa mới bắt đầu. Càn Khôn đạo chủng công bay nhanh vận chuyển dưới tình huống, hắn tu vi bắt đầu không ngừng tăng lên. Oanh! Trung vị thần đế chi cảnh. Oanh! Thượng vị thần đế chi cảnh. Liên tiếp đột phá, Dương Nghị Vân đều dọa tới rồi. Trong cơ thể lực lượng như cũ khổng lồ. Thực mau tu vi đạt tới thượng vị thần đế đỉnh, Dương Nghị Vân không dám ở hấp thu. Bởi vì đạo chủng trong vòng 10 đại thuộc tính nói thụ đều trường tới rồi một thước có thừa, mỗi một gốc cây đều là, hiện tại tu vi lại là liền nhảy tăng lên tới thượng vị đỉnh thần đế. Ở như vậy đi xuống, hắn cảm giác có thể trực tiếp đột phá đến thần chủ cấp bậc đi. Nhưng đây là chuyện tốt sao? Tự nhiên không phải. Làm không hảo ngược lại sẽ trở thành ngày sau tu vi thật lớn tai họa ngầm. Bởi vì tu luyện không chỉ là pháp lực vấn đề, còn có hiểu được thiên địa, tâm cảnh không song theo không kịp, cũng khó có thể ổn định căn cơ. Hắn cho rằng vậy là đủ rồi. Cho nên hắn đình chỉ vận chuyển Càn Khôn đạo chủng công, ngược lại thúc giục tổ vu thành thánh công, bắt đầu rèn luyện thân thể. Trong cơ thể thị huyết chi lực thực sự khổng lồ, mới tiêu hao giống nhau. Cái này cũng chưa tính Ngọc Lả Lướt bẩm sinh sinh mệnh chi lực. Bắt đầu rèn luyện thân thể tu luyện tổ vu thành thánh công. Cũng không biết đi qua bao lâu, Dương Nghị Vân cả người chấn động, lại là từ tu luyện trạng thái tỉnh lại, thân thể đạt tới hồng hoang thân thể thượng giai. Bỗng nhiên mở hai mắt. Lại tựa không biết khi nào, Ngọc Lả Lướt đã rời đi hắn thân thể, hắn bên ngoài thân khắc văn cũng đã biến mất, nhưng toàn bộ thân thể mặt ngoài lại là lưu chuyển một tầng nhàn nhạt kim quang. Thực hiển nhiên là hồng hoang thân thể tiến giai đến cao giai tượng trưng. Mà lúc này Dương Nghị Vân lại là chút nào không để bụng hắn tu luyện tình huống như thế nào, phản ứng đầu tiên là tìm Ngọc Lả Lướt, cái này ở khó xử hết sức trời xui đất khiến trở thành hắn nữ nhân nữ thần. Lả Lướt tỷ tỷ. Dương Nghị Vân vội vàng kêu to, quay đầu tìm kiếm hắn. Ngươi không có việc gì. Ngay sau đó Ngọc Lả Lướt thanh âm mang theo suy yếu từ góc vang lên. Dương Nghị Vân trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại là vội vàng đứng dậy hướng về Ngọc Lả Lướt đi đến. Lúc này Ngọc Lả Lướt đã y trang chỉnh tề ngồi ở hốc cây góc, là khoanh chân điều dưỡng trạng thái. Trên mặt cũng một lần nữa mang lên khăn che mặt. Ta không có việc gì, ta thậm chí đột phá tới rồi thượng vị đỉnh thần đế, Lả Lướt tỷ tỷ cảm ơn ngươi, không có ngươi ta sợ là sẽ bị thị huyết lão tổ cắn nuốt rớt.
nhưng mà mang theo hưng phấn chi ý nói chuyện, nhưng lời nói đến cuối cùng hắn rốt cuộc nói không được nữa. Bởi vì hắn nhìn đến, thấy được Ngọc Lả Lướt nguyên bản đen nhánh tỏa sáng đầu tóc, giờ phút này cư nhiên có đầu bạc. Lả Lướt tỷ, Dương Nghị Vân cả người đại chấn, nghĩ tới cái gì? Muốn đi nhìn mặt hắn, nhưng Ngọc Lả Lướt đột nhiên nhanh chóng đứng dậy, xoay người sang chỗ khác, vừa đi vừa nói chuyện nói, nếu ngươi không có việc gì, chúng ta liền đi ra ngoài đi, thời gian đã qua đi hơn 1000 năm, đằng xa cùng thổ tinh nguyên còn ở bên ngoài chờ, bọn họ phải đợi sốt ruột. Dương Nghị Vân duỗi ra tay, lại là trực tiếp bắt được Ngọc Lả Lướt tay. Giờ phút này tay nàng thực lạnh lẽo. A, à, Ngọc Lả Lướt một cái vô ý, bị Dương Nghị Vân lôi kéo xả, lại là thân thể mất đi cân bằng, một chút ngã xuống Dương Nghị Vân trong lòng ngực. Dương Nghị Vân cảm nhận được Ngọc Lả Lướt hoảng loạn. Nàng lại là vội vàng quay đầu, không nghĩ làm Dương Nghị Vân nhìn đến nàng mặt. Vừa vặn ở Dương Nghị Vân trong lòng ngực, nào có nhìn không tới. Lả Lướt tỉ tỉ, Dương Nghị Vân thanh âm run rẩy. Cứ việc nàng mang theo khăn che mặt, nhưng hắn như cũ thấy được nàng hai mắt khóe mắt nếp nhăn. Hơn nữa Dương Nghị Vân ôm nàng thời điểm vận chuyển công lực lại là phát hiện, Ngọc Lả Lướt trong cơ thể hỗn độn sương mù tuy rằng biến mất, nhưng nàng đạo hạnh lại là lùi lại tới rồi thần vương cảnh giới. Quả thực là lún một nửa đại ngã. Này đối một tôn pháp thần tới nói, như thế nào thừa nhận? Từ pháp thần trực tiếp ngã xuống đến thượng vị thần vương, vô tình với từ thiên đường rơi vào địa vực. Ngươi, ta, Dương Nghị Vân tưởng nói chuyện, nhưng cũng không nói ra được. Hắn minh bạch, Ngọc Lả Lướt giờ phút này hết thảy đều là vì hắn. Hy sinh nàng mà thành toàn hắn. Ngọc Lả Lướt cuối cùng quay đầu, nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân nói, không có việc gì, thần nhân thọ nguyên vô hạn, về sau chậm rãi tu trở về liền hảo, ngươi cũng không cần tự trách, là ta tự nguyện, cùng ngươi không ánh sáng, hơn nữa ngươi là Càn Khôn thần điện chi chủ, ta có chức trách bảo hộ ngươi, làm ngươi không bị thương hại, đến nỗi hôm nay việc, ngươi. Ngươi liền đã quên đi, từ nay về sau ta và ngươi chỉ có thần tôn vô thượng cùng cấp dưới quan hệ, mặt khác không có bất luận cái gì quan hệ, ngươi hiểu chưa? Không rõ Dương Nghị Vân nói chuyện bên trong, lại là bỗng nhiên duỗi tay vạch trần Ngọc Lả Lướt khăn che mặt. A, Ngọc Lả Lướt như là chấn kinh con thỏ kinh hô, vội vàng dùng tay đi che đậy chính mình mặt. Một trương nhăn rúm gió già nua mặt xuất hiện ở Dương Nghị Vân tầm mắt. Giờ khắc này hắn trong ánh mắt nước mắt tràn mi mà ra, nhìn kinh hoàng thất thố đi che đậy chính mình mặt Ngọc Lả Lướt, Dương Nghị Vân bỗng nhiên phía dưới đầu đi, kéo ra tay nàng, một chút thân, ở miệng nàng, thượng. A. Ngọc Lả Lướt giãy giụa suy nghĩ đẩy ra hắn, nước mắt trong suốt từ khóe mắt rơi xuống, nhưng như thế nào cũng đẩy không khai, bị Dương Nghị Vân gắt gao ôm vào trong ngực. Cuối cùng nàng khóc, không hề giãy giụa, hắn cũng lưu trữ nước mắt. Thời không đều tại đây một khắc dừng hình ảnh. Qua một hồi lâu, Dương Nghị Vân mới buông lỏng ra nàng, nhưng lại vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn hai mắt nói, ta Dương Nghị Vân có tài đức gì, cuộc đời này có thể gặp được ngươi như vậy nữ thần. Ngọc Lả Lướt ngươi nghe, ta thích ngươi, cùng ân tình không ánh sáng, ở Càn Khôn thần điện thế giới nhìn thấy ngươi liền thích, thích một cái thần nữ, thật sự, cuộc đời này ta thề, thiên đạo vĩnh hằng thủ ngươi bất hủ. Ta nhất định sẽ làm ngươi khôi phục lại, ta tuy nữ nhân rất nhiều, nhưng lại không cô phụ cổ ai, từ hôm nay trở đi, thỉnh ngươi làm ta nữ nhân, cuộc đời này định không phụ ngươi, vô luận ngươi biến thành cái dạng gì, ngươi trong lòng ta vĩnh viễn là kia một tôn nữ thần, cho ta một cái bảo hộ ngươi cơ hội, hảo sao? Ngọc Lả Lướt nước mắt tràn mi mà ra, nàng là thần, nhưng cũng là nữ thần, nào có không thèm để ý chính mình dung mạo. Nàng lấy chính mình bản mạng tinh huyết nguyên thần vì đại giới, trợ giúp Dương Nghị Vân, tu chính là sinh mệnh chi đạo, hao tổn chính là bẩm sinh bản mạng chi lực, hiện giờ biến thành lão thái bà bộ dáng, bên này là đại giới. Nghe được Dương Nghị Vân này một phen lời thề, nàng biết hết thảy đáng giá. Chủ nhân các ngươi rốt cuộc ra tới a? Hốc cây ở ngoài. Đằng xa nhìn đến kết giới biến mất Dương Nghị Vân cùng Ngọc Lả Lướt trước sau đi ra, chính là một tiếng khoa trương kêu rên. Thổ tinh nguyên cũng đón đi lên, vừa muốn mở miệng, lại là thấy được Dương Nghị Vân sắc mặt hoặc là nói phía sau Ngọc Lả Lướt tức khắc liền im miệng, chỉ là khom người ý bảo. Đằng xa thứ này còn lại là tùy tiện căn bản không có chú ý chi tiết, tiếp tục lại nhải. Kết quả bị Dương Nghị Vân mở miệng nói, có thể hay không im miệng. Giây tiếp theo đằng xa phanh lại. Sốt cuộc cảm giác không thích hợp. Chủ nhân tâm tình không tốt lắm a, vẫn là im miệng đi, nếu không muốn bị đánh. Chỉ chớp mắt sốt cuộc nhìn thoáng qua Dương Nghị Vân sau lưng Ngọc Lả Lướt,
lại là phát hiện không thích hợp chính là Ngọc Lả Lướt a. Đầu tiên Đằng Xà cảm giác đến Ngọc Lả Lướt hơi thở cư nhiên thành thần vương cấp bậc, càng là thấy được Ngọc Lả Lướt tóc tựa hồ trắng rất nhiều, cứ việc mang theo khăn che mặt, chính là khóe mắt nếp nhăn lại là phi thường rõ ràng. Trọng điểm là chủ nhân Dương Nghị Vân cư nhiên nắm Ngọc Lả Lướt tay, hai người đi ra hốc cây. Còn có cuối cùng một chút là, chủ nhân hơi thở phi thường cường đại rồi, cường đại đến hắn đều cảm giác không đến thâm hậu nông nỗi. Cái này Đằng Xà liền tính là ở phía sau biết sau giác cũng tựa hồ minh bạch cái gì. Thoạt nhìn chủ nhân cùng Ngọc Lả Lướt ở hốc cây trong vòng, đã xảy ra rất nhiều chuyện a. Vẫn là cái gì đều đừng hỏi. Đáng chết tiểu chú lùn, nhìn ra tới cũng không nhắc nhở ta một tiếng, Đằng Xà ở trong lòng mắng Thổ Tinh Nguyên, đối với Dương Nghị Vân cùng Ngọc Lả Lướt ngượng ngùng cười, tránh ra thân mình. Dương Nghị Vân hít sâu một hơi đối Đằng Thụ cùng Thổ Tinh Nguyên nói, đi thôi, trước rời đi nơi này đi mặt đất lại nói. Là chủ nhân, đi ra ngoài thông đạo thuộc hạ đã rửa sạch hảo Thổ Tinh Nguyên mở miệng lúc sau trực tiếp phía trước dẫn đường. Mỗi một lần Thổ Tinh Nguyên đều có thể nói đến trung điểm, cũng có thể làm được trọng điểm, nói không gào to, ngược lại là đã chịu Dương Nghị Vân khen cùng thưởng thức. Đằng Xà thứ này vừa lúc tương phản, kêu kêu quát quát, cái gì đều tưởng biểu hiện, nhưng luôn là sẽ sai lầm. Bất quá, Đằng Xà lại là tương đối ngay thẳng đơn thuần, từ về phương diện khác tới nói càng thêm trung thành, dám đánh dám đùa hóa. Hai cái ở Dương Nghị Vân trong mắt các có ưu khuyết điểm. Dương Nghị Vân ở sơn động trong vòng đối Ngọc Lả Lướt thổ lộ lúc sau, hai người chi gian đã không có ngăn cách, Ngọc Lả Lướt một lần nữa mang lên khăn che mặt, nhưng Dương Nghị Vân trong lòng lại là có thể cảm nhận được, nàng như cũ để ý nàng biến thành lão thái thái giống nhau dung nhan. Ra tới thời điểm, Dương Nghị Vân không khỏi phân trần kéo tay nàng, hai người tay trong tay đi ra. Hắn ở trong lòng thề, kế tiếp hắn cái gì đều không làm, liền cấp Ngọc Lả Lướt khôi phục dung nhan. Kỳ thật nói có khó không, nói dễ cũng không dễ. Ngọc Lả Lướt biến thành hiện tại cái dạng này, dung nhan biến lão, tu vi lùi lại, nói đến cùng là tổn thất bản mạng nguyên khí, chỉ cần tìm được chữa khỏi phương diện này thần vật là có thể làm nàng khôi phục lại. Đây là hắn thiếu nàng, nhất định phải làm. Hắn cũng cho phép Ngọc Lả Lướt biến thành như vậy. Đương nhiên hắn cũng nói sinh mệnh chi thủy, nhưng liên tiếp làm Ngọc Lả Lướt dùng tam tích đều không có chút nào khởi sắc. Cho nên hắn biết, kế tiếp muốn tìm kiếm khôi phục bản mạng nguyên khí thần vật chí bảo, chỉ là loại này chí bảo, cũng không biết nơi nào mới có. Một canh giờ sau, bọn họ đường cũ phản hồi, về tới đại địa, như cũ ở tiến vào thời điểm trên ngọn núi, Thổ Tinh Nguyên sáng lập ra tới một khe lớn như cũ tồn tại. Chẳng qua bọn họ ra tới lúc sau, bất đồng chính là thị huyết núi non kéo dài ngàn dặm bụi gai tất cả đều khô héo. Thị huyết lão tổ bản thể bị Dương Nghị Vân xử lý hoặc là sợ cắn nuốt rớt, lão yêu trên người này đó bụi gai cảnh tự nhiên cũng sống không được, chung quy là thần thể này đó bụi gai trải qua ngàn năm như cũ tồn tại, chỉ là khô héo, nhưng tin tưởng theo thời gian trôi qua, chung có một ngày sẽ hóa thành cho tẫn. Chủ nhân chúng ta kế tiếp tiếp tục hướng về không trung thần thành mà đi sao? Thổ Tinh Nguyên hỏi. Dương Nghị Vân nhìn nhìn Ngọc Lả Lướt trưng cầu nàng ý kiến, Lả Lướt tỷ tỷ ngươi nói đi.